Hình Uyên Minh cùng bên người hai đại điện lão bị chọc tức sắc mặt xanh mét, nhưng là thật muốn đánh lên tới, bọn họ muốn đối mặt chính là năm đại trung phẩm hỗn nguyên nói tiên cao thủ a, huống chi Dương Nghị Vân này tiểu biệt xem là đại la đại viên mãn nhưng cũng là có thể chém giết sơ phẩm hỗn nguyên tồn tại. Chọc ngạch không dậy nổi. Chờ xem, chúng ta đi. Trung quy Hình Uyên Minh túng, buông một câu tàn nhẫn lời nói, phèo một chút mang theo người rời đi quảng trường đi một cái khác phương hướng. Nhìn Hình Uyên Minh hung tợn rời đi, Bảo Thuận Quang nhịn không được nói, chủ nhân liền như vậy phóng cái này lão đông tây rời đi sao? Bằng không đâu, Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt tiếp tục nói, nhớ kỹ, chúng ta hiện tại tới rồi một cái khả năng cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng không gian thế giới, nơi này nếu thực sự có thượng cổ ma hồn gì đó xuất hiện, cũng hoặc là mặt khác sinh linh tồn tại, nhân tộc chính là có thể đoàn kết lợi dụng. Lưu trữ bọn họ tổng so giết hảo, hơn nữa thật muốn là chém giết lên. Chúng ta cũng sẽ có tổn thương, không có lời, vừa tiến đến chính là giết người đổ máu không may mắn, được rồi, làm cho bọn họ đi trước trong bóng đêm thử xem thủy, chúng ta tới nghiên cứu một chút như thế nào đi tìm Lạc Dương vấn đề. Dăm ba câu Dương Nghị Vân liền định ra giọng. Nghe vào Bảo Thuận Quang bốn người trong tai cũng đích xác có đạo lý. Ninh Hòa Bình phù hợp nói, đúng đúng đúng, chúng ta tiến vào nơi này mục tiêu là vì tìm kiếm Lạc Dương đại nhân, đây mới là chính sự nhi người. Bọn họ phải đi theo bọn họ đi thôi. Lão Đinh như thế nào tìm kiếm Lạc Dương các ngươi có hay không chương trình? Dương Nghị Vân hỏi Đinh Hòa Bình bốn người, ở hắn nghĩ đến Đinh Hòa Bình cũng là làm chuẩn bị, không có khả năng tùy tiện tiến vào. Đại Tông Sư ta trên tay có một khối Lạc Dương đại nhân lệnh bài, chính là luyện tạo tiên minh minh chủ lệnh, năm đó Lạc Dương đại nhân rời đi thời điểm, đem chi giao cho ta, làm hắn xử lý tiên đan thành luyện tạo tiên minh công việc. Trên thực tế này khối lệnh bài ta vẫn luôn đều không có sử dụng quá, biết mấy ngày hôm trước ngài phát hiện Lạc Dương đại nhân lưu lại tự, ta trở về mới tìm ra lệnh bài, lại là phát hiện lệnh bài thượng Lạc Dương đại nhân hơi thở cũng không có tiêu tán, này liền thuyết minh nàng nhất định còn sống. Nếu Lạc Dương đại nhân thật sự tại đây ma tộc chi thành, chúng ta là có thể căn cứ tiên minh lệnh thượng nàng hơi thở tìm được nàng, chẳng qua này mặt trên hơi thở có chút mỏng manh, tìm lên khả năng sẽ có điểm phiền toái, nhưng là cũng có thể truy tung. Ninh Hòa Bình nói xong trong tay xuất hiện một khối hơi thở vô cùng cường đại lệnh bài, kể trên có tiên minh lệnh ba chữ, thực hiển nhiên đây là một kiện tiên khí, mà cao giai. Đương nhiên bực này tiên khí càng nhiều thời điểm là thân phận tượng trưng chi vật. Dựa theo Đinh Hòa Bình ý tứ đây cũng là Lạc Dương thân là tiên đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ minh chủ lệnh bài, chẳng qua rời đi là lúc giao cho hắn, làm hắn quyền xử lý tiên đan thành phân bộ luyện tạo tiên minh. Lúc này lại còn trở thành tìm kiếm Lạc Dương mấu chốt. Cho nên nói thế gian rất nhiều sự, đều có nhân quả. Năm đó Lạc Dương không cho Đinh Hòa Bình lưu lại này khối tiên minh lệnh, giờ phút này liền tính là bọn họ đã biết Lạc Dương tiến vào ma tộc chi thành, cũng rất khó tìm kiếm đến nàng. Rốt cuộc này tòa ma tộc chi thành diện tích không nhỏ, nói là một tòa thành, kỳ thật chính là một phương thế giới. Không có mục tiêu tìm kiếm, rất khó tìm đến. Có này khối tiên minh lệnh tồn tại liền có một cái chủ tuyến, tìm kiếm lên liền phải đơn giản. Bởi vì mặt trên có Lạc Dương lưu lại hơi thở. Nhưng có nắm chắc thi pháp tìm kiếm? Dương Nghị Vân hỏi. Có, ta thử xem, luyện tạo tiên minh đối diện người đệ tử tìm kiếm truy tung đều có một bộ bí pháp, chờ một lát ta thử xem. Ninh Hòa Bình dứt lời, thi pháp bắt đầu, đem tiên minh lệnh lấy ở trong tay, bắt đầu thi triển bí pháp. Đứng ở tại chỗ nhắm mắt tay véo pháp quyết trong miệng lẩm bẩm, tiên minh lệnh cũng tản mát ra vầng sáng. Nhìn dáng vẻ còn cần trong chốc lát thời gian, Dương Nghị Vân làm Bảo Thuận Quang cảnh giác, nơi này hiện tại nhìn an tĩnh, nhưng ai có thể bảo đảm ngay sau đó có thể hay không xuất hiện cái gì biến cố. Chung quy từ giờ trở đi, bọn họ tiến vào chính là một tòa thượng cổ ma thành. Đối với tiên giới ma đạo, Dương Nghị Vân kỳ thật hiểu biết không nhiều lắm, không biết cùng hắn ở tu chân giới chỉ là đụng tới những cái đó ma tộc có phải hay không giống nhau. Nghĩ đến đây hắn mở miệng hỏi Biên Long cùng Diêu không nói nói. Các người đối tiên giới ma tộc ma đạo hiểu biết nhiều ít. Có không nói cho ta nghe một chút đi. Siêu không nói mở miệng nói, chúng ta kỳ thật cũng hiểu biết không nhiều lắm, nghe nói qua một ít nghe đồn, nghe thế hệ trước giảng thuật, tiên giới ma đạo cùng tiên đạo đều giống nhau, đều là truy tìm đại đạo, nhưng ma chung quy là cực đoan, tu luyện phương thức dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng vẫn luôn nghĩ đem tiên giới sở hữu sinh linh đồng hóa thành ma. Thượng cổ thời đại tiên ma đại chiến bùng nổ. Nghe đồn ma đạo hoàn toàn bị thượng cổ tiên nhân chèn ép phong ấn tại cửu trọng thiên nơi nào đó, nhưng lại không có thể hoàn toàn tiêu diệt,
chung quy ma đạo cũng là đáng sợ hạng người, không có hoàn toàn diệt sạch. Mặt khác giải rác ở tiên giới các nơi ma tộc, bị giết diệt, chấn áp, trên cơ bản không tồn tại, nhưng cũng không bài trừ có cá lọt lưới, bất quá cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Trên thực tế tiên giới cho tới nay đều không có đem ma đạo hoàn toàn diệt trừ, đến nay các nơi ngẫu nhiên đổi sẽ có ma tộc lui tới, chỉ là đều không thành khí hậu, chỉ cần địa phương nào có ma tộc xuất hiện, sẽ bị trước tiên diệt trừ chấn áp. Ma đạo tu sĩ, cũng là nhân tộc, cũng là có yêu tộc cùng chủng tộc khác tạo thành, tiên đạo thành chi vì sa đọa giả, hoặc là nhập ma giả, này trong đó có hai loại rõ ràng phân biệt. Có một loại là tự nguyện tu ma đạo, này một loại bị xưng là người tu ma, bọn họ theo đuổi chính là ma đạo lực lượng, cầu đạo cũng là ma tộc đại đạo, cũng là từ lúc bắt đầu liền có hoàn chỉnh tự chủ ý thức tồn tại, cùng tiên nhân không có gì hai dạng. Một loại khác là trụy ma giả, là bị động một loại, càng có rất nhiều tiên nhân cũng hoặc là yêu tộc vẫn là mặt khác sinh linh tu luyện xảy ra sự cố rơi vào ma đạo, hoặc là bị ma tộc thèm thực ý chí lực, bị đồng hóa bị khống chế, bực này tình huống cơ bản liền sẽ đánh mất chính mình ý thức, biến thành cái xác không hồn, trong lòng chỉ biết tràn ngập lệ khí cùng giết chóc, rất khó ở khôi phục chính mình ý thức. Đương nhiên cũng có cá biệt giả có thể khôi phục, nhưng đều là lông phượng sừng lân, tu luyện đến cuối cùng, sẽ hoàn toàn hóa thành huyết ma, chung quy sinh ra hoàn toàn mới ý thức, xưng là phi thường đáng sợ ma đạo đại ma. Giữa hai bên có một cái điểm giống nhau là, tu luyện phương thức thường thường đều là đi cực đoan đi lối tắt, phi thường tà ác, cho nên là bị tiên nhân sở bất dung tồn tại. Còn có chính là ma tộc cũng có tu luyện cấp bậc phân chia, có phần tiểu ma, đại ma, chân ma, thiên ma, tiểu ma vương, đại ma vương, ma quân, ma đế, ma tôn, chín đại cấp bậc, vừa lúc cùng chúng ta tiên nhân tu luyện, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, đại la, hỗn nguyên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn chín đại cảnh giới đối ứng. Nói tóm lại ma tộc tà ác tu luyện chi đạo đồng dạng là thu hoạch thiên địa chi lực, nhưng ma đạo tu luyện giả không từ thủ đoạn. Siêu không nói cũng coi như là cấp Dương Nghị Vân tiến hành rồi một lần phổ cập khoa học. Làm Dương Nghị Vân đối tiên giới ma tộc có một cái hiểu biết. Cũng đem chính mình ở tu chân giới đụng tới ma tộc giảng thuật quá, siêu không nói trả lời là, đều là một cái tổ tông, chẳng qua tới rồi hạ giới ma tộc, lực lượng có mạnh yếu chi phân. Nhưng thực hiển nhiên ở tiên giới ma tộc càng vì cường đại. Liền ở hai người tham thảo tiên giới ma tộc hết sức, Đinh Hòa Bình rốt cuộc hoàn thành bí pháp thi triển. Có phản ứng. Đinh Hòa Bình kích động mở miệng. Lúc này Dương Nghị Vân mấy người xem qua đi lại thấy Đinh Hòa Bình trong tay tiên minh lệnh thượng hiện lên một đoàn trẻ con nắm tay lớn nhỏ nhũ ánh sáng màu đoàn. Lão Đinh thế nào? Biên Long hỏi. Đinh Hòa Bình chỉ vào từ tiên minh lệnh thượng hiện lên quang đoàn kích động nói. Đây là từ Lạc Dương Đại Nhân lưu tại tiên minh lệnh nâng lên luyện mà ra hơi thở Linh Châu. Ta có cảm ứng Lạc Dương Đại Nhân quả nhiên ở chỗ này, cái này hơi thở Linh Châu sẽ mang chúng ta tìm được Lạc Dương Đại Nhân. Thật tốt quá, chúng ta nhanh lên xuất phát đi, sớm một chút tìm được Lạc Dương Đại Nhân, nàng liền sớm một chút được cứu vớt. Bảo Thuận Quang cũng kích động mở miệng. Ninh Hòa Bình nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, trưng cầu hắn ý kiến, ở bất chi bất giác chung Dương Nghị Vân xinh đẹp đã trở thành bọn họ trung hạch. Đi thôi, Lạc Dương tất nhiên là bị nhốt ở ma thành mỗ mà, chúng ta sớm một chút tìm được nàng là có thể sớm một chút thoát vây. Dương Nghị Vân gật gật đầu ý bảo Đinh Hòa Bình dẫn đường. Hảo, Đinh Hòa Bình vung tay lên hơi thở Linh Châu bay lên, đại gia đi theo mặt sau. Lại là ra quảng trường, tiến vào phương đông một cái phố. Trước đây, mây lửa các phương tĩnh thiên đi phía tây, mà ma đan điện hình uyên minh còn lại là đi phía nam. Quảng trường bốn phía vừa lúc là đông nam tây bắc bốn con phố. Nhưng lại không biết thông hướng phương nào. Không có người biết này tòa ma tộc chi thành có bao nhiêu đại. Cùng tiên giới thành trì không quá giống nhau chính là kiến trúc vật. Một đường đi đến, nhận được hai bên mọi người xem đến vật kiến trúc phần lớn là thật lớn hòn đá kiến tạo mà thành, cơ bản đều rất cao lớn đại phòng phòng. Nhìn qua tựa hồ cũng không có lọt vào cái gì thật lớn phá hư, tương phản phi thường hoàn hảo. Chẳng qua không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, yên tĩnh phi thường đáng sợ. Nhưng là càng đi trước đi, thiên địa chung ma khí cùng sát khí liền càng ngày càng nặng. Cứ việc mọi người đều đã đóng cửa khiếu huyệt, nhưng ở như thế nùng liệt ma đánh sâu vào hạ, vẫn là cảm nhận được không thoải mái. A, cứu mạng a! Mỗi một khắc yên tĩnh tối tăm phương xa, đột nhiên vang lên một tiếng hoảng sợ cầu cứu thanh. Dương Nghị Vân cùng Đinh Hòa Bình đám người sắc mặt biến đổi. Đại gia làm tốt phòng ngự, trước dừng lại.
Dương Nghị Vân lớn tiếng kêu gọi, hắn phân biệt cái cầu cứu thanh đang ở hướng bọn họ mà đến. Nghe là có điểm quen thuộc, lại không biết là người phương nào. Hoặc là nói căn bản không phải là người. Mọi người đều ngừng lại, nhìn chăm chú phía trước. Đang đang đặng tiếng bước chân từ xa tới gần. Rốt cuộc một bóng người xuất hiện ở tối tăm vầng sáng chung, khoảng cách Dương Nghị Vân bọn họ 100 mét. Nơi này hoàn cảnh tối tăm, tầm nhìn cũng chính là 100 mét bộ dáng. Hơn nữa từ vừa tiến đến mọi người đều phát hiện sử dụng không được tiên thức, đây là nào đó quy tắc hạn chế. Bất quá Dương Nghị Vân lại là khóe miệng có một tia ý cười. Cho rằng hắn có càn khôn chi mắt, ở chỗ này người khác tiên thức chịu hạn chế, hắn lại có thể thông qua càn khôn chi mắt tới thấy rõ hư thật cùng xa hơn địa phương. Cho nên Dương Nghị Vân nhìn đến tại đây nhân thân sau, còn có 7-8 người chạy tới. Những người này không phải người khác đúng là mây lửa các phương Tĩnh Thiên một hàng. Rõ ràng ở trên quảng trường bọn họ đệ nhất sóng rời đi, dựng lên đại gia tam phương thế lực sở đi phương hướng từng người bất đồng, nhưng lúc này lại là tới rồi cùng nhau. Từ điểm này đi lên nói, này tòa ma thành đường phố đều là bốn phương thông suốt. Đương nhiên lúc này mây lửa các những người này cùng bọn họ tương ngộ này không phải trọng điểm là bọn họ bị truy. Bị thứ gì đuổi theo chạy, hơn nữa nhân thủ thiếu mấy cái đại la thị vệ. Này thuyết minh đã có nhân viên tổn thất. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, bọn họ xứng đáng, đều nói cùng nhau đi, đại gia ở chỗ này đoàn kết mới có thể an toàn, cố tình không có người nghe. Cái này bị nhục đi. Nên, ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là đồng tử một trận co rút lại, hắn càn khôn chi trong mắt thấy được ở phương Tĩnh Thiên đám người phía sau, có một đoàn thật lớn mây đen tồn tại. Bọn họ đúng là bị mây đen đuổi theo chạy. Trong nháy mắt người đầu tiên liền đến Dương Nghị Vân đám người trước mặt. Là Phương Tĩnh Thiên bên người một người đại la thị vệ. Cứu mạng, Đinh đại sư cứu mạng. Người này tới rồi Dương Nghị Vân đám người trước mặt vẻ mặt hoảng sợ kêu cứu mạng, nhìn qua là bị dọa phá mật. Đinh Hòa Bình tiến lên, xảy ra chuyện gì? Hỏi chuyện chung đối với người này vung tay lên, một đạo tiên nguyên đánh vào người này trên người, đem hắn tâm thần ổn định xuống dưới. Giờ phút này không đợi người này trả lời, Phương Tĩnh Thiên mang theo những người khác cũng tới rồi Dương Nghị Vân bọn họ trước người. Phương các chủ sao lại thế này? Diêu không nói hỏi. Có thượng cổ ma hồn truy kích chúng ta. Phương Tĩnh Thiên cũng nói chuyện chung cũng là vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng, tới rồi Dương Nghị Vân đám người trước mặt thời điểm, có vẻ có chút xấu hổ. Rốt cuộc một mở họp hắn không có dựa theo nguyên lai ước định đại gia cộng đồng tiến thối. Không xấu hổ mới là việc lạ. Xứng đáng Biên Long trực tiếp ra tiếng. Khụ khụ chư vị đi nhanh đi, thượng cổ ma hồn rất khó triền, đánh không tiêu tan. Diệt không xong, ta đã tổn thất mấy tên thủ hạ. Phương Tĩnh Thiên phía đối diện long mắng cũng không có để ý, cũng trách hắn chính mình mà thôi, mở miệng làm đại gia sạch sẽ đi. Sợ là đi không được Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói chuyện. Hắn vẫn luôn ở quan sát bốn phía. Lúc này người phản hiện đường phố trước sau đều xuất hiện mây đen. Bọn họ bị vây quanh. Thực mau trước sau đều là mây đen bao phủ đích xác không lộ có thể đi. Dương Nghị Vân nói chuyện thời điểm mọi người đều thấy được xuất hiện ở tầm mắt trong vòng mây đen. Hoặc là nói kia căn bản không phải mây đen, mà là nùng liệt ma khí. Chỉ chớp mắt đường phố hai đầu ma khí tiêu tán không thấy. Cái gì đều không tồn tại. Tựa hồ căn bản liền không có xuất hiện quá giống nhau. Ninh Hòa Bình cứ việc đối Phương Tĩnh Thiên có khí, nhưng giờ phút này cũng biết không thể phát hỏa, vừa mới xuất hiện ma khí trống rỗng tiêu tán, giác đối không đơn giản như vậy. Phương Tĩnh Thiên những người này trải qua quá, chỉ có bọn họ mới hiểu biết tình huống. Còn cần hỏi một chút rõ ràng. Phương các chủ rốt cuộc sao lại thế này? Ninh Hòa Bình hỏi. Phương Tĩnh Thiên thở dài, ai chúng ta rời khỏi sau đi rồi ước chừng cây số tả hữu, liền đụng phải cuồn cuộn ma khí, ngay từ đầu không để ý, trực tiếp vọt qua đi, kết quả có một cái thủ hạ đột nhiên liền chiều chiều lên, ngay lập tức chi gian hóa thành người tới làm, như là bị thứ gì hút khô rồi giống nhau. Sau lại ta mới phát hiện là một cái cá nhân ảnh, hoặc là nói là thượng cổ ma hồn, phi thường quỷ dị, bọn họ có thể hóa thân ma khí, ảnh giấu ở ma khí chung, công kích căn bản không có hiệu quả, đánh vào trên người chỉ biết hóa thành một đoàn ma khí, hơn nữa sẽ lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Khủng bố chỗ là, tuy rằng đều sẽ biến mất, nhưng lại là chúng ta nhìn không tới biến mất, liền ảnh tàng trong không khí giống nhau, lúc này mọi người xem đến ma khí tuy rằng biến mất. Chính là những cái đó cổ ma hồn nói không chừng đang ở hướng chúng ta tới gần chung. Hảo ngươi cái Phương Tĩnh Thiên,
nói nửa ngày là đem phiền toái dẫn tới chúng ta bên người, trước nay mà đến lăn chỗ nào đi, đừng cho chúng ta dẫn lửa thiêu thân. Bảo Thuận làm Vinh Dự Thanh mắng lên. Phương Tĩnh Thiên cười khổ nói, Bảo Đại Sư ta cũng không biết các ngươi sẽ ở cái này phương hướng a. Phương các chủ ngươi như thế nào xác định là thượng cổ hồn ma, mà không phải mặt khác sinh linh? Dương Nghị Vân hỏi ra mấu chốt. Phương Tĩnh Thiên hiện tại nhìn ra được tới, luyện tạo tiên minh những người này, chính là cái này Dương Nghị Vân mới là trung tâm nhân vật, cho nên đối Dương Nghị Vân đặt câu hỏi, không có cảm thấy kỳ quái. Mở miệng trả lời, Dương Đạo Hữu đối với ma tộc chi thành một ít tình huống, Phương Mỗ cũng lật xem quá điển tịch, ta rất rõ ràng chúng ta đụng tới chính là thượng cổ ma hồn, nhưng là cấp bậc sẽ không quá cao, hẳn là thấp kém nhất tiểu ma hồn cấp bậc, bất quá thật sự quá mức quỷ dị, căn bản là đánh không chết, tiêu diệt không được. Dương Nghị Vân điểm điểm xác định lúc sau, hắn bắt đầu hỏi thần ma điểu, dựa theo Phương Tĩnh Thiên cách nói, đều không phải là này đó cổ ma hồn có bao nhiêu cường đại, mà là không có tìm được tiêu diệt phương pháp mà thôi. Căn cứ Phương Tĩnh Thiên nói, này đó cổ ma hồn có hai cái khó chơi đặc điểm, đệ nhất bọn họ là có thể có cùng loại ẩn thân thủ đoạn, đệ nhị đánh tan lúc sau hóa thành ma khí, có thể lại lần nữa ngưng tụ, nghe là không có nhược điểm. Nhưng Dương Nghị Vân nghĩ đến bất luận cái gì sinh linh đều có nhược điểm nơi, liền tính là thượng cổ ma hồn cũng không ngoại lệ, mấu chốt là xem có thể hay không tìm đối phương pháp. Mà thần ma điểu kiến thức rộng rãi, có lẽ là có biện pháp, cho nên hắn yêu cầu hỏi một chút thần ma điểu. Quả đen đừng giả chết, đối với thượng cổ ma hồn ngươi có ý kiến gì không? Dương Nghị Vân truyền âm hỏi trên vai ngồi xổm thần ma điểu. Ta có thể có cái giám biện pháp, lão tử đều nói làm ngươi cái nhược kê đừng lăn lộn mù quáng, ngươi phi không nghe, này tiểu hảo đi, đụng phải thiết trên vách xứng đáng. Thần ma điểu chút nào không khách khí, truyền âm chính là mắng. Ngươi cái tạp mau điểu nói ngươi béo còn xuyễn thượng, đứng đắn hỏi ngươi đâu, hảo hảo nói, có biện pháp nào không giải quyết. Còn có nghĩ về sau muốn tiên đan, đối với thần ma điểu Dương Nghị Vân cũng bắt được nó một ít tập tính, tỉ như thích hợp uy hát Iota. Ách, thiếu ngươi tiểu tử, hảo đi, biện pháp không phải không có, nhưng lão tử yêu cầu trước nhìn xem tình huống mới có thể tìm ra ứng đối phương pháp, ngươi làm nói đi thử thử thủy, lão tử nhìn xem này đó thượng cổ ma hồn là cái gì đức hạnh lại nói. Nhắc tới đan dược, thần ma điểu tiết tháo liền rớt. Đưa ra làm ai đi thử thử thủy. Trước nhìn xem tình huống mới có thể tìm được đối phó thượng cổ ma hồn biện pháp. Dương Nghị Vân lúc này nheo lại hai tròng mắt, nhìn Phương Tĩnh Thiên đạo, Phương các chủ dựa theo ngươi cách nói, giờ phút này những cái đó thượng cổ ma hồn có phải hay không ẩn tàng rồi lên, liền ở chúng ta nhìn không tới địa phương. Hoặc là nói đã hướng về chúng ta tới gần mà đến. Đúng vậy, nhất định là như thế này, này đó cổ ma hồn, phi thường quỷ dị, bọn họ có ẩn tàng thân hình năng lực. Lúc này nói không chừng đã hướng chúng ta tới gần mà đến, lại là không biết Dương đạo hữu nhưng có biện pháp ứng đối. Phương Tĩnh Thiên tổng cảm giác Dương Nghị Vân thực thần bí, nói không chừng tiểu tử này có biện pháp. Biện pháp nhưng thật ra có, nhưng yêu cầu Phương các chủ phối hợp. Dương Nghị Vân cười cười nói. Phương Tĩnh Thiên vừa nghe trong lòng tức khắc cảnh giác lên, chậm gì gì hỏi, như thế nào phối hợp. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Đơn giản ta yêu cầu chính mắt quan sát một chút thượng cổ ma hồn công kích thủ đoạn, cho nên yêu cầu Phương các chủ phái cá nhân đi thử thử thủy. Dương Nghị Vân ngươi có ý tứ gì, làm chúng ta người đi chịu chết sao? Phương Tĩnh Thiên còn không có mở miệng, bên người cảnh sán lại là một phẫn nộ lớn tiếng mở miệng. Ha ha, các ngươi có thể không phái người đi, nhưng là... Lúc sau cũng đừng nghĩ đi theo chúng ta cùng nhau, chúng ta chỉ hoan nghênh minh hiếu, không chào đón lật lọng hạng người. Lúc trước tiến vào thời điểm chính là nói tốt, đại gia cộng đồng tiến thối, là các ngươi chính mình phải rời khỏi, như thế nào thật cho rằng nơi này thiên tài địa bảo liền như vậy hảo tìm. Các ngươi tìm được rồi sao? Ha ha, lúc này lão tử có biện pháp hóa giải trước mắt nguy cơ, yêu cầu người đi thử thử thủy, các ngươi liền không nghĩ xuất lực. Còn nghĩ chiếm tiện nghi, thiên hạ mỹ chuyện này đều nhường cho các ngươi a. Tưởng mẹ nó mạng sống liền phái người đi ra ngoài thử xem thủy, nếu không đừng bức bức. Dương Nghị Vân trung quy là chờ tới rồi mắng cơ hội, không chút khách khí mắng. Cung cấp ra điều kiện, tưởng đi theo tiểu gia hỗn liền lấy ra điểm thành ý tới, nếu không cút đi. Ngươi, cảnh sán khí phát run, nhưng lại không cách nào phản bác Dương Nghị Vân nói. Hảo, ta đáp ứng. Lúc này Phương Tĩnh Thiên nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân cắn răng đáp ứng rồi, ngay sau đó đối với bên người một người thượng phẩm đại la hộ vệ nói, A tứ ngươi đi phía trước thử một chút.
Tên này kêu A Tứ hộ vệ nghe được Phương Tĩnh Thiên điểm danh sau cả người đều là run lên, nhưng không có biện pháp, Phương Tĩnh Thiên là các chủ, hắn chỉ có thể tuân mệnh. Là, thuộc hạ này liền đi. Hộ vệ A Tứ dứt lời, trực tiếp hướng về phía trước ma khí biến mất địa phương đi đến. Lúc này Dương Nghị Vân ánh mắt đặt ở Phương Tĩnh Thiên tên này thị vệ trên người, hai tròng mắt chung có một tia hơi hơi dao động, nhưng ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất, tràn ngập kiên định. Hắn biết đến tên này hộ vệ rất có khả năng sẽ chết. Nhưng có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm mới được. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, một câu khả năng sẽ chôn vùi tên này hộ vệ tánh mạng, mà là tiên giới cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn luật rừng chung, hắn không tàn nhẫn chết liền sẽ là hắn. Cố nhiên không phải hắn làm tên này hộ vệ đi ra ngoài thử, nhưng bản chất là hắn. So sánh với dưới, với này người một nhà đi chịu chết, không bằng chết bần đạo bất tử đạo hữu. Dù sao không phải luyện tạo tiên minh người là được. Đây cũng là bọn họ mây lửa các muốn trả giá đại giới. Làm sai sự, là phải có đại giới mua đơn, hiện tại Phương Tĩnh Thiên chẳng qua là ở vì này trước quyết định mà mua đơn. Bất quá nói trở về, nếu tên này hộ vệ hy sinh, có thể làm thần ma điều tìm được đối phó thượng cổ ma hồn biện pháp, kia cũng đáng đến. Lúc này đại gia ánh mắt đều tập trung ở mây lửa các tên này hộ vệ trên người. Dựa theo Phương Tĩnh Thiên cách nói, những cái đó thượng cổ ma hồn tất nhiên là ẩn tàng rồi lên, liền ở bọn họ bên người. Không tìm đến biện pháp giải quyết, bọn họ rất khổ sở này một quan. Đối này Dương Nghị Vân rất rõ ràng, lúc này hẳn là tiêu hao nào một phương lực lượng. Dù sao luyện tạo tiên minh người hắn là sẽ không suy xét, nếu Phương Tĩnh Thiên có tâm kế, vậy diệt diệt hắn tâm kế. Cảnh sán đối Dương Nghị Vân sát khí hôi hổi, nhưng bị Dương Nghị Vân trực tiếp làm lơ. Cái gì chó má tiên tử, là các ngươi trước bất nhân. Lần trước đều tưởng mưu đoạt hắn khắc văn đạo phù chướng, Dương Nghị Vân không tìm nàng thanh toán liền không tồi, hiện tại nếu là còn cấp đẳng cái mũi lên mặt, có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. A. Một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết hoa phá trường không. Dương Nghị Vân định thần nhìn lại lại thấy Phương Tĩnh Thiên tên kia hộ vệ đi ra ngoài 50 nhiều mễ sau, ngừng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dùng mắt thường nhìn lại căn bản là nhìn không tới bất cứ thứ gì tồn tại, nhưng lại nhìn đến tên này coi hộ vệ ở đối với không khí ra tay. Ở đây người tất cả đều thấy được này quỷ dị một màn, mọi người đều biết tên kia hộ vệ là đụng tới thứ gì, nhưng lại nhìn không thấy. Sao lại thế này? Đúng vậy. Giống như thực sự có thứ gì. Luyện tạo tiên minh một ít thị vệ nhỏ giọng nghị luận, nghe tới đại gia vẫn là có chút khiếp đảm, rốt cuộc đối không biết sự vật nhân loại là có trời sinh sợ hãi. Đó chính là cổ ma hồn, thoạt nhìn cùng người giống nhau, nhưng lại là hồn ma trạng thái, 10 mét trong vòng đương nó khởi xướng công kích thời điểm là có thể nhìn đến, hiện tại cái gì cũng nhìn không tới. Phương Tĩnh Thiên nói, Dương Nghị Vân lại thấy được, hắn càn khôn trong mắt. Đích xác thấy được tựa hồ có một đống lớn người ở vây công Phương Tĩnh Thiên tên kia thị vệ. Cụ thể là người nào thấy không rõ, bởi vì bọn họ trên người đều có một đoàn ma khí, nhìn xem có chút mơ hồ, ít nói cũng có mười mấy cái. Tên kia hộ vệ trên người bắt đầu lưu huyết. Cứu ta! Hắn ở kêu to, tưởng trở về chạy, nhưng lại bị cổ ma hồn gắt gao cuốn lấy căn bản không động đậy thân. Chính như Phương Tĩnh Thiên phía trước lời nói, này đó cổ ma hồn thật là không sợ bị đánh. Đối với tên kia hộ vệ phản kích, không hề có thương đến chúng nó. Tốt xấu là đại la công kích, thường thường một kích lúc sau chỉ thích hợp bốc lên một trận khói đen, rồi sau đó lại sẽ lại lần nữa ngưng tụ lên, cũng hoặc là một kích xuyên thấu ma hồn thân thể, đối phương cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn giống nhau. Dương Nghị Vân nhìn đến nơi này cũng là hít hà một hơi, đích xác này đó ma hồn thoạt nhìn thực lực không thế nào cao, nhưng lại là đều chết giống nhau phi thường khó chơi. Lẽ ra bất luận cái gì sinh linh trở thành thần hồn trạng thái lúc sau liền phi thường yếu ớt, nhưng mà nhìn qua này đó ma hồn đánh không tiêu tan, tan lúc sau là có thể ngưng tụ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân hỏi thần ma điều nói, thấy rõ ràng sao, nhưng có ứng đối phương pháp. Đương nhiên là có A, lão tử chính là tam giới đệ nhất thần ma điều, còn không phải là mấy cái tiểu ma hồn sao, không có gì ghê gớm, bất quá đây là đối lão tử mà nói, đối với các ngươi này đó nhược kê mà nói, ha ha. Kia đã có thể khó đối phó. Này đó tuy rằng là tiểu ma hồn, nhưng lại là thượng cổ thời đại ma hồn, ở lịch sử sông dài chung không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại đã xảy ra dị biến thượng cổ ma hồn, hơn nữa nơi này âm dương nghịch chuyển hoàn cảnh, cùng phong bế lên căn bản là không có tản mát ra đi oán khí, làm này đó ma hồn biến dị lúc sau có được năng lực thật là không giống người thường.
xem tình huống nơi này thật sự cũng là danh tác a, cũng không phải là các ngươi trong miệng đơn giản mai táng một tòa ma thành đơn giản như vậy, tiểu tử ngươi hiện tại nếu là rời đi còn tới cấp, nơi này thật mẹ nó tà tính a. Thần ma điểu nói đến cuối cùng tựa hồ nhìn ra một ít bất đồng, đều có chút kiêng kỵ, khuyên Dương Nghị Vân rời đi. Tạp mao điểu có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ngươi nhìn ra cái gì nói thẳng chính là. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện ngược lại trong lòng có chút phát mao. Thần ma điểu có chút ngưng trọng nói, nơi này dựa theo các ngươi cách nói là thượng cổ tiên nhân vì trấn áp ma tộc trực tiếp đem tòa thành trì này cấp trực tiếp mai táng đi. Dương Nghị Vân có chút không rõ nguyên do, nhưng là hắn nghe Đinh Hòa Bình cách nói chính là như vậy, sách cổ ghi lại chung chính là như thế. Đúng vậy, có cái gì vấn đề không thành? Dương Nghị Vân nghi hoặc nói. Thần ma điểu mở miệng nói, có mẹ nó phi thường đại vấn đề a, nếu lão tử không cảm giác sai, hoặc là nói không đoán sai, tòa thành trì này chưa? Ách tạp mao điểu không phải thượng cổ tiên nhân, chẳng lẽ còn có thể là ma tộc a? Không đối với ngươi là nói. Nói nơi này thời điểm Dương Nghị Vân cả người đều là run lên. Đích xác a, này tòa ma tộc chi thành nếu không phải thượng cổ tiên nhân mai táng, kia mẹ nó chính là ma tộc. Cái này ý tưởng toát ra tới, nhưng dọa hắn một cú sốc. Trong đầu hiện lên một đạo tia chớp, ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn về phía thần ma điểu. Chỉ nghe thần ma điểu nói, nhược kê ngươi hãy nghe cho kỹ, cái gọi là sách cổ ghi lại kia cũng chỉ là từ người đi biên soạn, cũng không nhất định là chân thật ghi lại. Có lẽ này tòa ma thành thật là cổ tiên nhân mai táng, nhưng không nhất định cổ tiên nhân còn không có mặt khác thân phận, tỉ như ma tộc thân phận. Lão tử cẩn thận cảm thụ nơi này thiên địa không gian ngay từ đầu liền có chút nghi hoặc, cảm giác không thích hợp, hiện tại nhìn đến những cái đó cổ ma hồn, liền có điểm khó có thể tưởng tượng. Chuẩn xác mà nói đây là một tòa hiến tế chi thành a. Kia một tòa ma thành thế giới hiến tế, chép chép tạp thật đúng là danh tác, này sợ là đã vượt qua địa giới thừa nhận hiến tế. Một tòa ma thành thế giới ít nói cũng có ngàn vạn ma chúng đi, nói hiến tế liền hiến tế, như thế luận lên, là muốn sống lại cái gì ma thần. Vẫn là muốn triệu hoán cái gì ma thần, dù sao tuyệt đối không phải là tiên giới có thể có trình tự, nơi này vấn đề thật đúng là có điểm phức tạp. Ta nói nhược kê, nếu là không có gì đại sự, lão tử kiến nghị ngươi chạy nhanh rời đi, đừng ở chỗ này mặt trộn lẫn, muốn đây là bị lão tử nói chuẩn, nơi này khả năng sẽ tồn tại một tôn ma thần. Kia việc vui có thể to lắm. Thần ma điểu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng Dương Nghị Vân ở nó trong giọng nói cảm thấy phi thường bất an. Bất quá, ở hắn nghĩ đến hẳn là không như vậy nghiêm trọng đi. Nơi này hiện tại xuất hiện chỉ là mấy cái tiểu ma hồn mà thôi, dù sao mục đích của hắn là tìm kiếm Lạc Dương, nếu tới cũng tới rồi, làm hắn cứ như vậy rời đi, đó là không có khả năng. Chỉ cần tìm được Lạc Dương liền rời đi, đây là điểm mấu chốt. Muốn thực sự có cái gì thần ma điểu nói thần ma tồn tại, hắn trốn tránh chính là. Huống hồ, hắn không nhất định như vậy suy đi, nói nữa nếu là thực sự có cái gì thần ma đã sớm xuất thế. Ngươi đừng nhiều lời, đợi khi tìm được Lạc Dương lão tử liền rời đi, hiện tại chạy nhanh nói như thế nào đối phó những cái đó cổ ma hồn. Dương Nghị Vân không kiên nhẫn. Nhược kê không nghe lão tử khuyên bảo, sớm muộn gì thiệt thòi lớn thần ma điểu mắng một câu, ngay sau đó nói. Những cái đó ma hồn lợi hại thật là lợi hại, nhưng có nhược điểm a, nơi này hoàn cảnh là nghịch chuyển cực âm không gian, cũng chính là cổ ma hồn thuộc tính bản chất là thuần âm. Dương Khắc Âm hiểu sao? Các ngươi những người này nhiều bộ phận đều là luyện đan sư, chơi ngọn lửa là am hiểu, dùng ngọn lửa lực lượng đối phó là có thể khắc chế, đương nhiên đối phó cổ ma hồn chỉ dựa vào ngọn lửa đốt cháy là không đủ, bởi vì cổ ma hồn là thần hồn hư thể, cho nên trong ngọn lửa còn cần thần hồn lực lượng. Cũng chính là tiên hồn chi lực, lấy ngọn lửa điều khiển tiên hồn làm tiên hồn lực lượng thiêu đốt, như thế nhưng diệt cổ ma hồn, đương nhiên làm như vậy tất nhiên thực tiêu hao tiên hồn lực lượng, có đại giới, nhưng đây là duy nhất biện pháp, các ngươi nhìn làm đi. Thần ma điểu nói xong không cần phải nhiều lời nữa. Biện pháp giao cho Dương Nghị Vân, dùng không cần nhìn làm. Đích xác làm như vậy thực tiêu hao tiên hồn chi lực. Khá vậy không có biện pháp. Này không. Trong nháy mắt Phương Tĩnh Thiên tên kia hộ vệ mọi người ở đây trong tầm mắt biến thành một câu thây khô, bị cổ ma hồn hoàn toàn hút khô rồi tinh huyết thần hồn. Đối này Phương Tĩnh Thiên thở ơ, không có đi cứu. Dương Nghị Vân đối Phương Tĩnh Thiên có một phần chán ghét, nhưng hắn cũng không ra tay, bởi vì Phương Tĩnh Thiên chính mình đều không đi cứu, hắn cái này người ngoài càng sẽ không. Trơ mắt nhìn tên kia hộ vệ bị cổ ma hồn cắn nuốt thành thây khô. Theo sau Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói.
đại gia nhớ kỹ, đối phó cổ ma hồn chỉ có dùng ngọn lửa thúc dục tiên hồn chi lực, làm tiên hồn lực lượng thiêu đốt mới có thể diệt ma hồn, nếu không mặt khác biện pháp vô dụng, hiện tại đại gia trực tiếp tiến lên đi, cũng không cần cùng này đó ma hồn dây dưa, chúng ta làm chính sự. Dương Nghị Vân nói là nói cho Đinh Hòa Bình đám người nghe, đương nhiên cũng là cho mây lửa các những người này nghe, đến nỗi Phương Tĩnh Thiên tin hay không tùy hắn đi thôi. Dù sao hắn là tin tưởng thần ma điều theo như lời biện pháp. Chờ hắn nói xong, Đinh Hòa Bình những người này tự nhiên là tin tưởng, nhưng là Phương Tĩnh Thiên lại là mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc, bất quá lúc này hắn vẫn là nhìn không được mở miệng nói, Dương đạo hữu ngươi nói phương pháp quả thực được không? Tin hay không tùy ngươi đi. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói xong, theo sau đối Đinh Hòa Bình đám người nói, đại gia nhớ kỹ dùng ta nói phương pháp đối phó cổ ma hồn, một đường về phía trước hướng tận lực đừng có ngừng lưu, phải nhớ kỹ lẫn nhau trợ giúp, cổ ma hồn còn không biết có bao nhiêu tồn tại, cho nên đại gia chỉ có đoàn kết mới có thể ứng đối khốn cảnh. Sau khi nói xong, Dương Nghị Vân đối Đinh Hòa Bình ý bảo dẫn đường, vẫn là dựa theo tiên minh lệnh thượng Lạc Dương hơi thở Linh Châu chỉ dẫn đi, rốt cuộc đại gia mục đích là vì tìm kiếm Lạc Dương. Cũng là ý bảo Bảo Thuận Quang cùng Biên Long Diêu không nói ba người áp sau, như thế đại gia liền hình thành một cái chỉnh thể, có thể càng tốt ứng đối một ít đột phát sự kiện. Đến nỗi mây lửa các Phương Tĩnh Thiên những người này, Dương Nghị Vân căn bản liền không suy xét, dù sao cái này cáo giả cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng hắn, hoặc là nói trong lòng luôn là mang theo mặt khác phức tạp tâm tư, tạm thời là sẽ không suy xét bọn họ. Đi! Ra lệnh một tiếng, Dương Nghị Vân bên người là Tuyết Hương cùng Đinh Hòa Bình hai người. Ba người xung phong trực tiếp về phía trước phóng đi. Đối với Dương Nghị Vân cái này an bài, một chút đạt được luyện tạo tiên minh kim quy dẫn dắt 10 cái thị vệ hảo cảm. Rốt cuộc đây là Dương Nghị Vân đối bọn họ một loại bảo hộ. Nhưng không giống Phương Tĩnh Thiên như vậy tuyệt tình. Đối với Dương Nghị Vân thân phận, tuy rằng Đinh Hòa Bình không có đối luyện tạo tiên minh bên trong công khai Dương Nghị Vân là cửu phẩm luyện đan đại tông sư, nhưng cũng thông cáo là luyện đan sư thân phận. Hơn nữa một đường đi tới Đinh Hòa Bình chờ tứ đại sư đối Dương Nghị Vân tôn kính, này đó thị vệ tự nhiên nhìn ra được tới Dương Nghị Vân cái này mới gia nhập luyện đan sư thân phận địa vị không tầm thường. Vốn là đối Dương Nghị Vân có tôn kính, hiện tại tắc càng là. Bọn họ này đó thị vệ nhưng đều không phải luyện đan sư, chỉ là bám vào luyện tạo tiên minh tu hành thị vệ, chính là đối này đó luyện tạo sư phục vụ, có đôi khi bọn họ mệnh thật không đáng giá tiền, hoặc là nói ở cường giả trong mắt bọn họ rất ít có tôn nghiêm. Dương Nghị Vân cái này nho nhỏ an bài, làm này đó thị vệ trong lòng được đến tôn trọng, cho nên bọn họ nội tâm cảm kích cũng càng thêm kính trọng Dương Nghị Vân. Đi theo người như vậy đi, chẳng sợ đáp thượng tánh mạng cũng đáng. Thực mau Dương Nghị Vân mang theo người vào tới phía trước Phương Tĩnh Thiên tên kia hộ vệ thi thể trước. Giống, liền ở trong nháy mắt, hắn trong tai nghe được gào giống thanh, cũng thấy được cổ ma hồn gương mặt thật. Không ngừng là hắn, Đinh Hòa Bình đám người cũng đều thấy được. Quả nhiên cùng phía trước nhìn đến giống nhau như đúc, một đám chính là hình người toàn thân là đen nhánh ma khí bao phủ. Này những cổ ma hồn chỉ có tới rồi gần gũi thời điểm mới có thể quan khán đến. Hướng! Dương Nghị Vân hô to một thân, trong lòng vừa động thanh liên tiên hỏa xuất hiện cũng phóng xuất ra tiên hồn lực lượng đốt cháy dựng lên. Tùy tay liền đối với phát lại đây một cái cổ ma hồn một chưởng đánh qua đi. Tư tư tư! Giống! Tư tư rung động thanh nhớ tới. Toàn thân một chút bị Dương Nghị Vân thanh liên tiên hỏa cấp bậc lửa, phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Này một kích ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước, hiệu quả tốt cực kỳ. Đích xác thần ma điểu báo cho phương pháp phi thường hiệu quả. Tiên hồn cùng ngọn lửa thêm ở bên nhau liền có thể hữu hiệu thương đến cổ ma hồn. Nhưng là Dương Nghị Vân phát hiện hắn một kích tựa hồ càng vì lợi hại. Bởi vì cùng thời gian hắn cũng thấy được Đinh Hòa Bình đám người công kích. Tuy rằng bọn họ công kích cũng đối cổ ma hồn hiệu quả, nhưng lại phi như hắn giống nhau một chút đem cổ ma hồn trực tiếp thiêu thành cho tàn. Đinh Hòa Bình đám người ngọn lửa công kích lại là làm cổ ma hồn trực tiếp thiêu lui, né tránh mở ra. Như thế tình huống làm Dương Nghị Vân phản ứng lại đây, này trong đó mấu chốt, hoặc là nói lớn nhất công hiệu uy lực, kỳ thật vẫn là quyết định bởi với ngọn lửa thượng. Hắn ngọn lửa chính là thanh liên tiên hỏa, là tiên giới danh liệt tiền tam cường đại tiên hỏa. Tự nhiên công kích hiệu quả càng sâu. Hơn nữa Dương Nghị Vân thực mau phản ứng lại đây, chính mình không cần một chút rót vào như vậy nhiều tiên hồn chi lực, chỉ cần một chút liền có thể. Bởi vì thanh liên tiên hỏa cường đại, hơn nữa tiên hồn lực lượng ở trong đó chỉ là khởi tới rồi một cái môi giới tác dụng, cho nên cũng không cần nhiều như vậy. Đến nỗi Đinh Hòa Bình, Biên Long,
Bảo Thuận Quang đám người ngọn lửa uy lực, cũng Dương Nghị Vân cảm thụ chung cũng coi như bất phàm, siêu việt tầm thường tiên hỏa, tuy rằng so ra kém hắn Thanh Liên, nhưng lại so với những cái đó thị vệ cường đại quá nhiều. Đại gia cũng đều ở thời điểm này kiến thức tới rồi ngọn lửa uy lực, hoặc là nói Dương Nghị Vân lời nói hiệu quả, một đám có tự tin, trong lòng đối không biết cổ ma hồn sợ hãi tiêu tán. Ứng đối lên cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao đại gia trong lòng đều chính. Đương nhiên mọi người cũng đều kiến thức tới rồi Dương Nghị Vân khủng bố, hoặc là nói thấy được hắn Thanh Liên tiên hỏa uy lực. Một đường người tự nhiên là vui mừng, bởi vì Dương Nghị Vân cường đại liền đại biểu đại gia chỉnh thể cường đại. Nhưng có người tắc sẽ lo lắng. Tỉ như phía sau theo đuôi đi theo mây lửa các những người này. Phương Tĩnh Thiên thấy được Dương Nghị Vân Thanh Liên tiên hỏa sau đồng tử co rút lại một chút, trong lòng âm thầm có đề phòng. Bọn họ thấy được Dương Nghị Vân chờ phương pháp hiệu quả, tự nhiên cày xong đi lên. Sau này rút đi, dù sao cũng không đường lui, phía sau cũng có cổ ma hồn tồn tại, còn không bằng đi theo đi. Lúc này Phương Tĩnh Thiên tâm nghĩ chính là, trước đi theo Dương Nghị Vân đám người qua này một quan lại nói. Trước sau trong lòng có quỷ. Đối này Dương Nghị Vân tự nhiên là không biết, hắn cũng không có tâm tư đi chú ý Phương Tĩnh Thiên, ái tới hay không, không tới liền đi chờ chết đi. Một đường nơi đi qua mọi người hợp lực ở bên nhau, giống như là một cái thiêu đốt ngọn lửa trường long, phàm là dựa đi lên cổ ma hồn giải thích bị thiêu oa oa gầm rú, né xa ba thước. Như thế Đinh Hòa Bình trong tay mang theo tiên minh lệnh, thì pháp hơi thở Linh Châu tiếp tục về phía trước chạy như điên. Cả tòa ma tộc chi thành ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đại, dù sao đại gia chạy như điên hơn một canh giờ, như cũ còn ở trên đường phố. Mỗi một khắc một tòa thật lớn cửa cung xuất hiện. Thoạt nhìn âm trầm vô cùng, cảm giác thượng tựa hồ không phải cái gì thiện mà. Một đường chạy như điên tới rồi này tòa cửa cung trước, đại gia cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Cũng xuất hiện rất nhiều cổ ma hồn, nhưng có tiên hỏa đốt cháy phòng ngự cổ ma hồn căn bản liền tới gần không được bọn họ. Nhưng cũng một đường đuổi theo bọn họ. Mà khi tới rồi này tòa cửa cung trước hết sức, phía sau giống giận tận trời cổ ma hồn lại là bỗng nhiên đình chỉ biến mất không thấy. Theo bản năng Dương Nghị Vân cũng ngừng lại. Không thấy. Đinh Hòa Bình quay đầu lại nhìn thoáng qua, sở hữu cổ ma hồn đều biến mất không thấy, phía sau ra tới mười mấy mét ở ngoài tới rồi Phương Tĩnh Thiên đám người, đã không có một cái cổ ma hồn tồn tại. Tựa hồ giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đúng vậy, nhưng là lão Đinh ta cảm giác có chút không thích hợp, lẽ ra này đó cổ ma hồn đều là một ít cấp thấp ma hồn không có gì ý thức tồn tại. Nhưng cư nhiên tới rồi nơi này hình như là cấm địa giống nhau, tất cả đều biến mất, này thuyết minh này tòa cửa cung có vấn đề, hoặc là nói tiến vào cửa cung lúc sau địa phương sợ không phải cái gì thiện mà. Dương Nghị Vân nhìn Cao Nguyệt gần 30 mét cửa cung nói chuyện. Này tòa cửa cung cho hắn một loại không thoải mái cảm giác. Như cũ là thật lớn thạch tài kiến tạo mà thành cửa cung, tam môn tạo hình, trung ương là đại môn, tả hữu nhỏ lại. Giờ phút này cửa cung là đóng cửa. Đinh Hòa Bình mở miệng nói, đích xác có chút cổ quái, nhưng là Lạc Dương đại nhân hơi thở Linh Châu chỉ dẫn phương hướng chính là nơi này, hẳn là không có sai. Mặc kệ, nếu hơi thở Linh Châu chỉ dẫn tới rồi nơi này, vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn vào xem, nói không chừng Lạc Dương liền ở bên trong. Dương Nghị Vân lập tức làm ra quyết định. Lúc này phía sau nhớ tới Phương Tĩnh Thiên thanh âm nói, Dương đạo hữu các ngươi này một đường chạy như điên đây là muốn đi tìm thứ gì đi. Phương Tĩnh Thiên cũng không ngốc, hắn sớm liền thấy được Đinh Hòa Bình trong tay tiên minh lệnh cùng khí thức linh chủ, này ngoạn ý là dùng để tìm kiếm thứ gì. Tìm thứ gì mặc kệ chuyện của ngươi, hiện tại đại gia cũng nơi này cũng không phải minh hữu, Phương các chủ thỉnh tự tiện đi. Dương Nghị Vân không mặn không nhạt chạm vào Phương Tĩnh Thiên một câu. Ha ha, Dương đạo hữu lời này liền không đúng rồi, xuất phát thời điểm đại gia chính là nói tốt, cùng nhau tiến vào ma tộc chi thành, cộng tiến thối sao. Như thế nào liền không phải minh hữu. Đương nhiên phía trước chúng ta cũng chỉ là đi ra ngoài nhìn một vòng, là vì tìm hiểu hoàn cảnh mà thôi, ta nhưng chưa nói thoát ly minh hữu a. Giờ phút này Phương Tĩnh Thiên tâm liền nhận định một sự kiện, Dương Nghị Vân đám người nhất định đang tìm cái gì bảo vật. Luyện tạo tiên minh thần bí bối cảnh hắn cũng có điều nghe thấy, có lẽ này tòa ma tộc chi bên trong thành có cái gì thiên tài địa bảo, bọn họ tất nhiên là biết đến, nếu không cũng sẽ không một đường tới rồi nơi này. Đinh Hòa Bình trong tay nhưng còn có hơi thở Linh Châu chỉ dẫn, tất nhiên là với thiên tài địa bảo có quan hệ. Cho nên Phương Tĩnh Thiên là hạ quyết tâm, muốn đi theo Dương Nghị Vân đám người phân thượng một ly canh không thể, đến nỗi ra mặt. Ha ha,
nếu là muốn mặt hắn cũng thành không được mây lửa các chủ. Phương Tĩnh Thiên ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tính cách ngay thẳng Bảo Thuận Quang trực tiếp liền mở miệng dỗi lên. Bất quá Dương Nghị Vân lại là lúc này cười, giơ tay ý bảo Bảo Thuận Quang đừng nhúc nhích giận, xoay người nhìn Phương Tĩnh Thiên đạo, Phương các chủ nếu nói như vậy, chúng ta tự nhiên là không ý kiến, rốt cuộc mọi người đều là minh hữu sao? Cũng không phải là sao, mọi người đều là minh hữu, từ đầu đến cuối đều là, vẫn là Dương đạo hữu minh lý lẽ. Phương Tĩnh Thiên khiêu khích nhìn Bảo Thuận Quang liếc mắt một cái. Nhưng là ngay sau đó hắn nghe được Dương Nghị Vân nói ra tiếp theo câu, sắc mặt liền tái rồi. Chỉ nghe Dương Nghị Vân ha hả cười nói, nếu Phương các chủ còn thừa nhận là minh hữu, như vậy kế tiếp tiến vào này tòa cửa cung liền từ Phương các chủ các ngươi tới xung phong mở đường đi. Rốt cuộc vừa rồi cổ ma hồn mở đường xung phong chính là chúng ta, hóa giải cổ ma hồn nguy cơ cũng là chúng ta, là minh hữu nói, ta tưởng Phương các chủ là không ngại, kế tiếp ra một phần lực đi. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, cáo giả nơi trốn chiếm tiện nghi, tiểu gia khiến cho ngươi chiếm cái đủ, vừa lúc thiếu pháo hôi. Dương Nghị Vân một phen lời nói nghe vào Phương Tĩnh Thiên trong tai liền không phải tư vị, trong lòng đối Dương Nghị Vân chửi ầm lên, nhưng cũng chỉ là trong lòng mắng mắng mà thôi. Hắn thật đúng là không dám cùng Dương Nghị Vân đối nghịch. Thực rõ ràng Dương Nghị Vân đây là làm hắn mây lửa các người đương pháo hôi. Thân là hỗn nguyên cấp bậc cao thủ, Phương Tĩnh Thiên đối với không biết nguy hiểm tự nhiên là có bẩm sinh cảm ứng, trước mắt này tòa cửa cung cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Lúc này Dương Nghị Vân làm hắn xung phong, này. Không đi thôi, lời nói đều nói ra, là chính hắn nói là minh hữu. Dương Nghị Vân nói cũng vô pháp phản bác. Đích xác ở cổ ma hồn vấn đề thượng là luyện tạo tiên minh người xuất lực hiện tại luân cũng đến bọn họ mây lửa các. Nhưng là, này tòa cửa cung cho hắn cảm giác là có nguy hiểm, làm hắn như thế nào đi xung phong. Phương Tĩnh Thiên tự nhiên không vui, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ như thế nào qua loa lấy lệ qua đi hết sức, yên tĩnh tối tăm một khắc đầu lại là vang lên tiếng bước chân. Có người, hoặc là mặt khác sinh linh. Đại gia ánh mắt một chút chuyển hướng về phía bên kia trong bóng đêm. Nói thật lúc này đại gia trong lòng đều là khẩn trương, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, có thể hay không xuất hiện so với cổ ma hồn càng vì đáng sợ đồ vật. Đặng đặng đặng, một trận hỗn độn bước chân thượng từ xa tới gần. Ngay sau đó mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì thấy được người tới. Hoặc là nói là nhất bang người. Những người này không phải người khác đúng là Hình Uyên Minh dẫn dắt ma đan điện đoàn người. Mọi người đều không nghĩ tới lúc này Hình Uyên Minh mang theo người sẽ xuất hiện. Nhìn qua bọn họ một hàng càng thêm chật vật, hơn 10 người đội ngũ hiện tại chỉ có 6 cá nhân. Thực hiển nhiên cũng đã chết hơn phân nửa. Chờ bọn họ tới rồi đại gia trước người thời điểm, tam phương thế lực xem như lại lần nữa hội tụ tới rồi cùng nhau. Giờ phút này Hình Uyên Minh trên mặt sớm đã không có phía trước kiêu ngạo đắc ý, thay thế chính là vẻ mặt phong trần cùng hoảng sợ. Qua nha nha nhưng xem như tìm được các ngươi. Đây là Hình Uyên Minh lại đây nói câu đầu tiên lời nói, tựa hồ thấy được Dương Nghị Vân đám người sau hắn trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Đối này Bảo Thuận Quang chính là một chút đều không khách khí chào phúng nói, ha ha, Hình Uyên Minh ngươi không phải thực năng lực sao như thế nào hiện tại như là bị quỷ truy giống nhau a, ha ha ha. Đối với Bảo Thuận Quang chào phúng, lúc này Hình Uyên Minh một chút đều không có để ý. Hoặc là nói hắn vô tâm tình cùng Bảo Thuận Quang đấu võ mồm, bởi vì hắn trải qua thật sự là làm hắn lòng còn sợ hãi. Thiếu chút nữa liền xong đời. Lúc này mới tại đây tòa ma thành dạo qua một vòng, thủ hạ của hắn liền tổn thất hơn phân nửa. Như thế nào có thể không cho hắn trong lòng hốt hoảng? Ngược lại nhìn thoáng qua Bảo Thuận Quang, Hình Uyên Minh mở miệng nói, Bảo Thuận Quang ngươi mẹ nó thật đúng là nói đúng, chúng ta đụng tới quỷ. Các ngươi thế nào có hay không đụng tới kia chờ đáng sợ sinh linh. Lúc này Hình Uyên Minh hoàn toàn là một bộ chim sợ cành cong giống nhau. Bất quá lời hắn nói, đại gia tất cả đều nghe minh bạch, cái này lão tiểu tử tất nhiên là bị thượng cổ ma hồn công kích. Chẳng qua hắn vận khí không tốt, không có thể sớm một chút đụng tới Dương Nghị Vân. Nếu không là có thể đủ dùng ngọn lửa thêm tiên hồn biện pháp giảm bớt thương vong, bực này biện pháp tuy rằng đơn giản, nhưng nếu là không biết phương thức, là có thể bị cổ ma hồn cấp háo chết. Hình Uyên Minh dẫn dắt ma đan điện hiện tại còn dư lại 6 người đã xem như không tồi. Ngốc mũ các người đụng tới đó là thượng cổ ma hồn, yêu cầu dùng tiên hỏa châm tiên hồn biện pháp mới có thể thương đến cổ ma hồn nếu không, ha ha. Bảo Thuận Quang mang theo vui sướng khi người gặp họa cười to. Các ngươi,
Hình Uyên Minh hiện tại đã nhìn ra, đích xác luyện tạo tiên minh người không thiếu một cái, ngay cả mây lửa các người cũng không thiếu nhiều ít. Lúc này Phương Tĩnh Thiên nhãn hạt châu vừa chuyển đột nhiên có chủ ý. Dương Nghị Vân không phải muốn cho người của hắn đương pháo hôi sao? Cái này hảo, tới Hình Uyên Minh là có thể cho hắn chia sẻ một ít không phải? Phương Tĩnh Thiên ha ha cười quay đầu nhìn về phía Hình Uyên nói rõ nói, Hình đạo hữu ngươi cũng cảm nhận được này tòa ma thành quỷ dị đáng sợ đi. Hình Uyên Minh tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Đâu chỉ là đáng sợ, quả thực là biến thái. Phương Tĩnh Thiên như là cái cáo giả giống nhau tiếp tục nói, giảng nói thật lần này ta nếu không phải vận khí tốt, sớm một chút đụng phải Dương đạo hữu bọn họ, tổn thất nhân thủ sẽ càng nhiều. Kết quả này kỳ thật là đại gia đồng lòng hiệp lực kết quả, ngươi cũng thấy rồi này tòa ma thành quỷ dị, hiện tại đại gia muốn một lần nữa tụ tập ở bên nhau, như thế mới có thể cộng độ cửa ải khó khăn. Dương Nghị Vân mấy cái nghe Phương Tĩnh Thiên đại nghĩa lăng nhiên nói quả thực trong lòng tưởng phun, cái này lão bất tử thật sự quá không biết xấu hổ. Cư nhiên có thể đem không biết xấu hổ nói như thế đúng lý hợp tình, hắn chẳng lẽ quên chính hắn là như thế nào làm sao? Đương nhiên Dương Nghị Vân không nói gì, bởi vì hắn biết đây là Phương Tĩnh Thiên ở lừa dối Hình Uyên Minh, này hai cái lão bất tử ở trong lòng hắn đều không phải thứ tốt. Bất quá nói trở về, Phương Tĩnh Thiên giờ phút này lừa dối Hình Uyên Minh còn không phải là vì xong xuôi pháo hôi. Đối này hắn là vui nhìn đến. Không sao cả, dù sao ở Dương mẫu nhân trong lòng chỉ cần có thể bảo toàn luyện tạo tiên minh người liền có thể. Cũng ý bảo nhìn không được muốn phản bác bảo Thuận Quang đừng nói chuyện, xem Phương Tĩnh Thiên biểu diễn chính là. Từ tình huống hiện tại xem, Phương Tĩnh Thiên là cái 10 phần lòng dạ cáo giả, đến nỗi Hình Uyên Minh ở trước mặt hắn còn kém điểm chỉ số thông minh. Đặc biệt là ở Hình Uyên Minh vừa mới đã trải qua một hồi hoảng sợ lúc sau. Quả nhiên, chỉ nghe Phương Tĩnh Thiên tiếp tục lừa dối nói, Hình Điện Chủ, hiện tại chúng ta đã một lần nữa tổ kiến đội ngũ liên hợp lên, người hiện tại muốn tiếp tục gia nhập chúng ta sao? Dương Nghị Vân nghe đến đó trong lòng một nhạc, trò hay tới. Lúc này Hình Uyên Minh như chim sợ cành cong giống nhau, tự nhiên biết bực này thời điểm gia nhập đại đội ngũ mới là lựa chọn tốt nhất, nghe Phương Tĩnh Thiên hỏi chuyện. Theo bản năng gật đầu nói, đương nhiên muốn a, các ngươi đừng nghĩ bỏ xuống chúng ta. Ha ha, Hình Điện Chủ lúc trước là chính ngươi rời đi Nga, hiện tại muốn gia nhập chúng ta đội ngũ nào có dễ dàng như vậy. Bất quá, tưởng một lần nữa tiến vào cũng thành, nhìn đến này tòa cửa cung không có, các ngươi đi đầu to trận, như thế coi như là các ngươi một lần nữa gia nhập điều kiện, nếu không chúng ta là sẽ không muốn các ngươi. Ai này tòa ma trong thành khắp nơi đều là chỉ số không rõ thượng cổ ma hồn a. Nói không chừng còn có mặt khác sinh linh tồn tại, chúng ta hiện tại yêu cầu tiến vào này tòa cửa cung mới được, Hình Điện Chủ các loại lợi và hại chính ngươi cân nhắc đi. Chờ Phương Tĩnh Thiên nói chuyện, Dương Nghị Vân đều nhìn không được tưởng cấp cái này cáo giả ra mặt dày vỗ tay. Thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ lão hỗn đản? Còn mẹ nó một lần nữa gia nhập, hắn như thế nào không nghĩ hắn là cái thứ nhất thoát ly đội ngũ? Bảo Thuận Quang nhìn không được nói thầm mắng. Những người khác cũng là ngơ ngác nhìn Phương Tĩnh Thiên. Thậm chí còn cảnh sán tiên tử cái này Phương Tĩnh Thiên đồ đệ, lúc này nghe sư phụ đối Hình Uyên nói rõ lời nói, nàng đều có chút sắc mặt đỏ lên, nhà mình sư phụ ra mặt thực sự đủ hậu Nga. Bất quá lúc này Hình Uyên Minh cũng không biết phía trước Dương Nghị Vân đối Phương Tĩnh Thiên nói ra xung phong mở đường điều kiện, hắn mới vừa đã trải qua một hồi sợ hãi, trong lòng là rất muốn lại lần nữa dung nhập tiến đại đội vân vân, nghe Phương Tĩnh Thiên nói xong, trầm ngâm một chút nói, hảo. Chúng ta người đi xung phong, bất quá Phương các chủ các ngươi nhưng đừng ở một bên nhìn, nếu là có động tĩnh gì các ngươi người muốn ra tay hỗ trợ, đừng cho là ta lão Hình biết ngươi Phương các chủ về điểm này tâm tư. Phương Tĩnh Thiên xấu hổ cười, hảo, liền nói như vậy định rồi, các ngươi người xung phong, chúng ta từ bên hiệp trợ. Nói xong lúc sau Phương Tĩnh Thiên cười nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, Dương đạo hữu như thế an bài được không? Đối Dương Nghị Vân tới nói không sao cả. Chỉ cần không phải luyện tạo tiên minh người đi xung phong là được, hắn yêu cầu chính là làm Phương Tĩnh Thiên đi, cấp cái này cáo giả một ít giáo huấn. Đến nỗi Hình Uyên Minh cái này lão tiểu tử cũng không phải thứ tốt, làm hắn cùng Phương Tĩnh Thiên cùng nhau chưa chắc không thể. Dù sao kế tiếp này tòa cửa cung trong vòng có cái gì, mọi người đều không rõ ràng lắm, thêm một cái Hình Uyên Minh thêm một cái pháo hôi, càng tốt. Ta không ý kiến, như thế kế tiếp một đoạn này lộ liền giao cho nhị vị. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt cười nói lời nói. Hảo, bất quá Phương Mỗ cũng hy vọng các người luyện tạo tiên minh người nhưng đừng khoanh tay đứng nhìn,
có cái gì biến cố đại gia cùng nhau ứng đối mới có thể cộng độ cửa ải khó khăn, nếu không Phương mỗ cũng. Dương đạo hữu hiểu sao? Những lời này tuy rằng chưa nói thấu, nhưng ai đều nghe minh bạch, Phương Tĩnh Thiên có uy hát yêu ta Dương Nghị Vân ý tứ. Ha ha, Dương Nghị Vân cười lạnh, ngay sau đó bỗng nhiên biến sắc mặt lạnh giọng nói, lão đông tây người uy hát yêu ta ta. Một câu ra tới, toàn thân hơi thở đại tác phẩm, trong tay ngân quang chợt lóe đổ long kiếm nơi tay, xanh biếc thanh liên tiên hỏa càng là che kín thân kiếm, hơi thở đạt tới đỉnh trực tiếp hướng về Phương Tĩnh Thiên áp qua đi, rất có một lời không hợp liền phải động thủ trảm người ý tứ. Mọi người đều không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ đột nhiên trở mặt, xem hắn toàn thân hơi thở, chính là thật muốn liều mạng tư thế. Đối với Đinh Hòa Bình những người này tới nói, mặc kệ Dương Nghị Vân giờ phút này làm cái gì, bọn họ đều sẽ vô điều kiện duy trì, đi theo Dương Nghị Vân bên người tất cả đều phóng xuất ra cường đại hơi thở, khí thế như hồng. Lúc này Phương Tĩnh Thiên sắc mặt khó coi lên, hắn uy hát yêu ta Dương Nghị Vân kỳ thật cũng là tưởng thử một chút, không nghĩ tới Dương Nghị Vân phản ứng sẽ như thế mãnh liệt. Chẳng lẽ thật muốn làm hắn cùng Dương Nghị Vân trở mặt? Này! Nhìn xem hai bên nhân số xe cự, ở cảm thụ một chút Dương Nghị Vân trên người phát ra hơi thở, Phương Tĩnh Thiên thật là có trong lòng phát mao. Hắn kỳ thật chính là trung phẩm hỗn nguyên cảnh giới, hơn nữa xem như trung phẩm đỉnh chi cảnh, từ lúc bắt đầu hắn liền đối Dương Nghị Vân cùng Đinh Hòa Bình những người này không quá mức để ý, cho rằng chính mình trung phẩm đỉnh hỗn nguyên thực lực có thể ứng phó hết thảy. Nhưng là lúc này hắn cảm thấy không thích hợp. Dương Nghị Vân tiểu tử này đại la đại viên mãn đỉnh hơi thở thế nhưng cùng hắn so sánh với chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người phát ra sát ý giống như thực chất hóa giống nhau bao phủ ở trên người hắn, Phương Tĩnh trời biết tiểu tử này không ở nói giỡn, đây là thật muốn hạ sát thủ a. Cùng Dương Nghị Vân đánh sao? Không nắm chắc, huống chi hoạn có Đinh Hòa Bình đám người nhưng mỗi người là trung phẩm hỗn nguyên a. Hít sâu một ngụm Phương Tĩnh Thiên nhận túm, sắc mặt cứng đờ một chút. Bài trừ một cái gương mặt tươi cười nói, Dương đạo hữu đừng hiểu lầm, lão phu không ác ý, nói sai lời nói, thực xin lỗi đừng để ý. Khom người nói khiểm. Dương Nghị Vân lạnh như băng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tĩnh Thiên ngữ khí thực rét lạnh. Hắn biết hôm nay không đem cái này lão tiểu tử khí thế áp xuống tới, kế tiếp đưa vào cửa cung lúc sau, còn không chừng sẽ có nhiễu loạn ra tới, hơn nữa hình nguyên minh cũng là cho bom, áp xuống Phương Tĩnh Thiên chính là giết gà dọa khỉ. Khom người nói khiểm những lời này từ Dương Nghị Vân trong miệng ra tới, Phương Tĩnh Thiên trên mặt tươi cười biến mất. Đối với Phương Tĩnh Thiên tới nói đây là ở vũ nhục hắn. Tức khắc nhìn Dương Nghị Vân sắc mặt cũng trầm xuống dưới, mở miệng nói, Dương đạo hữu người đây là có ý tứ gì? Dương Nghị Vân híp mắt nói, ta làm ngươi khom người nói khiểm. Những lời này ra tới, Dương Nghị Vân sát ý gần như thực chất hóa, lần thứ hai đề cao một đại gia, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tĩnh Thiên. Xem như trực tiếp cấp Phương Tĩnh Thiên tối hậu thư, tiểu gia ta chính là muốn sát giết ngươi nhuệ khí, lại không xin lỗi, cũng đừng trách ta cùng ngươi liều mạng. Phương Tĩnh Thiên cũng đã nhìn ra, Dương Nghị Vân đây là quyết tâm muốn bắt hắn khai đao, đã không có xoay chuyển đường sống, biết lúc này nếu là không cho Dương Nghị Vân cúi đầu, hai bên liền thật muốn trở mặt. Nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nhìn tam tức thời gian, Phương Tĩnh Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng đối với Dương Nghị Vân khom lưng hành lễ. Thanh âm trầm thấp nói, Dương đạo hữu thực xin lỗi. Cúi đầu. Phương Tĩnh Thiên cúi đầu. Rất nhiều người tại đây một khắc tặng một hơi, cũng ngạc nhiên không thôi. Đặc biệt là hình nguyên minh, hắn làm tiên đan thành thật lớn chi nhất, tự nhiên biết Phương Tĩnh Thiên làm người, không nghĩ tới Phương Tĩnh Thiên nhằm vào Dương Nghị Vân cái này tiểu bối cúi đầu. Đây chính là phá lệ đầu một chuyến. Ở tiên đan thành mấy ngàn năm lúc sau, chưa từng thấy quá Phương Tĩnh Thiên đối người nào thấp quá mức. Hiện tại lại là đối Dương Nghị Vân như vậy một cái tiểu bối cúi đầu, thật sự là làm hình nguyên minh mở rộng tầm mắt. Cũng là tại đây một khắc hình nguyên minh đối Dương Nghị Vân nội tâm sinh ra rất nhiều suy đoán thậm chí là kiêng kỵ. Bởi vì thật là hắn hiểu biết Phương Tĩnh Thiên cho nên mới biết này trung gian phát sinh chênh lệch. Này thuyết minh Dương Nghị Vân tiểu tử này ở Phương Tĩnh Thiên nhãn là không thể trêu vào người. Liền Phương Tĩnh Thiên đều không thể trêu vào, tiểu tử này coi như thực sự có vấn đề lớn. Giờ phút này hình nguyên minh cũng nghĩ vẫn là cùng Dương Nghị Vân kéo ra điểm khoảng cách đi, tiểu tử này có thể cùng Phương Tĩnh Thiên trở mặt, tự nhiên là có thể cùng hắn trở mặt. Đến nỗi những người khác, cũng đều là trừng lớn trong mắt, không nghĩ tới Phương Tĩnh Thiên thật đúng là. Ninh Hòa Bình cùng Bảo Thuận Quang bốn người đối Phương Tĩnh Thiên là hiểu biết,
vốn dĩ cho rằng Phương Tĩnh Thiên sẽ không đối Dương Nghị Vân khom người nói khiểm, không nghĩ tới thật đúng là xin lỗi. Giờ khắc này Đinh Hòa Bình bốn người đối Phương Tĩnh Thiên có đề phòng. Như thế cao ngạo người hôm nay có thể cúi đầu, có thể nhận hạ khẩu khí này, có thể nghĩ hắn lòng dạ sâu. Cho nên nói luyện tạo tiên minh những người này đối Phương Tĩnh Thiên cúi đầu không chỉ có không có cao hứng, ngược lại trong lòng tràn ngập lo lắng. Thực rõ ràng từ nay về sau Phương Tĩnh Thiên sẽ đối Dương Nghị Vân trong lòng cơ thượng một bút, bực này lão gia hỏa nếu có thể nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ là thời điểm mấu chốt cho ngươi một đao tử người. Phương Tĩnh Thiên bên người một đám sắc mặt đồng dạng xanh mét, đặc biệt là Phương Tĩnh Thiên đồ đệ cảnh sán, rốt cuộc nhịn không được đối với Dương Nghị Vân mắng ra tới, Dương Nghị Vân ngươi tính thứ gì, làm sư phụ ta cấp xin lỗi. Dương Nghị Vân híp mắt nhìn thoáng qua cảnh sán, ha hả cười nói, ở chỗ này muốn sống, liền phải đối lão tử cúi đầu, đến nỗi ngươi tốt nhất cấp lão tử câm miệng. Đừng tưởng rằng là nữ nhân lão tử cũng không dám đánh ngươi, lần trước quỷ mẫu yêu thụ việc. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi là muốn đánh lão tử trên người khắc văn đạo phù chủ ý, chuyện này chướng còn không có cùng ngươi tính, cho nên tốt nhất chớ chọc lão tử có đủ hay không tư cách hỏi một chút sư phụ ngươi Phương Tĩnh Thiên. Ngươi, cảnh sán khí tạc tiến lên một bước liền phải động thủ. Bất quá lại bị Phương Tĩnh Thiên hô, sán nhi lui ra. Cảnh sán nghe được sư phụ mở miệng chỉ có thể hung tợn đặng Dương Nghị Vân liếc mắt một cái lui ra. Mà Phương Tĩnh Thiên còn lại là trên mặt như là nở rộ đóa hoa giống nhau, vui tươi hớn hở nở nụ cười nói, Dương đạo hữu chớ trách, tiểu đồ bị ta chiều hư. Lúc này Phương Tĩnh Thiên trên mặt không hề có tức giận, không có một chút chính mình vừa mới bị một cái tiểu bối áp xuống khí thế phẫn nộ, ngược lại là tràn ngập như tắm mình trong gió xuân gương mặt tươi cười. Hảo tưởng vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Này một mực nhìn Đinh Hòa Bình bốn người trong mắt đều là căng thẳng. Phương Tĩnh Thiên càng là như thế ở bọn họ bốn người trong mắt liền càng là mang thù biểu hiện, có thể thấy được lòng dạ sâu. Dương Nghị Vân đâu? Há có thể nhìn không ra Phương Tĩnh Thiên cái này cáo giả lòng dạ. Bất quá với hắn mà nói đã không sao cả, hắn muốn chính là hôm nay áp xuống Phương Tĩnh Thiên khí thế, cũng là kinh sợ Hình Uyên Minh đám người, nhìn thoáng qua Hình Uyên Minh biểu hiện, hiệu quả đạt tới. Đến nỗi Phương Tĩnh Thiên tế không mang thù, này không quan trọng. Hắn tốt nhất đừng tìm phiền toái. Nếu không sẽ làm cái này lão bất tử hối hận đi vào trên đời này. Nơi đây không nên ở lâu, tiến lên mở đường đi. Dương Nghị Vân đối Phương Tĩnh Thiên nhàn nhạt nói chuyện. Hắn biết đối bực này lão bất tử ngươi càng là biểu hiện mềm yếu, bọn họ càng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cường giả vi tôn thế giới, thực lực chính là hết thảy. Dương mẫu nhân hiện tại liền ở thể hiện thực lực của chính mình. Đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là đại la đại viên mãn tu vi, nhưng là đối mặt Phương Tĩnh Thiên bực này lão bất tử hắn thật đúng là không sợ. Đối Dương Nghị Vân phân phó, Phương Tĩnh Thiên chỉ là ha hả cười, gật gật đầu ý bảo biết. Nhưng là cúi đầu một khắc Phương Tĩnh Thiên hai tròng mắt trung sát ý đại tác phẩm. Ngay sau đó đối với Hình Uyên Minh gật gật đầu. Ngay sau đó Hình Uyên Minh đối bên người hai cái đại la ý bảo, hướng về cửa cung đi đến. Ngay sau đó một đám đều đuổi kịp. Phương Tĩnh Thiên cũng làm hai cái đại la thị vệ đi theo bên người ứng đối. Cuối cùng đi mới là luyện tạo tiên minh người. Đại gia đối xuất hiện ở trước mắt cửa cung đều không hiểu biết, quỷ biết này tòa cửa cung có hay không cổ quái, hoặc là nói mở ra cửa cung lúc sau bên trong là cái tình huống như thế nào. Chỉ chốc lát sau trước nhất hơn 1.000 lượng cái ma đan điện đại la ở cửa cung trước xem xét một phen, theo sau trong đó một người nói, điện chủ cửa cung thượng không có trận pháp tồn tại, hẳn là có thể mở ra đi vào. Hình Uyên Minh nhìn về phía liếc mắt một cái nói, Dương đạo hữu ngươi. Lúc này Hình Uyên Minh cũng coi như là đã nhìn ra, nơi này thật đúng là hắn mẹ nó là Dương Nghị Vân làm chủ, tiểu tử này từ lúc bắt đầu hắn liền cảm giác cổ quái, hiện tại liền Phương Tĩnh Thiên bực này cáo giả đều không thể trêu vào Dương Nghị Vân, hắn vẫn là điệu thấp một chút đi, trưng cầu Dương Nghị Vân ý kiến. Mở ra cửa cung Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng phân phó. Mở ra, Hình Uyên Minh đối hai cái thủ hạ ý bảo. Ầm ầm ầm, một trận nặng nề nổ vang lúc sau, cao lớn dày nặng cửa cung bị Hình Uyên Minh liền cái hộ vệ mở ra. Hô hô, trong nháy mắt cửa cung mở ra hết sức, một trận thật lớn âm phong thổi ra tới, mang theo rất mạnh tiếng rít từ mọi người bên người đi ngang qua. Làm tất cả mọi người cảm giác cả người đều run lên. Bất quá cũng chính là lần này liền đi qua. Đại gia khẩn trương trong chốc lát, không phát hiện tình huống như thế nào ra tới, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi vào,
Dương Nghị Vân hô một câu. Hình Uyên Minh hai cái thủ hạ nơm nớp lo sợ đi vào. Vẫn luôn không ở xuất hiện tình huống như thế nào. Chờ đại gia đi vào lúc sau, phát hiện một cái cung điện đàn rất nhiều địa phương. Nơi này chỉ có thể xem như một cái trước điện quảng trường, sau này nhìn lại như cũ có rất nhiều cung điện đàn. Tiểu quảng trường không tính đại, cũng liền trăm bình phương tả hữu. Chờ mọi người tiến vào lúc sau, phía sau đột nhiên ầm vang một tiếng. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi. Đại môn tự động đóng lại. Kim Quy Tiên Nhân mang theo âm dung nói một câu. Đại gia đề phòng Dương Nghị Vân ra lệnh. Thực rõ ràng như thế dày nặng đại môn đột nhiên tự động đóng lại, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ngẫm lại phía trước nhìn không tới những cái đó cổ ma hồn, giờ phút này tưởng cũng có thể nghĩ đến tất nhiên là có thứ gì tồn tại. Nơi xa nhìn như cũ tối tăm, tốt xấu có thể nhìn đến một ít cung điện kiến trúc. Cũng liền ở Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, bốn phía không biết khi nào đột nhiên có nùng liệt sương mù xuất hiện, kỳ thật tất cả đều là ma khí. Một chút từ bốn phía đối với bọn họ tới gần mà đến. Giờ khắc này tất cả mọi người bắt đầu dựa sát. Chuẩn bị tiên hỏa, tùy thời ứng đối đột phát sự kiện. Dương Nghị Vân trầm giọng phân phó. Bất quá đường này đó ma khí tới gần bọn họ 30 mét sau, bốn phía lại đột nhiên nhớ tới từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân. Lại là tại hạ một khắc đại gia đột nhiên nhìn đến, ở mạc trong đó ẩn ẩn xuất hiện bóng người ở động. Khi thì chuyện vui nhi chậm ở di động. Cái này cảnh tượng đối mọi người tới nói là tiến vào này tòa cửa cung sau tân tình huống, cùng phía trước đụng tới cổ ma hồn bất đồng. Tất cả mọi người vào giờ phút này có bất đồng ý tưởng, đặc biệt là Hình Uyên Minh đi thuốc đàng trước Phương mở đường, hắn cảm giác chính mình bị Phương Tĩnh Thiên cấp lừa dối. Hung tợn đáng liếc mắt một cái Phương Tĩnh Thiên, mọi người đều là tiên đan thành bá chủ chi nhất, này bút chướng trước cho hắn ghi nhớ, trong lòng nghĩ chờ trở về lúc sau ở tính sổ. Mà Phương Tĩnh Thiên một chút đều không có bị Hình Uyên Minh nhớ thương giác ngộ, trong lòng chỉ hận Dương Nghị Vân một người. Hôm nay hắn mặt mũi xem như bị Dương Nghị Vân cái này tiểu bối hoàn toàn cấp đạp lên trên mặt đất dẫm đạp một phen. Ninh Hòa Bình bốn người biết Phương Tĩnh Thiên hận chết Dương Nghị Vân, bất quá đối mặt bực này tình huống, cái này cáo giả biến hiện tất cả đều là tâm kế lòng giả. Không có người đi để ý tới hành viên mãn, ngược lại là đem Phương Tĩnh Thiên ghi lại trong lòng. Tiến vào này tòa cửa cung lúc sau, tạm thời buông này đó tâm tư, một đám ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trước. Mọi người đều không biết xuất hiện ở trong sương mù bóng dáng là thứ gì. Nhìn cùng phía trước cổ ma hồn là có bất đồng, bởi vì hơi thở cảm giác thượng bất đồng, còn có chính là âm sát ma khí phi thường trọng, xa xa vượt qua phía trước những cái đó cổ ma hồn. Rốt cuộc là thứ gì, đại gia trong lòng đều khẩn trương vô cùng. Cũng dựa theo Dương Nghị Vân phương pháp tất cả đều đề phòng. Tùy thời ra tay ứng đối. Hình Uyên Minh tự nhiên cũng nghe tới rồi Dương Nghị Vân hô lên biện pháp, đều là tu luyện nhiều năm lão quỷ, trong óc tưởng tượng Dương Nghị Vân sở giảng biện pháp, tự nhiên rõ ràng trong đó mấu chốt. Hình Uyên Minh lúc này mới phản ứng lại đây, luyện tạo tiên minh không có tổn thất là bởi vì đã sớm biết ứng đối cổ ma hồn mấu chốt, Phương Tĩnh Thiên cũng là được lợi giả. Chỉ có hắn mang theo người cư nhiên đây mới là tổn thất thảm trọng. Hình Uyên Minh trong lòng nghĩ kế tiếp vô luận như thế nào cũng muốn theo sát Dương Nghị Vân, tiểu tử này thật là cái nhân vật. Nghĩ đến đây sau Hình Uyên Minh cấp đằng trước hai cái thủ hạ hô to, dựa theo Dương đạo hữu theo như lời làm. Hình Uyên Minh mới vừa nhắc nhở hết sức, lại là nghe được hai người kêu thảm thiết. Hắn nhắc nhở chậm, chỉ thấy hai cái thủ hạ bị ngay lập tức chi gian quấn vào trong sương mù, tức khắc phát ra tới kêu thảm thiết. Muốn đi nghĩ cách cứu viện đều không kịp. Hình Uyên Minh trên mặt một trận khó coi cùng thịt đau, hắn lại tổn thất hai cái thủ hạ. Đối với điểm này Dương Nghị Vân lại là xem ở trong mắt, so sánh với Phương Tĩnh Thiên hắn đối Hình Uyên Minh có một tia hảo cảm, bởi vì Hình Uyên Minh mặc kệ nói như thế nào nhìn đến hai cái thủ hạ bị quấn vào sương mù hoặc là nói ma khí chung đều biểu hiện ra một tia thịt đau, này thuyết minh hắn là để ý thủ hạ người. Không giống Phương Tĩnh Thiên, cái này lão tiểu tử đối với tổn thất thủ hạ trên mặt là gợn sóng bất kinh, thực lạnh nhạt bộ dáng. Điểm này là làm Dương Nghị Vân không mừng. Nói đến cùng Dương mẫu nhân trong xương cốt là cái trọng tình nghĩa người, cho nên nhìn đến Hình Uyên Minh biểu tình hắn đối Hình Uyên Minh có một tia hảo cảm. Cứ việc Hình Uyên Minh người này nói chuyện thực chán ghét, nhưng hiện tại thoạt nhìn, Hình Uyên Minh chán ghét làm ra vẻ là ở bên ngoài. Mà Phương Tĩnh Thiên còn lại là một cái 10 phần tâm cơ kỹ nữ. Bất quá Dương Nghị Vân không để ý, nếu là Phương Tĩnh Thiên cái này lão tiểu tử dám chơi xấu, hắn liền dám giết hắn.
Lúc này mọi người đều thấy được sương mù cuốn tịch hình Uyên Minh hai cái nhận lấy, cũng nghe tới rồi tiếng kêu thảm thiết. Nhưng trừ cái này ra, cái gì cũng không có nhìn đến, ai cũng không biết hình Uyên Minh hai cái thủ hạ ở trong sương mù đã xảy ra chuyện gì, gặp phải kia trở bóng dáng là thứ gì, có cái gì đáng sợ chỗ. Đối với không biết đồ vật mọi người đều là cảnh giác, không dám dễ dàng đi phạm hiểm. Rốt cuộc bực này sương mù chính là nùng liệt hắc ma khí, bên trong còn cất giấu đại gia không hiểu biết sinh linh. Chỉ có thể nhìn hình Uyên Minh hai cái thủ hạ bị cuốn tịch biến mất ở trong sương mù. Bất quá, cũng ngay trong nháy mắt này, bốn phương tám hướng sương mù đột nhiên đại tác phẩm dựng lên, như là cuồng phong thúc đẩy giống nhau, nháy mắt nghĩ mọi người cuốn tịch đã tới tới. Giống như là sóng biển giống nhau, dầm chi gian đại gia liền lâm vào trong bóng đêm. Tất cả đều bị sương mù cấp bao phủ đi vào. Ầm ầm ầm. A a a. Trong lúc nhất thời có nặng nề nổ vang tiếng động, càng có hoảng sợ kêu thảm thiết tiếng động. Bất quá cũng may đại đa số người phản ứng đều không chậm, có phía trước Dương Nghị Vân nhắc nhở, tất cả mọi người ở trước tiên phóng xuất ra ngọn lửa. Tức khắc một đám toàn thân thiêu đốt ngọn lửa chiếu sáng quanh thân không gian. Dương Nghị Vân ở trước tiên đi xem bốn phía hoàn cảnh. Hắn muốn nhìn đến ở trong sương mù đến tột cùng cất giấu thứ gì tồn tại. Ngay sau đó Dương Nghị Vân hít hà một hơi. T. Hắn thấy được. Đại gia xung quanh một vòng cổ ma hồn. Thật là cổ ma hồn, nhưng là. Cùng phía trước đụng tới những cái đó cổ ma hồn có bất đồng. Này những cổ ma hồn nhìn qua so với phía trước những cái đó cổ ma hồn rõ ràng muốn ngưng thật nhiều. Thực hiển nhiên là càng thêm cao giai cổ ma hồn tồn tại. Cũng đúng lúc này bà vai sơn thần ma điểu mở miệng nói, Nhược Kê phải cẩn thận điểm, này đó cổ ma hồn cũng không phải là phía trước tiểu ma hồn, tất cả đều là đều thuần một sắc đại ma hồn. Các ngươi tiên hỏa thêm tiên hồn tuy rằng như cũ đối này đó đại ma hồn hữu hiệu, nhưng người ta cũng có chống cự năng lực, làm tốt ngạnh chiến chuẩn bị đi. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu mở miệng, lúc này cũng là âm thầm gật đầu, hắn tự nhiên cũng nhìn ra một ít bất đồng. Mở miệng đối mọi người hô lớn. Kế tiếp là ngạnh chiến, đại gia nhưng đừng lưu thủ, nếu không chúng ta đều sẽ lâm vào trong đó bị ngạnh sinh sinh háo chết, chuẩn bị mở một đường máu lao ra đi thôi, này đó là càng vì cao giai đại ma hồn. Thu được, minh bạch, nối liền không dứt tương ứng vang lên. Lúc này mặc kệ là Phương Tĩnh Thiên vẫn là hình Uyên Minh đều đáp lại Dương Nghị Vân, hai cái cáo giả rõ ràng nếu là không đồng lòng, kết quả thật sẽ như Dương Nghị Vân lời nói giống nhau, mọi người đều sẽ bị háo chết. Cho nên ở thời điểm này nhưng đều không dám qua loa. Nếu không dựa theo Dương Nghị Vân tính tình, tuyệt đối sẽ trực tiếp dỗi bọn họ. Sát! Dương Nghị Vân hô to một tiếng, trong tay đồ long kiếm múa may lên, kiếm khí tung hoành mang theo thanh liên tiên hỏa cùng tiên hồn thêm vào bùng nổ. Hắn là cái thứ nhất lao ra đi, kiếm khí dưới, sở qua sở che ở hắn phía trước đại ma hồn tựa hồ minh bạch Dương Nghị Vân này nhất kiếm nguy hiểm, sôi nổi tránh né. Bất quá như cũng có 4-5 cái đại ma hồn bị Dương Nghị Vân kiếm khí chảm chung. Phát ra kêu thảm thiết tiếng động, hóa thành một đoàn ma khí tiêu tán, cũng có bị lan đến lại là không có tiêu tán phát ra tới trầm thấp giống giận tránh lui. Trong bóng đêm Dương Nghị Vân có thể nhìn đến này những đại ma hồn có đỏ thắm hai mắt hiện lên. Đây là cùng phía trước những cái đó tiểu ma hồn bất đồng đặc thù, phía trước những cái đó tiểu ma hồn chính là không ngũ quan hiển lộ ra tới, bề mặt nhìn qua chỉ là một đoàn ma khí bao phủ. Những người khác công kích cũng tại đây một khắc bùng nổ, Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, lần này mọi người đều xuất toàn lực, nhưng phàm là bị Đinh Hòa Bình bọn họ công kích đến đại ma hồn sẽ tiêu tán, nhưng là bị Đại La công kích đến đại ma hồn lại là sẽ không tiêu tán, liền tính là bị công kích đánh tan còn sẽ lại lần nữa ngưng tụ ra tới. Này thuyết minh là trên thực lực chênh lệch nguyên nhân. Bất quá có này đó đối bọn họ tới nói đã đủ rồi, ít nhất có hỗn nguyên cấp bậc những người này đỉnh đại gia có thể lao ra đi. Hướng. Dương Nghị Vân xung phong phân rõ phương hướng phía trước phóng đi, hắn mục tiêu như cũ là phía trước, là tìm kiếm Lạc Dương. Đinh Hòa Bình vẫn luôn ở hắn bên người trong tay cầm tiên minh lệnh, Lạc Dương hơi thở linh châu như cũ cho bọn hắn nói rõ phương hướng. Tiếp tục đi phía trước hướng chính là. Bất quá kế tiếp đã phát sinh một màn lại là làm Dương Nghị Vân sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn phát hiện chính mình khinh thường này đó đại ma hồn. Liền ở bọn họ lao ra đi 20-30 mễ thời điểm, phía trước bốn phía đại ma hồn đột nhiên chỉnh tề lên. Cư nhiên một chút chuyển biến thành một cái trận pháp. Giống như là một bức tường giống nhau ngăn cản ở bọn họ trước mặt. Cũng ở thời điểm này đột nhiên vang lên một cái trầm thấp thanh âm vang vọng toàn trường.
Sát trận. Trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, phi thường rõ ràng truyền vào tới rồi sở hữu trong tai. Đại tông sư không thích hợp, này đó đại ma hồn giống như có ý thức, hơn nữa có đầu lĩnh chỉ huy. Ninh Hòa Bình sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Đích xác A Dương Nghị Vân cũng ngừng lại, hai tròng mắt ngưng trọng. Mọi người đều minh bạch có ý thức ma hồn ý nghĩa cái gì. Kế tiếp tất nhiên khó chơi. Hắn không nghĩ tới này đó đại ma hồn cư nhiên là có tổ chức. Hơn nữa vào giờ phút này nùng liệt sương mù bắt đầu tiêu tán. Đảo mắt lúc sau, đại gia rốt cuộc thấy rõ này đó ma hồn gương mặt thật. Cư nhiên đều là thân xuyên đen nhánh khôi giáp ma binh. Nhìn chung quanh bốn phía, vuông vức liệt trận đưa bọn họ tầng tầng vây quanh lên. Liếc mắt một cái nhìn lại này đó đại ma hồn ma binh ít nói 1-2 ngàn bộ dáng. Một đám trong tay có ma đao trong người. Như thế nào sẽ như thế? Sẽ có nhiều như vậy ma binh? Ninh Hòa Bình ấp úng tự nói. Tưởng tượng cũng không kỳ quái, nơi này bản thân chính là một tòa ma thành, có ma binh thủ thành cũng không kỳ quái. Hiện tại có thể suy đoán nơi này có thể là ma thành trong vòng trung tâm nơi, hẳn là cùng loại thành chủ phủ giống nhau địa phương. Chúng ta không có lựa chọn, hướng là hướng không đủ đi, đại gia chỉ có một cái lộ, đó chính là buông ra tay chân chém giết, đem này đó ma binh toàn bộ xử lý. Dương Nghị Vân vững vàng thanh đối mọi người nói chuyện. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn chi mắt ý đồ đi tìm chỉ huy này đó ma binh đầu lĩnh, lại là cũng không có phát hiện. Thực hiển nhiên đối phương có tự chủ ý thức tồn tại, sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng phát hiện. Xử lý bọn họ, cắn nuốt bọn họ huyết nhục. Đúng lúc này sẽ vang vọng toàn trường thanh âm lại lần nữa vang lên. Dương Nghị Vân người sắc mặt biến đổi. Kế tiếp chiến đấu sinh tử có mệnh đi. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Đích xác bị nhiều như vậy đại ma hồn cấp bậc lại còn có ý thức có tổ chức ma binh vây công, ai cũng không rảnh lo ai. Dương Nghị Vân trái tim ở nhanh hơn, này thuyết minh có nguy hiểm tồn tại. Giống giống giống. Từng tiếng tựa hồ là đến từ địa ngục tiếng giống giận cả ngày dựng lên. Ngay sau đó hơn 1.000 nhiều ma binh tạo thành phương trận như là máy ủi đất giống nhau từ tứ phương đối với bọn họ bắt đầu đẩy mạnh mà đến. Mang theo cuồn cuộn sát khí, nhiễu loạn tâm thần mà đến. Sát! Một hồi chém giết bắt đầu rồi. Đại gia công kích thủ đoạn chủ yếu là lấy tiên hỏa hơn nữa tiên hồn thêm vào là chủ. Nhưng này tuyệt đối không phải duy nhất thủ đoạn. Tốt xấu tu vi ít nhất đều là đại la khởi bước, tự nhiên không có khả năng như vậy đồ ăn. Đối mặt này đó đại ma hồn luận thực lực cũng liền tương đương với không phải thiên nhân chân tiên cấp bậc. Chẳng qua đại gia không có tiếp xúc quá ma tộc chi hồn, cũng đối mặt chính là thượng cổ ma hồn, cho nên không tìm được nhược điểm nơi. Dương Nghị Vân duy nhất từ thần ma điều trong miệng được đến đáp án hoặc là nói đúng phó thượng cổ ma hồn thủ đoạn là tiên hỏa thêm tiên hồn. Tuy rằng chỉ một, nhưng tìm nhược điểm biết một chút như vậy đủ rồi. Hơn nữa vừa rồi một đợt chiến đấu xuống dưới, đích xác dùng được. Trừ bỏ tổn thất hình nguyên minh hai cái không có chuẩn bị ứng đối thủ hạ ở ngoài, đại đội ngũ chung không có tổn thất một người. Này vẫn là lại lần nữa chiến đấu, liền đến thi triển áp đáy hòm thời điểm. Như cũ lấy tiên hỏa cùng tiên hồn là chủ, tự nhiên có thể sử dụng thượng mặt khác uy lực cường đại thủ đoạn. Hừ, trước hết ra tay chính là ma đan điện hình nguyên minh, một tiếng khai lãnh lúc sau, hắn đôi tay chung xuất hiện một viên đỏ thắm đan dược, lập lòe này quang mang, bỗng nhiên niết bạo chung trầm thấp nói. Xích diễm đan vực, hậu phương pháp sản xuất thô sơ tắc, vì ngô sử dụng. Dương Nghị Vân cảm thụ được đến ở hình nguyên minh sướng ngâm chung đại địa ở run nhẹ nhẹ, trong không khí cũng có thổ thuộc tính lực lượng ở hướng về hắn hội tụ. Biết đây là hình nguyên minh thi triển pháp tắc thủ đoạn. Quả nhiên chỉ thấy hắn niết bạo màu đỏ đậm đan dược lúc sau, lấy hắn vì trong lòng xuất hiện một cái 10 mét đường kính ngọn lửa lĩnh vực, ngay sau đó một dậm chân. Đại địa xuất hiện một cái hỏa long thét dài bay về phía trước ma binh tạo thành phương trận tường. Ở hình nguyên minh này hỏa long thượng Dương Nghị Vân cảm nhận được cường đại tiên hồn hơi thở cùng thổ thuộc tính lực lượng pháp tắc. Thoạt nhìn rất cường đại. Ngao. Oanh. Giống giống giống. Hỏa long nơi đi qua từng tiếng gầm rú vang lên, ma binh phương trận tuy rằng cũng làm ra động tác nhất trí cử đao phản kích, nhưng lại như cũ không có lập tức hình nguyên minh này rực rỡ công kích. Trong nháy mắt nhìn dày nặng ma binh phương trận bị thiêu xuyên xuất hiện một cái 3 mét đường kính vết nứt. Một màn này làm mọi người tinh thần chấn động. Nhưng trong nháy mắt chỗ hổng phía trên lại một lần xuất hiện một đôi ma binh như là nước lũ giống nhau bổ thượng chỗ hổng. Mà hình nguyên minh hỏa long đánh sâu vào lúc sau tiêu tán, rốt cuộc âm sát ma khí cùng tu luyện giả lực lượng là xung đột tương khắc,
hơn nữa không chịu nổi ma khí nồng hậu. Bất quá, cùng thời gian những người khác công kích thủ đoạn cũng thi triển ra tới. Dương Nghị Vân tạm dừng một bước, hắn híp mắt quan khán mọi người công kích thủ đoạn, cũng vận chuyển càn khôn chi mắt muốn tìm ra chỉ huy này đó ma binh đầu lĩnh tới. Cũng tưởng ở thời điểm này quan sát một chút Phương Tĩnh Thiên công kích thủ đoạn, đối cái này cáo già không quá hiểu biết, sợ hắn ở thời điểm mấu chốt cho chính mình hạ âm tay. Lại thấy Phương Tĩnh Thiên cùng thời gian đối mặt một phương ma binh, toàn thân ngọn lửa đại tác phẩm, đôi tay véo hạ một cái cổ quái pháp quyết, há mồm hộc ra một chữ. Sao? Gần một chữ ra tới, ở trước mặt hắn ma binh giống như là bị cự lực vô hình chung va chạm, một chút bay ngược, cũng ở nháy mắt có mấy chục cái ma binh biến mất, là bị ngạnh sinh sinh nghiền nát. Dương Nghị Vân lại là nghe được Phương Tĩnh Thiên trong miệng thốt ra này một cái âm phù sau, đồng tử co rụt lại, nhịn không được buột miệng thốt ra, chân ngôn. Hắn nhớ rõ thần ma điểu lúc trước dạy hắn ẩn thân đạo thuật chân ngôn cùng Phương Tĩnh Thiên bực này âm phù thực tương tự. Quả đen Phương Tĩnh Thiên thi triển có phải hay không pháp tắc chân ngôn? Dương Nghị Vân lập tức hỏi thần ma điểu. Tiểu tử ngươi hỏi đối lạc, thật là pháp tắc chân ngôn, không nghĩ tới ở tiên giới còn có người hiểu pháp tắc chân ngôn, này cũng không phải là tầm thường tiên nhân có thể tiếp xúc đến đồ vật, xem ra cái này Phương Tĩnh Thiên hoặc là từng có đại cơ duyên, hoặc là sau lưng liền có đại hậu trường, tiểu tử ngươi tiểu tâm phòng bị điểm đi. Thần ma điểu nói thầm nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu. Thần ma điều chính là không nói hắn cũng nhớ kỹ. Bất quá tạm thời là không cần lo lắng Phương Tĩnh Thiên. Nhìn qua Phương Tĩnh Thiên thi triển ra tới pháp tắc chân ngôn lực sát thương rất cường đại, hắn chỉ cần phòng bị về sau, tạm thời thoạt nhìn Phương Tĩnh Thiên thủ đoạn càng là cường đại đối bọn họ chỉnh thể tới nói chính là chuyện tốt. Những người khác như Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Không Nói, Bảo Thuận Quang đều thi triển ra hiện từng người chân chính thủ đoạn. Đinh Hòa Bình là luyện đan sư, hắn công kích thủ đoạn trọng điểm là ngọn lửa, hơn nữa so tầm thường tiên nhân ngọn lửa cường đại, nhìn Hoàng Trung mang bạch, hẳn là cũng là nào đó dị hỏa, tuy rằng so ra kém hắn Thanh Liên tiên hỏa, nhưng cũng cảm thấy độ ấm rất cao. Đinh Hòa Bình đem ngọn lửa vận dụng tới rồi một cái lô hỏa thuần thanh nông nỗi, đôi tay múa may chi gian đều có thể hóa thành từng điều hỏa xà tứ tán đi ra ngoài, mỗi một kích hiệu quả lộ rõ. Biên Long thao tác một đầu con rối thú, như là một con lang yêu. Toàn thân đều là ngọn lửa rất là hung mãnh, thường thường một ngụm đi xuống là có thể làm một cái đại ma hồn tan thành mây khói. Siêu Không Nói trong tay phù chú tựa hồ vĩnh viễn sử dụng không xong giống nhau, một lá bùa đi ra ngoài là có thể định trụ một cái hoặc là nhiều đại ma hồn, ngay sau đó lại ra tay một lá bùa đại ma hồn là có thể ở trong ngọn lửa hóa thành cho tẫn. Bảo Thuận chỉ là trận pháp sư phụ đứng ở tiền tam giả phía sau, trong tay xuất hiện một cây kim sắc trận pháp cờ xí, vũ động trận kỳ là có thể cho đại gia cung cấp phòng ngự. Phòng ngừa có đại ma hồn quấy nhiễu. Luyện tạo tiên minh này bốn cái đại sư, nhìn qua đích xác không hổ là đại sư chi danh, lẫn nhau phối hợp dưới công kích cường đại có thể nói thiên y vô phùng. Đến nỗi Tuyết Hương còn lại là theo sát ở hắn bên người, kỳ thật Dương Nghị Vân biết Tuyết Hương là tưởng bảo hộ hắn. Đối nha đầu này hiện tại là càng ngày càng thích. Bất quá nói trở về, tạm thời nhìn qua cũng không cần Tuyết Hương ra tay, đại gia thủ đoạn đủ để ứng đối trước mắt này đó đại ma hồn. Ngay cả tam phương thế lực trung đại La thị vệ cũng đều phát huy ra thực lực của chính mình. Nhìn qua chỉ cần tìm được thích hợp phương pháp là có thể ứng đối. Dương Nghị Vân còn lại là trong lòng vẫn luôn nghĩ tìm ra chỉ huy này đó đại ma hồn mỗ phía sau lãnh ma hồn tới, như thế mới có thể nhất lao vĩnh giật, nếu không nhìn qua có cuồn cuộn không ngừng ma hồn tới rồi, thời gian dài bọn họ đều sẽ bị háo chết. Chẳng qua làm Dương Nghị Vân buồn bực chính là nhất nhất vòng quan sát xuống dưới trước sau không có gì phát hiện. Thực hiển nhiên giấu ở này đó đại ma hồn sau lưng ma hồn đầu lĩnh là cái có trí tuệ tồn tại, sẽ không dễ dàng làm hắn phát hiện. Nhưng Dương Nghị Vân cũng không có sốt ruột, hắn biết có ý thức trí tuệ ma hồn đầu lĩnh là sẽ không dễ dàng làm hắn phát hiện, bất quá hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, đối phương tổng phải có lộ ra dấu vết thời điểm. Tỷ như dựa theo hiện tại cái này tình huống, Đinh Hòa Bình đám người chém giết đi xuống, chết đại ma hồn nhiều đối phương tổng hội sốt ruột. Hắn cũng không tin tà. Thời gian ở chém giết giữa dòng thất, đại ma hồn tạo thành ma binh phương trận bị mọi người công kích tiêu hao rất nhiều, nhìn tựa hồ chiếm cứ phía trên. Nhưng một vấn đề cũng xuất hiện. Đó chính là, Dương Nghị Vân phát hiện mọi người như cũng bị nhốt ở ma binh phương trận trong vòng, căn bản liền không có di động quá. Đích xác mọi người công kích thủ đoạn không yếu, thường thường cũng có thể phá vỡ ma binh phương trận, đánh ra chỗ hổng. Chính là lại sẽ tại hạ một khắc lập tức liền sẽ bổ sung tiến vào cuồn cuộn không ngừng ma binh bổ thượng chỗ hổng,
dẫn tới kết quả là thời gian trôi qua thật lâu, nhưng đại gia như cũ tại chỗ đạp bộ. Dương Nghị Vân biết như vậy đi xuống không được, mọi người chung quy sẽ bị sống sờ sờ háo chết. Bởi vì đại gia công kích thời điểm như cũ này đây tiên hồn cùng tiên hỏa là chủ, cứ việc công kích thủ đoạn cường đại, nhưng tự chọn không được đại ma hồn số lượng nhiều. Tựa hồ toàn bộ trong thành tất cả đều là này đó ma hồn. Vẫn luôn đang không ngừng hướng tiến vào bổ sung. Như thế đi xuống liền phiền toái. Bởi vì tiên hồn tiêu hao cùng trong cơ thể thiên nguyên tiêu hao không nhỏ, hơn nữa ở chỗ này hoàn toàn là ma khí thế giới, đại gia căn bản không dám đi hấp thu thiên địa trung tồn tại ma khí, chỉ có thể dựa đan dược đi bổ sung tiên nguyên lực. Không được, nếu là ở như vậy đi xuống không phải biện pháp, nếu muốn biện pháp xoay chuyển cục diện mới được. Mỗi người kỳ thật đều tận lực, nhưng chống đỡ không được này đó đại ma hồn số lượng nhiều, hơn nữa bọn họ tạo thành ma binh phương trận đều không phải là bài trí. Có rất mạnh phòng ngự năng lực, cùng tập thể công kích lực lượng. Đây cũng là đánh lâu như vậy, mọi người cũng không có lao ra ma binh phương trận nguyên nhân. Dương Nghị Vân nghĩ không được, hắn cùng Tuyết Hương cũng muốn gia nhập chiến đấu, tuy rằng biết bọn họ gia nhập chiến đấu không nhất định có thể đột phá ma binh phương trận, nhưng luôn là như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Vẫn là phải thử một chút mới được, đến nay mới thôi dù sao cũng không có tìm được sau lưng che giấu đầu lĩnh. Tuyết Hương chuẩn bị ra tay đi, muốn đua một phen Dương Nghị Vân cấp Tuyết Hương chào hỏi. Ân Tuyết Hương gật đầu. Liền ở hai người dứt lời hết sức, đột nhiên giữa sân xuất hiện xôn xao. Hoặc là nói là ma binh phương trận xuất hiện xôn xao. Gì tựa hồ có ngoại viện a? Lúc này ngồi xổm trên vai vẫn luôn ở giả chết ngủ gật thần ma điểu nói chuyện. Ngay sau đó suốt ầm vang tiếng vang thanh nã pháo giống nhau vang lên. Bốn phía ngân quang đại tác phẩm. Giống như là phương đông mặt trời mọc dâng lên giống nhau ngân quang, càng ngày càng sáng. Sao lại thế này, Dương Nghị Vân cũng buồn bực lúc này ma binh phương trận bốn phía như thế nào sẽ có ngân quang xuất hiện. Đến nỗi thần ma điểu theo như lời ngoại viện, hắn không hề nghĩ ngợi, bởi vì tiến vào nơi này chỉ có luyện tạo tiên minh, ma đan điện cùng mây lửa các tam phương, căn bản liền không có những người khác, thậm chí còn Dương Nghị Vân ẩn ẩn lo lắng có phải hay không này đó ma binh có tiếp viện. Nếu thật là như vậy đã có thể không xong tột đỉnh. Chờ xem chính là, có lẽ đối với người tiểu tử tới nói không phải chuyện xấu. Thần ma điểu tựa hồ nhìn ra cái gì, chẳng qua cùng Dương Nghị Vân mua cái nút. Giống giống giống. Liền tại đây khoảnh khắc công phu ma binh phương trận phía sau vang lên từng tiếng giống giận hoặc là nói tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo Dương Nghị Vân có nghe được một tiếng to lớn vang dội tiếng động nói, mũi tên nhọn trận, hướng. Hướng. Cả ngày gào giống vang lên. Giờ phút này Dương Nghị Vân nghe được ở ma binh phương trận phía sau có thiên quân vạn mã giống nhau. Giống như còn thật bị thần ma điều cấp nói đúng. Có viện quân không thành. Nhưng là... Viện quân? Sao có thể? Bất quá xem tình huống, giờ phút này thật là ma binh phương trận phía sau có xôn xao, giống như bị một khác cổ thế lực cấp tập kích. Dương Nghị Vân nghi hoặc, tất cả mọi người nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Dù sao lúc này ma binh phương trận trận hình rối loạn lên. Dương Nghị Vân vừa thấy cơ hội khó được, mặc kệ là địch là bạn giờ phút này phải bắt được cơ hội, nhất cử phá tan cái này ma binh phương trận. Phá trận liền không có cái gì uy hát iota. Tức khắc hét lớn một tiếng, đại gia tập trung một phương hướng cùng bên ngoài nội ứng ngoại hợp xung phong liều chết. Ninh Hòa Bình đám người vốn dĩ cũng nghi hoặc, bất quá nghe được Dương Nghị Vân kêu gọi lúc sau, tinh thần đại tác phẩm. Còn tưởng rằng bên ngoài là Dương Nghị Vân suy nghĩ biện pháp gì chuyển đến viện quân, dù sao hướng về bên ngoài xung phong liều chết chính là. Mọi người hợp lực ở bên nhau chém giết, mà binh phương trận ở bên trong ngoại giáp công trạng thái hạ, thực mau chỗ hổng xuất hiện, hơn nữa càng lúc càng lớn. Cùng nhau chém giết xông ra ngoài. Bên ngoài ngân quang đại tác phẩm, giống tiếng giết không ngừng, toàn bộ ma binh phương trận bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Dương Nghị Vân cầm trong tay đồ long kiếm tả hữu đi theo Tuyết Hương cùng Đinh Hòa Bình một hơi giết đến thấp. Rốt cuộc ra tới, cũng thấy được bên ngoài tình huống. Ở hắn trong tầm mắt, xuất hiện ước có ngàn người đội ngũ, thực rõ ràng cùng này đó đại ma hồn bất đồng, mỗi một cái chợt vừa thấy đều là tiên nhân, thân xuyên ngân bạch khôi giáp, cầm trong tay thuần một sắc lợi kiếm, tạo hình cùng lợi kiếm Dương Nghị Vân nhìn có chút quen thuộc, cực kỳ giống là thời Xuân Thu tạo hình. Bất quá hắn đồng thời cũng cảm thụ nùng liệt cực âm chi khí, hơn 1000 đội ngũ hội tụ ở bên nhau, sắp hàng thành trận hình chính là một chi mũi tên nhọn hình thái. Có tiên khí phát ra, nhưng lại thua âm. Này!
là quỷ tiên. Đinh Hòa Bình trước tiên nhận ra phía trước giúp bọn hắn giải vây chi đội ngũ này. Dương Nghị Vân cũng kinh ngạc, không nghĩ tới ở cái này địa phương thế nhưng có thể xuất hiện một con hơn 1.000 người quỷ tiên đội ngũ. Ở tiên giới quỷ tiên tự nhiên có chi, nhưng lại rất thần bí, rất ít sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới giờ phút này ở chỗ này có thể xuất hiện suốt một chi hơn 1.000 người quỷ tiên đội ngũ. Nhìn qua này chi hơn 1.000 đội ngũ quỷ tiên huấn luyện có tố, hơn nữa chiến trận cũng là thuần thục vô cùng, khép mở chi gian hơn 1.000 người chính là một chi mũi tên nhọn. Bực này tình huống chỉ có thể thuyết minh, này chỉ đội ngũ đều là kinh nghiệm xa trường lão tốt, cũng thuyết minh bọn họ đầu lĩnh là một vị mưu đem. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân thấy được làm hắn đều vì này tim đập một màn, chỉ thấy này chỉ quỷ tiên đội ngũ, nơi đi qua cư nhiên ở hấp thu này đó ma binh. Liên tính là bọn họ cũng đều không dám dễ dàng đi hấp thu này đó ma khí lực lượng, huống chi là đi hấp thu luyện hóa này đó ma binh. Nhưng hắn chính mắt dưới, thật là thấy được này đó quỷ tiên đội ngũ ở hấp thu cắn nuốt này đó ma binh. Đảo mắt tưởng tượng tựa hồ cũng có thể lý giải. Đệ nhất ma binh cùng này đó quỷ tiên nói đến cùng đều là âm thuộc linh thể, có thể đồng hóa. Đệ nhị đây là tiên giới, tu luyện giới xuất hiện bất luận cái gì tu luyện bí pháp thiên biến vạn hóa, không chừng này đó quỷ tiên hấp thu cắn nuốt này đó ma binh có biện pháp hóa giải ma binh lực lượng lệ khí cuối cùng đem chi lực lượng hóa thành mình dùng. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, những lời này ở tu luyện giới càng có thể thể hiện. Cho nên quỷ tiên đội ngũ hấp thu cắn nuốt này đó ma binh lực lượng thực bình thường. Duy nhất không bình thường một chút là, Dương Nghị Vân không nghĩ tới này đó quỷ tiên lợi hại, cư nhiên dám đi hấp thu cắn nuốt ma binh, phải biết rằng này nhưng đều là đại ma hồn cấp bậc thượng cổ ma hồn. Tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng lại là thượng cổ ma hồn, cũng không phải là giống nhau ma hồn. Cố tình ở này đó quỷ tu thủ hạ giống như là tế phẩm giống nhau bị cắn nuốt. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đồng tử lần thứ hai co rút lại. Hắn cư nhiên thấy được này chi hơn 1.000 số lượng quỷ tu đội ngũ tất cả đều là kim tiên tu vi cấp bậc. Hơn nữa, có một chút làm hắn trái tim kinh hoàng lên. Bởi vì hắn từ chi đội ngũ này trên người cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Hoặc là nói quen thuộc tu luyện công pháp hơi thở. Cư nhiên là phong đô quyết công pháp hơi thở. Trong nháy mắt thật lớn ma binh phương trận hoàn toàn tán loạn. Tuyệt đại bộ phận bị quỷ tu đội ngũ cắn nuốt hấp thu, dư lại tứ tán mà chạy. Giữa sân thanh tĩnh, Dương Nghị Vân một phương mang theo người cùng quỷ tu đội ngũ đều dừng lại, cách xa nhau 20-30 mễ đối lập. Ngay sau đó đều nhịp thanh âm vang lên. Rầm, mọi người bao gồm Dương Nghị Vân chính mình đều không có nghĩ đến một màn xuất hiện. Lại thấy hơn 1.000 quỷ tiên đội ngũ rầm một chút quỳ một gối xuống đất. Ngay sau đó một cái tiếng bước chân nhớ tới, lại là một người tướng quân giống nhau người từ đội ngũ chung đi ra, đầu đội khôi giáp thấy không rõ bộ mặt. Nhưng Dương Nghị Vân đám người lại là cảm thụ cái này quỷ tiên tướng quân thực lực hơi thở có đại la đỉnh. Đi gặp trong tay hắn dẫn theo một người, hoặc là nói một cái mạo hắc khí ma hồn người. Chờ tới rồi phía trước lúc sau, bỗng nhiên đem trong tay ma hồn người ném ở địa phương, thân xuyên màu bạc khôi giáp quỷ tiên vẫn luôn đi hướng Dương Nghị Vân trước người 3 mét, lúc này mới dừng lại, chậm rãi đem trên đầu khôi giáp gỡ xuống, mang theo kích động tiếng động đơn dưới gối quỷ gối khẩu hô, mông điểm bái kiến ân chủ. Bái kiến ân chủ. Phía sau hơn 1.000 quỷ tiên đi theo cùng kêu lên hò hét. Dương Nghị Vân cả người đại chấn chừng lớn mắt lớn lên miệng, nhìn quỳ gối ở chính mình trước mặt quỷ tiên, thực sự phi thường giật mình. Ngươi là Mông Điềm, nửa hướng lúc sau Dương Nghị Vân nói chuyện. Ân chủ đúng là mặt tướng. Mông Điềm tuy rằng là quỷ tiên, nhưng như cũ vẫn duy trì tướng lãnh thói quen, tự xưng mặt tướng. Dương Nghị Vân nhìn Mông Điềm cùng hắn phía sau hơn 1.000 quỷ tiên binh tướng. Thật sự là hư than. Năm đó hắn ở quê hương Thủy Hoàng Lăng Đại Tần Thành cùng Mông Điềm lần đầu tiên gặp mặt, trước khi đi thời điểm ma xui quỷ khiến cho hắn một bộ quỷ tu công pháp phong đô quyết bổn ý kỳ thật cũng coi như là kết cái thiện duyên. Về phương diện khác là hắn nhìn ra Mông Điềm dẫn theo binh lính đều trở thành tới linh thể, là nhất thích hợp tu luyện quỷ nói sinh linh, không nghĩ bạch bạch lãng phí bọn họ thiên phú. Lần thứ hai trở về thời điểm, cũng như cũng đi thần mộ viên nơi Đại Tần Thành. Nhưng không có tái kiến Mông Điềm, lúc ấy còn ở Sơn Hải giới cùng tu chân giới trước sau cố ý hỏi thăm quá, có phải hay không Mông Điềm mang theo hắn binh tiến vào Sơn Hải giới sẽ là tu giả giới. Chỉ có thể không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Như thấy tính lên năm đó từ biệt cũng có hơn 2.000 năm. Không nghĩ tới hôm nay sẽ cùng Mông Điềm ở tiên giới tiên đan thành ngầm bực này âm dương nghịch chuyển không gian gặp nhau.
hơn nữa lại lần nữa gặp mặt Mông Điềm liền giúp hắn giải vây. Dương Nghị Vân cảm khái thế gian việc thật đúng là một mổ một uống tự do định số. Loại cái gì nhân, đến cái gì quả. Năm đó ban cho Mông Điềm một bước quỷ tu công pháp, hiện giờ lại có thể cho hắn giải vây. Trước mắt đại ma hồn diệt diệt tán tán, giữa sân cũng thanh tĩnh, Dương Nghị Vân ngây người lúc sau đem Mông Điềm nâng lên nói, Mông tướng quân mau đứng lên đi, năm đó từ biệt hơn 2000 năm qua đi, ngươi như thế nào tới rồi nơi này. Mông Điềm cùng phía sau binh tướng tất cả đều đứng dậy sau, lúc này mới nói, còn may mà ân chủ năm đó ban cho chúng ta tu luyện công pháp. Ở Đại Tần Thành tu luyện mấy trăm năm sau ta mang theo các tướng sĩ từ Ly Cung tiến vào Sơn Hải giới, chẳng qua không có tìm được ân chủ, chúng ta là quỷ tu trời sinh rất đúng âm nơi mẫn cảm, ở Sơn Hải giới tìm kiếm một chỗ cực âm lúc sau, kết quả lại không nghĩ rằng một chút tiến vào tu chân giới. Lại sau lại chúng ta ở tu giả giới quá thượng trốn đông trốn tây nhật tử, lại là tồn tại với hoang dã âm u nơi, căn bản là không dám tiến vào tu chân giới nhân tộc phồn hoa thế giới. Bởi vì đối với người tu chân tới nói chúng ta là tu luyện lô đỉnh. Ở hoang dã nơi có càng vì đáng sợ sinh linh tồn tại, chúng ta mỗi ngày đều ở chiến đấu đều ở tu luyện. Bên người mang theo 3000 sẽ là cũng chỉ dư lại 1000 có thừa. Bất quá lại một đám tu luyện độ kiếp thành công, mỗi lấy thiên chúng ta đánh bậy đánh bạ tiến vào một chỗ ngầm cổ tích chung, kết quả lại là phát hiện tồn tại cổ xưa trận pháp, chúng ta tất cả mọi người bị cuốn tịch tiến vào không gian đường hầm bên trong. Tại nơi đây tỉnh lại sau liền phát hiện tới rồi này tòa ma thành bên trong, từ nay về sau mỗi ngày đều ở cùng trong thành ma hồn chém giết chiến đấu, cũng may chúng ta sở tu công pháp có thể đối với này đó ma hồn khắc chế, ở chém giết chung cắn nuốt bọn họ không ngừng trưởng thành đến nay. Ngày gần đây ở nội thành chung phát hiện nhân tộc hơi thở, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải ân chủ năm đó ban công tri ân, Mông Điềm vĩnh sinh khó quên, tu luyện từng ấy năm tới nay Mông Điềm cũng là hiểu được tu luyện chi đạo cần có truyền thừa. Năm đó ân chủ ban công pháp, Mông Điềm vì một giới nho nhỏ âm linh không hiểu trong đó tri ân trọng đại. Hiện giờ lại là minh bạch đây là ân chủ ban thưởng 8 ngày cơ duyên, đương bái ân chủ vi sư, Mông Điềm với hơn 1000 huynh đệ ở tu luyện thế giới đương có truyền thừa sư phụ. Hôm nay có thể được thấy ân chủ, Mông Điềm cho rằng đây là trời cao an bài, khẩn cầu ân chủ hứa Mông Điềm xuất chúng tướng sĩ vào được ân chủ môn hạ, nếu không ta chờ đó là cô hồn dã quỷ. Đương Mông Điềm nói xong. Lại lần nữa quỳ gối, phía sau hơn 1000 tướng sĩ cũng đi theo quỳ gối phát ra rung trời tiếng động, khẩn cầu ân chủ làm ta trở vào được ân chủ môn hạ. Đinh tai nhức óc tiếng động kém toàn bộ đại điện quảng trường. Mông Điềm mang theo hơn 1000 quỷ tiên binh tướng lần thứ 2 quỳ gối. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, nhìn Mông Điềm cùng hơn 1000 binh tướng, trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Nghe Mông Điềm ý tứ, bọn họ năm đó thật là tiến vào Sơn Hải giới cùng tu chân giới. Hơn nữa đi tìm quá chính mình, nhưng lại bởi vì quỷ tu đặc thù thể chất, bọn họ thường thường hành tẩu địa phương đều là đặc thù cực âm nơi, đây là trời sinh thuộc tính tương hút. Lại sau lại vào nhầm nào đó cổ tích bị quấn vào không gian lốc xoáy, trực tiếp xuất hiện ở này tòa Thượng Hải Chi trong thành, nghe Mông Điềm ý tứ bọn họ đến bây giờ cũng không biết bọn họ đã tiến vào tiên giới, hơn nữa trở thành tu vi không yếu quỷ tiên. Đương nhiên này cùng bọn họ vẫn luôn vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Mặc kệ là ở Sơn Hải giới vẫn là tu chân giới, thậm chí tới rồi cái này tiên giới ma tộc chi thành, bọn họ liền không như thế nào tiếp xúc quá ngoại giới, tự nhiên đối chính mình tu luyện tình huống từ không hiểu biết. Bất quá có một chút Mông Điềm nhưng thật ra biết rõ ràng, tu luyện phong đô quyết sau, trở thành quỷ tu, lại là hiểu được tu luyện chi đạo là cần phải có sư môn truyền thừa. Cho nên giờ khắc này Mông Điềm đến chính mình năm đó ban cho tu luyện công pháp, hắn nội tâm đã sớm đương chính mình là truyền công sư phụ. Hôm nay cơ duyên dưới gặp lại, mở miệng bái sư. Về phương diện khác cũng là số lượng ngàn tướng sĩ suy xét, ở bọn họ nghĩ đến tu luyện chi đạo không có sư môn truyền thừa, chính là cô hồn dã quỷ. Bọn họ sinh thời là thủy hoàng đế binh, sau khi chết bảo hộ đại tần hoàng lăng, nhưng lại là nhất giai âm linh, không có thủy hoàng tồn tại, bọn họ chính là cô hồn dã quỷ, đụng tới Dương Nghị Vân ban cho tu luyện công pháp, đi lên quỷ tu chi đạo, cũng có thể nói là đạt được tân sinh. Hiểu được tu luyện chi đạo có truyền thừa đạo lý, vẫn luôn ở âm u nơi lưu lạc, lại lần nữa đụng tới Dương Nghị Vân lúc sau, có thể tưởng tượng bọn họ nội tâm kích động, tương đương là tìm được rồi căn nguyên, nếu Dương Nghị Vân không tiếp thu bọn họ như cũ là cô hồn dã quỷ. Thế gian việc, quả thực âm dương tuần hoàn, có nhân quả tồn tại. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới hắn năm đó tùy tay cho Mông Điềm một bộ phong đô quyết, hôm nay không chỉ có giúp hắn giải vây,
hiện tại còn có thể được đến mông điểm cùng tiến lên quỷ tiên nguyện trung thành. Thu không thu? Đương nhiên muốn thu. Đây là thuộc về mông điểm cùng hơn 1.000 quỷ tiên nhân quả, cũng là thuộc về hắn Dương Nghị Vân nhân quả. Hơn 1.000 kim tiên cấp bậc quỷ tiên binh lính, đại la cấp bậc cầm binh tướng lãnh, ngốc tử mới không thu. Huống chi đối mông điểm vị này danh tướng hãn tướng Dương mẫu nhân chính là từ nhỏ liền sùng bái. Lại nói nhưng đều là người địa cầu. Tầng này quan hệ chính là thực thân thiết, còn có một cái trọng điểm là, mông điểm chính là bảo hộ đại tần hoàng lăng người, càng là thủy hoàng đế binh, cùng thần mộ viên chi gian có không thể cắt quan hệ. Dương Nghị Vân cảm thấy vận mệnh chú định ngày sau mông điểm sẽ ở thần mộ viên việc thượng giúp đỡ chính mình đại ân. Trong đó có rất nhiều sự tình, Dương Nghị Vân tạm thời tưởng không rõ, nhưng hắn cảm giác rất cường liệt. Nhìn quỳ gối ở chính mình trước mặt mông điểm, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, ta cả đời chịu quá ba cái đồ đệ, cùng ngươi chi gian có thể nói là duyên phận hai chữ, cũng thế, hôm nay ta Dương Nghị Vân liền thu ngươi mông điểm vì đệ tứ đệ tử. Đến nỗi người phía sau tướng sĩ chính mình mang đi, bọn họ đi theo người truyền thừa ta Vân Môn môn tường. Mông điểm rốt cuộc nghe được chính mình muốn nghe nói, chờ đợi hơn 2.000 năm nguyện vọng thực hiện, kích động vô cùng đối với Dương Nghị Vân tam bái, lớn tiếng kêu gọi, đệ tử mông điểm bái kiến ân sư. Ngay sau đó đối với phía sau hô to, chúng tướng sĩ nghe lệnh, thăm viếng ân chủ. Hơn 2.000 năm trước gieo nhân, rốt cuộc hiểu biết quả. Đứng lên đi. Dương Nghị Vân phất tay làm mông điểm đứng dậy. Lúc sau là Đinh Hòa Bình đám người tiến lên chúc mừng Dương Nghị Vân được đến giai đồ. Tuy rằng mọi người đều không rõ ràng lắm cái này lợi hại quỷ tiên cùng Dương Nghị Vân là chuyện như thế nào, nhưng lại nhìn ra được tới, hai người chi gian đã sớm nhận thức. Hiện giờ mang theo hơn 1.000 quỷ tiên bái Dương Nghị Vân vi sư, này hiển nhiên đối đại gia kế tiếp tại đây tòa ma thành hành tẩu là có trợ giúp lớn. Chỉ có Phương Tĩnh Thiên cùng Hình Nguyên Minh nhìn Dương Nghị Vân thời điểm là vẻ mặt phức tạp, càng thêm nhìn không thấu Dương Nghị Vân. Ai có thể nghĩ đến Dương Nghị Vân ở tiên đan thành này tòa ma thành đều có thể có nhận thức quỷ tiên. Dù sao trong lòng dập tắt rất nhiều không tốt ý niệm. Dương Nghị Vân đối với mông điểm có thể ở tiên đan thành dưới nền đất này tòa ma thành, kỳ thật cũng có nghi hoặc, nhưng nhớ rõ thần ma điểu nói qua, đây là âm dương nghịch chuyển không gian, ma thành có không gian thông đạo tồn tại. Hơn nữa âm dương nghịch chuyển, bản thân cũng đã thoát ly tiên giới phạm vi, mông điểm bọn họ có thể tiến vào kỳ thật cũng không tính kỳ quái, rốt cuộc nơi này là tiên giới, xuất hiện bất luận cái gì kỳ quái việc đều có khả năng. Thủ hạ mông điểm vì cái thứ tư đệ tử, Dương Nghị Vân tâm tình rất tốt. Gần nhất hai người đều là người địa cầu, mà đến mông điểm tiềm lực thật lớn a. Hiện tại đã là đại la đại viên mãn cấp bậc quỷ tiên, ngày sau thành tựu không thể hạn lượng. Nói nữa. Hắn vẫn là đại tần quân thần, thủ hạ đi theo 1.000 hào kim tiên cấp bậc quỷ tiên tướng sĩ, cổ lực lượng này thả ra đi, cũng không phải tiểu thế lực. Hơn nữa quỷ tiên bởi vì độc đáo tu luyện cùng thể chất, có rất nhiều thuộc về quỷ nói thiên phú, bực này thiên phú là theo tu luyện tu vi đề cao mà sinh ra đã có sẵn, thực thần bí cũng rất cường đại. Dương Nghị Vân nhớ rõ năm đó lão nhân nói qua quỷ tiên chi đạo, hiện tại tiên giới có quỷ tiên, nhưng lại là một cái đặc thù quần thể. Không nói lâu dài, trước mắt chỉ cần có mông điểm mang theo hắn đội ngũ ở, tại đây tòa ma thành là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thu đồ đệ xong, ôn chuyện kết thúc, Dương Nghị Vân bắt đầu hướng mông điểm dò hỏi chính sự nhi. Mở miệng hỏi, mông điểm các ngươi tại như vậy lại nói tiếp có hơn 1.000 năm đi. Hồi bẩm sư tôn kỳ thật nơi này không gian hẳn là cùng bên ngoài khác nhau rất lớn, chuẩn xác mà nói chúng ta ở chỗ này đã có 3.000 nhiều năm. Mông điểm đáp lại nói. 3.000 nhiều năm, ý của ngươi là nói, nơi này thời gian so bên ngoài muốn mau. Dương Nghị Vân kinh ngạc. Đúng vậy, kỳ thật chúng ta ở chỗ này sau cũng đụng tới quá tiến vào một ít người, dựa theo bọn họ cách nói, nơi này thời gian là ngoại giới gấp 3, cho nên tính lên chúng ta ở chỗ này đã tu luyện có 3.000 nhiều năm lâu. Mông điểm nói. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu bình thường trở lại, nơi này là âm dương nghịch chuyển thế giới, đích xác có khả năng. Các ngươi ở chỗ này đều gặp qua một ít người nào, có hay không một cái kêu Lạc Dương nữ tử? Dương Nghị Vân nói xong ý bảo Đinh Hòa Bình cấp mông điểm quan khán Lạc Dương hình ảnh. Đinh Hòa Bình vội vàng ngưng tụ ra một bộ Lạc Dương bức họa cấp mông điểm quan khán. Mông điểm nhìn kỹ trong chốc lát lắc đầu nói, chưa từng gặp qua. Ngươi xác định sao? Đinh Hòa Bình truy vấn một tiếng. Mông điểm thực khẳng định gật đầu nói, xác định, kỳ thật nhiều năm như vậy, chúng ta gặp qua người tổng cộng liền 3 cái. Đều là nam nhân,
hơn nữa là muốn nhận chúng ta người, cuối cùng bị chúng ta cấp giết, không có gặp qua nữ nhân, ngày thường chúng ta chiến đấu đều là này tòa ma thành ma hồn, đánh với chém giết, rất ít cùng những người khác đã giao thủ. Dương Nghị Vân mở miệng nói, hảo, vấn đề này qua, như vậy ngươi đối này tòa ma thành hiểu biết nhiều ít, cho chúng ta nói nói, lần này chúng ta tiến vào nơi này chủ yếu là muốn tìm kiếm nữ tử này. Mông Điềm nghe xong gật đầu nói, sư tôn kỳ thật ngữ khí nói nơi này là một tòa ma thành, còn không bằng nói là một phương thế giới, diện tích rất lớn, những năm gần đây chúng ta cũng chính là ở thành trì hoạt động, địa phương khác cũng gần là biết một cái đại khái. Bất quá dựa theo ta cắn nuốt một ít cường đại ma hồn ký ức, này tòa ma thành thế giới đại thể có thể chia làm năm hào phóng vị địa điểm. Chúng ta hiện tại nơi chính là ở thành trì trung ương, ngoài ra tại đây tòa ma thành tứ phương các có một tòa núi lớn, mà nơi đây trung ương mảnh đất có một tòa ma điện, tựa hồ là nơi này trung tâm, hơn nữa ngũ phương vòng cổ lên hình như là một tòa đại trận. Bốn tòa núi lớn tuy rằng chúng ta không đi qua, nhưng nghĩ đến cũng không có gì ma hồn tồn tại, ngược lại là nơi này có rất lớn vấn đề. Chúng ta mỗi cách ngàn năm ma thành trung ương nhất vị trí liền sẽ phát ra từng đợt cường đại ma khí, phi thường đáng sợ. Kia chờ thời điểm rất nhiều ma hồn đều sẽ điên rồi giống nhau nhằm phía trung ương mảnh đất, những năm gần đây, ta tổng cảm giác cái này ma thành lớn nhỏ ma hồn đều ở biến thiếu. Mấy ngàn năm trước chúng ta vừa tới thời điểm, toàn bộ ma trong thành liền tính là mảnh đất giáp danh đều có mấy chục thượng trăm vạn ma hồn tồn tại, nhưng là mỗi cách 900 năm một lần điên cuồng hội tụ hướng trung ương mảnh đất sau. Liền sẽ thiếu đại lượng ma hồn. Đệ tử hoài nghi này tòa ma thành trung ương mảnh đất có cái gì cường đại ma đầu tồn tại, hơn nữa ở mỗi cách 900 năm liền sẽ cắn nuốt một lần trong thành ma hồn. Nga đúng rồi, chúng ta hiện tại nơi địa phương, xem như ma thành ma điện bên ngoài, từ nơi này xuyên qua 9 đại ma cung, là có thể đến trung ương nhất ma điện. Ý của ngươi là, trung ương ma điện có vấn đề, Dương Nghị Vân trầm ngâm nói. Mông Điềm mở miệng nói, ân. Này đó cũng là đệ tử cắn nuốt một ít ma hồn lúc sau được đến mảnh nhỏ tin tức, trên thực tế ở chỗ này ma hồn, đối trung ương ma điện là có sợ hãi, hơn nữa bọn họ ý thức cũng không cường đại, đều là sau khi chết ở thời gian dài sau sinh ra một ít bản năng ý thức, cũng không phải thực toàn diện. Ở ma hồn tiềm thức lực, đối trung ương ma điện là có sợ hãi, bất quá mỗi cách 900 năm ma điện tựa hồ có cái gì triệu hoán, ma hồn căn bản là phản kháng không được, dù sao thực cổ quái. Nếu sư tôn người muốn tìm thật sự tiến vào nơi này nói, rất lớn khả năng chỉ biết có hai loại. Đệ nhất là đã sớm đã chết, đệ nhị còn lại là khả năng đi trung ương ma điện, đệ tử kiến nghị đi trung ương ma điện nhìn xem, nhưng nơi đó tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Chờ Mông Điềm nói xong, Dương Nghị Vân Đinh Hòa Bình nói, hơi thở Linh Châu chỉ dẫn phương hướng ở cái kia phương hướng. Đinh Hòa Bình cười khổ một chút nói, khả năng liền ở Mông Điềm lời nói ma điện phương hướng. Lạc Dương tu vi dựa theo Đinh Hòa Bình sở giảng chính là tiên quân trình tự, Dương Nghị Vân hiện tại cảm thấy, 89 phần 10 Lạc Dương thật là đi trung ương ma điện phương hướng. Nhưng dựa theo Mông Điềm cung cấp tin tức, muốn đi trung ương ma điện muốn xuyên qua 9 đại cung điện, hơn nữa mỗi cách 900 năm liền sẽ lại một lần ma hồn điên cuồng đi trước trung ương ma điện bùng nổ, rất có khả năng trung ương ma điện tồn tại phi thường cường đại ma đầu. Muốn đi sao? Đi nói, vô cùng nguy hiểm. Vô cùng có khả năng là cửu tử nhất sinh. Ngẫm lại tưởng tượng, mọi người đụng tới hai bát ma hồn đều làm đại gia luống cuống tay chân, huống chi lại hướng chỗ sâu trong mà đi, không chừng sẽ đụng tới càng cường đại ma hồn. Nhưng là không đi thôi, đã trải qua nhiều như vậy trắc trở, chẳng lẽ hiện tại từ bỏ. Dương Nghị Vân cũng có chút do dự. Bất quá ngay sau đó hắn ánh mắt liền kiên định lên, tuyệt đối tiếp tục đi xuống đi. Đây cũng là đối hắn rèn luyện. Tu luyện chi đạo lão nhân nói qua không thể xuất hiện ý chí không kiên định, nếu không sẽ dao động đạo tâm tâm cảnh. Hơn nữa Lạc Dương là nhị sư huynh sao trời tử đệ tử, hắn cái này tiểu sư thúc nếu là từ bỏ, ngày sau cũng không mặt mũi thấy nhị sư huynh. Không thể đụng vào đến nguy hiểm hoặc là nói nghe được nguy hiểm liền dao động, lại nói Mông Điềm cũng chỉ là từ ma hồn ký ức mảnh nhỏ chung biết được mà thôi đều không phải là chính hắn đi qua, chính thực sự có không có nguy hiểm còn không nhất định. Lập tức nói. Tiếp tục đi tới. Bất quá giờ phút này lại là một cái không hài hòa thanh âm vang lên nói, từ từ. Dương Nghị Vân quay đầu lại là Phương Tĩnh Thiên mặt âm trầm mở miệng nói chuyện. Phương các chủ chuyện gì? Dương Nghị Vân nhíu mày. Chuyện gì? Ha ha, Phương Tĩnh Thiên cười lạnh, làm nửa ngày các ngươi là đang tìm kiếm các ngươi luyện tạo tiên minh minh chủ Lạc Dương. Lại muốn kéo lên chúng ta đi chôn cùng, Dương Nghị Vân hảo tính kế a.
Ngay từ đầu Phương Tĩnh Thiên đám người căn bản liền không biết Dương Nghị Vân cùng Đinh Hòa Bình chân chính mục đích là tìm kiếm Lạc Dương, còn tưởng rằng là vì tìm kiếm cái gì bảo vật. Đối với Tiên Đan Thành dưới nền đất ma tộc Chi Thành, bọn họ cơ mấy phương thế lực vẫn luôn đều muốn đi dò xét, đi theo một đạo tổ chức thành đoàn thể vào được. Hiện tại nhìn qua Dương Nghị Vân là lợi dụng bọn họ đi tìm luyện tạo tiên minh biến mất như cũ minh chủ Lạc Dương, cái này Phương Tĩnh Thiên không làm hắn cảm giác chính mình bị lừa. Kế tiếp tự nhiên sẽ không theo Dương Nghị Vân về phía trước đi đến. Dương Nghị Vân lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi bọn họ nói chuyện không có lảng tránh Phương Tĩnh Thiên bọn họ, lúc này cái này cáo giả phản ứng lại đây. Bất quá phản ứng lại đây có thể như thế nào? Ngay từ đầu đại gia chỉ là tổ chức thành đoàn thể tiến vào này tòa ma thành, nhưng chưa nói khác. Kế tiếp có đi hay không tùy tiện. Chúng ta tới đây là tìm kiếm Lạc Dương A, cái này không cần thiết hướng các ngươi hội báo đi. Kế tiếp chúng ta tiếp tục đi trước, mục đích địa chính là Trung ương Ma Điện, các ngươi muốn đi hoan nghênh cùng nhau, không đi không ai lôi kéo các ngươi cùng nhau, chúng ta nhưng chưa nói muốn kéo lên các ngươi cùng nhau chôn cùng. Hơn nữa từ lúc bắt đầu là các ngươi chủ động muốn cùng chúng ta đi cùng nhau không phải chúng ta giúp này các ngươi đi. Người Phương Tĩnh Thiên lời này từ đâu mà nói lên? Dương Nghị Vân hỏi lại. Ngươi, ta. Phương Tĩnh Thiên bị Dương Nghị Vân một phen lời nói cấp sặc tới rồi. Đích xác nhân ra ngay từ đầu liền không kéo lên bọn họ, là bọn họ chủ động nói ra cùng nhau, này sẽ đều nói rất rõ ràng, thích đi thì đi. Lời nói không tật xấu a. Phương Tĩnh Thiên vô pháp phản bác. Hiện tại vấn đề là, kế tiếp cùng không cùng Dương Nghị Vân cùng nhau đi trước vấn đề. Chúng ta đi. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phương Tĩnh Thiên mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Giữa sân để lại Phương Tĩnh Thiên cùng Hình Uyên Minh hai bên người, mỗi người tâm tư phức tạp lên. Hình Uyên Minh cũng thế khó xử một chút, lâm vào lưỡng nan, chẳng lẽ không đi theo Dương Nghị Vân cùng nhau đi. Như thế nói chẳng phải là giám đốc như vậy liền chắc chờ tổn thất vài cái đại la thủ hạ đều tổn thất. Nhưng đi theo đi sẽ có nguy hiểm. Không đi theo đi liền sẽ không nguy hiểm sao? Hơn nữa phía trước bị Phương Tĩnh Thiên chơi một chút, Hình Uyên Minh kỳ thật chán ghét Phương Tĩnh Thiên, ngẫm lại sau cắn răng một cái Hình Uyên Minh hô to, Dương đạo hữu chờ một chút, ta lão Hình đi theo một đường. Hình Uyên Minh không ngốc, Dương Nghị Vân bên người cao thủ nhiều như mây, hơn nữa vừa mới thu một cái đại la cấp bậc quỷ tiên cùng hơn 1000 quỷ tiên binh lính, nghĩ đến là có điểm cảm giác an toàn. Ngược lại lưu lại cùng Phương Tĩnh Thiên ở bên nhau, hắn sẽ thực biệt nữ. Nhìn Hình Uyên Minh cũng đuổi theo, Phương Tĩnh Thiên sắc mặt xanh mét xuống dưới. Sư phụ chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh sán mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Theo sau đi, lưu lại nơi này không chừng sẽ có ma hồn lần thứ hai xuất hiện. Phương Tĩnh Thiên mặt âm trầm mở miệng. Đích xác làm hắn lưu lại nơi này cũng là nguy hiểm sự tình, còn không bằng theo sau, nhưng trong lòng hạ quyết tâm. Muốn cùng Dương Nghị Vân đám người bảo trì khoảng cách. Phương Tĩnh Thiên cảm giác lần này là bị Dương Nghị Vân cấp hố, nhưng ngẫm lại cũng không có cách nào, hắn là tự nguyện mà đến người, cũng không phải nhân ra lôi kéo hắn tới. Nói đến cùng vẫn là vì đột phá tự thân tu vi cảnh giới mà đến. Phương Tĩnh Thiên đã tạp ở trung phẩm hỗn nguyên nói tiên ngàn nhiều năm lúc sau, tu vi không hề tiến thêm mảy may, cho nên muốn hết thảy biện pháp muốn tìm kiếm đột phá. Mà Tiên Đan Thành dưới nền đất ma tộc Chi Thành chính là một hy vọng. Bởi vì về ma tộc Chi Thành truyền lưu quá nhiều, bị mai táng thượng cổ ma tộc Chi Thành, há có thể thiếu được thiên tài địa bảo. Hơn nữa người tu ma sử dụng thiên tài địa bảo thường thường càng thêm chú trọng thực lực tu vi tăng lên, cho nên hắn mới đến. Nhưng hiện tại tình trạng là không có biện pháp, không đi theo Dương Nghị Vân bọn họ đi, lưu lại sẽ càng thêm phiền toái. Phía trước Dương Nghị Vân thấy được Hình Uyên Minh cái thứ nhất theo đi lên, mặt sau lại là Phương Tĩnh Thiên ở 50 mét ở ngoài. Đối với bên người Bảo Thuận Quang nói, lão bảo đi đem Hình Uyên Minh mời đi theo. Bảo Thuận Quang sửng sốt nói, chủ nhân ngươi kêu lão cái lão hỗn đản làm gì? Có phía trước cãi nhau Bảo Thuận Quang đối Hình Uyên Minh vẫn là có thành kiến, nhịn không được nói một tiếng. Dương Nghị Vân đôi mắt chừng nói. Hình Uyên Minh lúc này có thể không chút do dự theo kịp đối chúng ta tới nói cũng là một đại trợ lực, kế tiếp chúng ta muốn đi chính là cái không biết nơi, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, có gì đó đồ vật chờ chúng ta, thêm một cái cao thủ đối chúng ta tới nói liền ít đi một phần áp lực. Hơn nữa các ngươi cẩn thận ngẫm lại so sánh với Phương Tĩnh Thiên, Hình Uyên Minh có phải hay không muốn càng tốt giao tiếp, ít nhất không có Phương Tĩnh Thiên cái kia cáo giả tâm nhãn nhiều, bực này nhân tính cách, ngược lại là không tồi.
mặc kệ hắn Hình Nguyên Minh xuất phát từ cái gì nguyên nhân có thể theo kịp đã nói lên đối chúng ta vẫn là có tín nhiệm, cho nên a, kế tiếp làm hắn cùng chúng ta cùng nhau, mới có thể càng có lợi, phải cho hắn tôn trọng, biết sao? Bảo Thuận Quang tuy rằng không thế nào vui, nhưng nghe Dương Nghị Vân nói chuyện vẫn là có đạo lý, gật gật đầu nói, kia. Ta nghe chủ nhân đi đem cái kia lão tiểu tử mời đi theo. Ninh Hòa Bình đám người cũng nghe đến Dương Nghị Vân nói chuyện liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đi theo Dương Nghị Vân bên người Mông Điềm nghe được Bảo Thuận Quang cư nhiên kêu sư tôn Dương Nghị Vân vi chủ nhân, trong lòng liền có chút chấn động, Bảo Thuận Quang tu vi cảnh giới so với hắn còn cao, so sư tôn Dương Nghị Vân cũng cao, cư nhiên là sư tôn người hầu. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, sư tôn quả nhiên không phải người bình thường. Bên kia Hình Nguyên Minh mang theo buồn bực đi theo Dương Nghị Vân đám người phía sau, hắn hiện tại không tin Phương Tĩnh Thiên cũng cùng Dương Nghị Vân đám người không đánh hảo quan hệ, nhưng lại là cố tình muốn đi theo Dương Nghị Vân, có loại trên dưới không được cảm giác. Tốt xấu là Tiên Đan Thành một đại bá chủ chi nhất, đường đường Ma Đan Điện điện chủ, làm hắn đi tìm Dương Nghị Vân nói chuyện cúi đầu làm không được, quá mất mặt. Đúng lúc này Bảo Thuận Quang đã đi tới, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Uy nhà ta chủ nhân cho mời Bảo Thuận Quang không mặn không nhạt nói chuyện. Ân, ngươi nói cái gì? Hình Uyên Minh cho rằng chính mình nghe lầm, Bảo Thuận Quang lão gia hỏa này nói, nhà ta chủ nhân cho mời. Cái này lão Đông Tây khi nào có chủ nhân? Người nào có thể xưng là Bảo Thuận Quang chủ nhân? Phải biết rằng Bảo Thuận Quang chính là trung phẩm đạo cảnh cao thủ A. Hình Uyên Minh mãn đầu óc nghi hoặc, hắn lại là không biết Dương Nghị Vân đã trở thành Bảo Thuận Quang chủ nhân sự tình. Tiến vào nơi này tới nay Dương Nghị Vân ngay từ đầu tưởng điệu thấp, cũng không có làm Bảo Thuận Quang ở trước mặt mọi người kêu hắn chủ nhân. Nhưng hiện tại không sao cả. Bảo Thuận Quang nhìn Hình Uyên Minh nghi hoặc bộ dáng, nhiều ít có chút xấu hổ, bất quá chuyện này cũng không có gì mất mặt, khụ khụ một chút nói, nhà ta chủ nhân đó là Dương Nghị Vân, là hắn thỉnh ngươi qua đi. Nếu không phải Dương Nghị Vân dặn dò thái độ hảo một chút Bảo Thuận Quang mới sẽ không như thế khách khí nói chuyện. Hình Uyên Minh ngây người lúc sau, đột nhiên bộc phát ra một trận ha 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 cười to. Oa ha ha ha, cười lớn Hình Uyên Minh hướng về Dương Nghị Vân đi đến. Hắn cười là bởi vì tâm tình rất tốt, Dương Nghị Vân thỉnh hắn qua đi bực này vì thế cho hắn một cái dưới bậc thang, đã chịu tôn trọng. Cái thứ hai nguyên nhân là Bảo Thuận Quang cái này lão Đông Tây xem như hắn ngang hàng nhân vật, nhưng hiện tại Dương Nghị Vân trở thành Bảo Thuận Quang chủ nhân, này chẳng phải là nói hắn bối phận so Bảo Thuận Quang cao đồng lứa. Hình Uyên Minh há có thể không cao hứng. Chờ Hình Uyên Minh tới rồi Dương Nghị Vân bên người lúc sau, thu hồi trên mặt tươi cười, biểu tình chính thức rất nhiều, hắn hiện tại xem như lĩnh giáo Dương Nghị Vân lợi hại chỗ, trước hết là Đinh Hòa Bình đám người không chút do dự đối tiểu tử này tôn kính, thể hiện hắn ở luyện tạo tiên minh địa vị. Lúc sau là làm Phương Tĩnh Thiên cúi đầu, ở lúc sau xuất hiện tới một người đại la đại viên mãn cấp bậc quỷ tiên dẫn theo hơn 1000 thuần một sắc kim tiên cấp bậc quỷ tiên xuất hiện. Nhân ra hai bên chi gian là quen biết đã lâu, trực tiếp bái sư, thực chấn động. Cuối cùng một cái càng mãnh, Bảo Thuận Quang cái này trung phẩm hỗn nguyên nói tiên cư nhiên đều là Dương Nghị Vân tôi tớ, mấy thứ này thêm lên sau, Dương Nghị Vân ở Hình Uyên Minh trong lòng quả thực liền thành một điều bí ẩn. Càng không nói phía trước Dương Nghị Vân chém giết giả diệp hủy diệt tiên đan lâu sự tích cũng là hỗn động toàn bộ tiên đan thành. Hiện tại hắn cũng không dám ở Dương Nghị Vân trước mặt lỗ mãng. Gần nhất tới rồi này tòa ma thành tiếp theo phải đi lộ có quá nhiều không xác định cùng nguy hiểm, rất nhiều địa phương đều yêu cầu dựa vào Dương Nghị Vân, như thế nào đi ra ngoài cũng không biết, muốn chạy đều tìm không thấy phương pháp. Giờ phút này Dương Nghị Vân làm Bảo Thuận Quang thỉnh hắn, đã phi thường cấp mặt, không thể lại giống như phía trước như vậy kiêu ngạo, nếu không hắn liền tu luyện uổng phí hàng ngàn hàng vạn năm. Bước nhanh đuổi theo Dương Nghị Vân rồi sau đó chính chính quy quy ôm quyền nói. Dương đạo hữu không biết kêu ta lão Hình lại đây có cùng phân phó. Dương Nghị Vân dừng lại nhìn Hình Uyên Minh thúc mục biểu tình trong lòng muốn cười, nhưng cũng cảm khái vẫn là thực lực cùng thế lực ở tiên giới xài được a. Giờ phút này Hình Uyên Minh đối chính mình thái độ đã nói lên hết thảy. Đương nhiên hắn tuy rằng không có cùng Hình Uyên Minh đã giao thủ hoặc là nói chân chính bày ra không thực lực, nhưng mặt bên phản ứng ra tới đồng dạng là thực lực, tỉ như Bảo Thuận Quang kêu chính mình chủ nhân. Mông Điềm bái sư cùng với Đinh Hòa Bình đám người tôn kính, này đồng dạng là thực lực của chính mình thể hiện không phải sao. Cho nên đối Hình Uyên Minh giờ khắc này biểu hiện không kỳ quái. Lão gia hỏa này rốt cuộc thành thật, cũng nhận rõ hiện thực, thực hảo. Cười cười mở miệng nói, Hình điện chủ không thể so khách khí, kêu ngươi tới không có gì chuyện khác,
Dương Mỗ cho rằng nếu Hình Điện Chủ có thể theo kịp, đó chính là cực hảo, như thế mặc kệ kế tiếp chúng ta đi làm như thế nào, là tìm kiếm Lạc Dương cũng hảo, cũng hoặc là đi thám hiểm cũng thế, một đường phía trên Dương Mỗ đều sẽ cùng Hình Điện Chủ thương nghị công việc, đại gia như cũ minh hữu. Đối đồng minh Dương Mỗ sẽ cho dự ứng có tôn trọng, sự tình tốt xấu Dương Mỗ đều sẽ trưng cầu Hình Điện Chủ ý kiến, có nguy hiểm đại gia cộng đồng tiến thối, có chỗ lợi chúng ta cùng chung. Nga đúng rồi, mới vừa rồi Dương Mỗ từ đồ đệ Mông Điềm nơi nào biết được, kỳ thật chúng ta hiện tại đi con đường này thượng muốn xuyên qua chín đại cung điện. Mà cửu cung bên trong dựa theo Mông Điềm hiểu biết hẳn là có không ít ma tộc bảo bối tồn tại, cho nên nói chúng ta chuyến này đi xuống đi có nguy hiểm cũng sẽ có thu hoạch. Hiện tại Dương Mỗ chính thức mời Hình Điện Chủ trở thành chúng ta minh hữu, không biết Hình Điện Chủ ý hạ như thế nào. Nghe Dương Nghị Vân nói xong, Hình Uyên Minh ngây người nửa ngày, vốn dĩ hắn cho rằng Dương Nghị Vân kêu chính mình lại đây vô cùng có khả năng là muốn cho hắn xung phong đương pháo hôi, trong lòng đã làm tốt nhất hư tính toán. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, thực sự ra ngoài hắn đoán trước, muốn thật đương như thế, hắn Hình Uyên Minh chính là kiếm đủ mặt mũi. Như thế há có không đáp ứng đạo lý. Huống chi Hình Uyên Minh nghe được Dương Nghị Vân trong giọng nói một cái hắn nhất quan tâm cũng mấu chốt nhất tin tức. Muốn lang bạt chín đại cung điện có ma tộc bảo vật, hơn nữa Dương Nghị Vân nói rất rõ ràng đại gia đúng là kết minh, cộng đồng tiến thối, có chỗ lợi chắc chắn có hắn Hình Uyên Minh một phần. Hắn tới nơi này mạo hiểm là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể tìm kiếm đột phá bình cảnh phương pháp hoặc là nói thiên tài địa bảo. Như thế mục đích nhất trí. Càng quan trọng là Dương Nghị Vân cho hắn tôn trọng, điểm này đối Hình Uyên Minh tới nói rất quan trọng. Lập tức đại hỉ nói, hảo, đa tạ Dương đạo hữu để mắt, ta lão Hình đáp ứng kết minh, thiên đạo ở thượng đại gia cộng đồng tiến thối, có thể xuất lực thời điểm tuyệt đối không trộm lười, nếu không trời chu chi. Thẳng đến giờ phút này, luyện tạo tiên minh cùng ma đan điện mới chính thức kết minh. Kế tiếp đại gia chính là cộng đồng tiến thối, Dương Nghị Vân coi trọng chính là Hình Uyên Minh ngay thẳng tính cách. Sẽ không giống Phương Tĩnh Thiên như vậy có tâm kế. Bực này người có thể liên thủ. Lại nói ma đan điện ma đan công kích thủ đoạn, Dương Nghị Vân xem ở trong mắt kỳ thật là thực quỷ dị hoặc là nói cường đại. Có Hình Uyên Minh gia nhập chính là một cái trợ lực. Cho nên Dương Nghị Vân lựa chọn Hình Uyên Minh, cho hắn ứng có tôn trọng, tại đây chờ địa phương nhiều minh hữu tổng so nhiều địch nhân hảo. Đến nỗi Phương Tĩnh Thiên cái kia lão đông tây, Dương Nghị Vân tạm thời không suy xét. Tương đối tới nói cái kia lão đông tây tâm cơ lòng dạ quá sâu. Tạm thời không đi quản hắn. Hắn muốn đi theo liền đi theo, chỉ cần không cho chính mình thêm phiền toái liền thành, nếu là Phương Tĩnh Thiên không biết tốt xấu, giết hắn cũng không phải không được. Tiếp nhận Hình Uyên Minh lúc sau, Dương Nghị Vân làm Mông Điềm tiếp tục dẫn đường. Giờ phút này đã mau đến đệ nhất cung điện. Mông Điềm cũng chỉ là biết một cái đại khái, cũng không có tiến vào quá chín đại cung điện. Dù sao Dương Nghị Vân mục tiêu thực minh xác, đại gia xuyên qua chín đại cung điện, thẳng đến trung ương cung điện chính là. Lạc Dương có ở đây không tổng muốn lại tìm tìm. Ninh Hòa Bình trong tay hơi thở Linh Châu chỉ dẫn phương hướng đồng dạng là cung điện đàn chỗ sâu trong, hiện tại nghĩ đến 8-9 phần 10 liền ở bên trong. Tối tăm vô cùng thế giới có Mông Điềm này đó quỷ tiên dẫn đường ít đi không ít phiền toái, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thực mau mọi người tới đệ nhất tòa cung điện trước. Đối mặt nguy nga cung điện, đích xác ma tộc kiến trúc cùng nhân tộc là có rất lớn bất đồng. So sánh với nhân tộc kiến trúc, ma tộc kiến trúc cung điện thiếu mỹ quan hoa lệ, nhưng cho người ta cảm giác càng thêm dày nặng rắn chắc. Như cũ là dùng thật lớn hòn đá kiến tạo mà thành, chính là một tầng cung điện nhưng lại cao ước 5-60 mét. Đại điện chi môn nhìn qua vô cùng dày nặng. Ở phía trên có cổ quái ma văn. Các ngươi có ai nhận thức mặt trên ma văn? Dương Nghị Vân hỏi bên người Đinh Hòa Bình những người này. Đây là thượng cổ ma văn, chúng ta không quen biết, mỗi một cái thời đại đều sẽ có từng người độc đáo văn minh, hơn nữa tự thượng cổ lúc sau, ma tộc trên cơ bản bị tiên giới tiền bối cấp đánh đuổi tiêu diệt, liền tính còn lưu lại cũng là tiêu thanh không để lại dấu vết dấu ở trong bóng đêm, thời đại này tiên nhân đối ma tộc văn minh hiểu biết cũng không nhiều. Đinh Hòa Bình mở miệng giải thích một phen. Mông Điềm ngươi nhưng nhận thức ma văn. Dương Nghị Vân hỏi Mông Điềm hy vọng Mông Điềm có thể cho ra một đáp án, nếu là lang bạt ma tộc cung điện di tích, tốt nhất có thể làm được một ít hiểu biết, nếu không nói đại gia tiến vào cung điện, chính là hai mắt một bôi đen, chưa chừng sẽ có hại. Trên cửa lớn tựa hồ còn có văn tự cùng đồ đằng điêu khắc. Bảo Thuận Quang mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân tiến lên nhìn lại,
quả nhiên ở dày nặng thạch tài trên cửa lớn còn có từng hàng ma tộc văn tự, cao ước mười mấy mét, chiều rộng 6 mễ, cửa cung thượng tả hữu khắc họa hai phúc đồ án. Nhìn kỹ đi, ma văn không quen biết, nhưng đồ án lại là có thể xem hiểu. Lại là khắc họa hai đầu người đầu thú thân quái vật đồ án. Chỉnh thể nhìn qua như là khuyển loại. Mọi người đều tiến lên quan khán, lại là không có người biết đây là cái gì sinh linh đồ án. Chủ nhân muốn ta nói dứt khoát trực tiếp đi vào được, dù sao cũng không có phát hiện cái gì cổ quái, hoặc là chúng ta trực tiếp đường vòng không đi vào là được. Tính tình có chút sốt ruột Bảo Thuận Quang như cũ mở miệng. Giờ phút này Mông Điềm lại mở miệng lắc đầu nói, không được, địa phương khác đi không thông, căn cứ ta cắn nuốt ma hồn ký ức biết được, đi trước Trung ương cung điện lộ cần thiết là từng cái xuyên qua nơi này 9 đại cung điện, bởi vì đi trước tiếp theo cung điện xuất khẩu liền ở mỗi một điện đại điện chung. Hơn nữa cung điện bên cạnh đều là nguy nga tường thành, tất cả đều là ma tộc các loại cấm kỵ lực lượng, tất cả đều là bảo hộ Trung ương cung điện cái chắn, thập phần nguy hiểm, chúng ta không có khác lộ có thể đi, chính là thượng một lần Trung ương cung điện kia chờ hơi thở phát ra thời điểm, ta thành thích đi qua bốn phía tường thành xem xét, mặt trên lực lượng phi thường đáng sợ, lấy lực lượng của ta cũng chưa ngăn trở tam tức thời gian, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ách, còn có loại sự tình này à? Bảo Thuận Quang không nói. Ở chỗ này Mông Điềm nói chính là quyền uy, bởi vì nhân gia ở chỗ này tu luyện 3.000 nhiều năm, tự nhiên đối nơi này hiểu biết. Được rồi, một khi đã như vậy cũng chỉ có thể xông vào một lần 9 đại cung điện, phúc hỏa tương y, nghĩ đến nơi này cung điện nguy hiểm, nhưng cũng tồn tại ma tộc thiên tài địa bảo, đại gia đánh lên tinh thần chúng ta tiến vào cung điện. Dương Nghị Vân lập tức hạ quyết tâm. Còn không phải là thượng cổ ma cung sao, hắn liền không được có bao nhiêu khủng bố. Rất nhiều đồ vật không chừng đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài chung. Sợ hãi thường thường ở càng nhiều thời điểm là bị mọi người chính mình nhuộm đẫm ra tới mà thôi. Lão Đinh nếm thử mở cửa. Dương Nghị Vân mở miệng đối Đinh Hòa Bình phân phó. Là Đại Tông Sư, Đinh Hòa Bình phất tay ý bảo một người đại la tiến lên mở cửa. Từ trên cửa lớn đại gia không có cảm nhận được có pháp lực tồn tại, nhưng lại không đại biểu liền không có nguy hiểm. Đinh Hòa Bình tiến lên áp trận. Một người đại la tiến lên mà đi. Giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là truyền âm dò hỏi thần ma điểu nói, quả đen nhận thức những cái đó ma văn sao? Vô nghĩa, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu như thế nào sẽ không quen biết? Thần ma điểu như là đã chịu thật lớn vũ nhục. Nếu nhận thức vậy đừng vô nghĩa, nói những cái đó ma văn ghi lại cái gì? Dương Nghị Vân trực tiếp dò hỏi. Kia mặt trên viết U Vương Điện ba chữ. Đến nỗi trên cửa đồ án là ma tộc một loại ma thú khuyển, gọi là yêu quái khuyển, trên cửa lớn từng hàng tiểu tử nội dung là một loại kính văn, đại khái ý tứ là nhập U Vương Điện giả phải đối sở vọng U Vương tôn kính không thể có chút khinh nhờn, nếu không liền sẽ đã chịu U Vương nguyền rủa. Thần ma điều cấp Dương Nghị Vân giải thích một phen. Cái gì là U Vương? Dương Nghị Vân lại hỏi. Lão tử như thế nào biết, thực rõ ràng chính là một cái phong hào mà thôi, ma tộc càng thêm phong thư chính là cường giả thực lực. Cho nên thường thường sẽ cho chính mình một cái vang dội phong hào mà thôi. Thần ma điều thực không kiên nhẫn truyền âm. Ầm vang. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang vang lên. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại là nhìn đến cửa cung bị mở ra. Cũng không có trong tưởng tượng tồn tại có nguy hiểm, xem bên trong đen nhánh một mảnh. Đại Tông Sư tựa hồ không có nguy hiểm, Ninh Hòa Bình kêu gọi. Vậy vào đi thôi, làm mọi người đề cao cảnh giác. Dương Nghị Vân mở miệng dặn dò. Kế tiếp mọi người trước sau tiến vào này tòa U Vương Điện. Chờ mọi người tiến vào sau, lúc này mới phát hiện bên trong so trong tưởng tượng còn muốn hắc ám. Cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là có một chút có thể xác định, toàn bộ cung điện rất lớn. Đến nỗi có bao nhiêu đại, cho rằng quá mức đen nhánh, cũng vô pháp phán đoán. Nơi này hắc ám liền tính là lấy tiên nhân đối thị lực cũng vô pháp thấy rõ hoàn cảnh. Dương Nghị Vân thử dùng càn khôn chi mắt đi xem xét cung điện nội địa tình huống, lại là phát hiện ở chỗ này như cũ tối tăm thực, gần có thể nhìn đến mọi người xuất hiện ở cung điện chung, hơn nữa rất mơ hồ, chỉ là nhìn đến một cái đại khái, lại hướng nơi xa nhìn lại như cũ là một mảnh đen nhánh, so với hoa sen đen không gian còn muốn đen nhánh. Hướng về cửa nhìn lại là phát hiện Phương Tĩnh Thiên đám người theo tiến vào, nhưng cung điện chi môn không biết khi nào đã biến mất không thấy. Điểm tiên hỏa Dương Nghị Vân lớn tiếng kêu gọi. Ngay sau đó mỗi người đều nơi tay trong tay phóng xuất ra chính mình tiên hỏa. Tức khắc mọi người hội tụ nơi rốt cuộc thấy được bốn phía hoàn cảnh. Nhưng là mỗi người tiên hỏa cũng chỉ có thể chiếu sáng lên từng người 3 mét phạm vi,
vượt qua 4 mét ở ngoài như cũ là hắc ám. Mông điểm đám người cũng là có thể phóng thích ngọn lửa, chẳng qua là màu xanh lục ngọn lửa, đây là quỷ tiên cùng tiên nhân khác nhau. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân đột nhiên nhìn đến ở trong đám người tựa hồ còn có hay không bậc lửa tiên hỏa tồn tại. Tức khắc trong lòng có chút không mừng. Giờ phút này ngay cả mông điểm này đó quỷ tiên thậm chí là mặt sau theo vào tới Phương Tĩnh Thiên bọn người bậc lửa tiên hỏa, ở hắn trong tầm mắt cư nhiên còn có người không bậc lửa tiên hỏa. Trầm giọng mở miệng nói, các ngươi mấy cái như thế nào không có phóng thích tiên hỏa. Nhanh lên châm, tiên hỏa không chỉ có thể làm chúng ta chiếu sáng còn có thể phòng bị không biết. Ánh mắt có thể đạt được chỗ liền ở phía trước mười mấy mét ở ngoài, có 7-8 cá nhân, có nam có nữ. Bất quá giờ khắc này Bảo Thuận Quang lại là mở miệng nói, chủ nhân tất cả mọi người bậc lửa tiên hỏa a, ngươi ở cùng ai nói lời nói. Chính là bọn họ mấy. Dương Nghị Vân mang theo tức giận một câu cũng chưa nói xong ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Nháy mắt lại đi xem, vừa mới không có bậc lửa tiên hỏa 7-8 người cư nhiên biến mất không thấy. Mà hắn nghe được Bảo Thuận chỉ nói sở người đều bậc lửa tiên hỏa, giơ tay chỉ hướng kia 7-8 cá nhân, nhưng nháy mắt liền không thấy biến mất. Nhìn chung quanh một vòng, đích xác, mọi người giờ phút này đều bậc lửa tiên hỏa, nhưng mà duy độc vừa rồi nhìn đến 7-8 cái không thấy biến mất. Sao lại thế này? Dương Nghị Vân phi thường xác định chính mình không có nhìn lầm, mấy người kia liền đứng ở trong đám người, càng không phải chính mình ảo giác, bởi vì hắn là dùng càn khôn chi mắt thấy đến, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nhưng hiện tại lại nhìn không thấy người. Quỷ dị, quá quỷ dị. Bảo Thuận Quang hỏi chuyện làm Dương Nghị Vân có ra đầu tê dại cảm giác, thật sự là gặp quỷ không thành. Chủ nhân làm sao vậy? Bảo Thuận Quang lúc này cảm giác được không thích hợp. Chúng ta đội ngũ chung tựa hồ có khác người. Dương Nghị Vân nói chuyện chung ở đội ngũ chung mọi nơi quan khán. Những người khác, ngươi là nói Phương Tĩnh Thiên bọn họ. Ninh Hòa Bình thò qua nói. Dương Nghị Vân sắc mặt ngưng trọng nói. Không phải, là hoàn toàn xa lạ người, đại gia từng người nhìn xem chính mình bên người có hay không người ngoài tồn tại. Giờ phút này Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể truy tra, hắn có một loại phi thường dự cảm bất hảo, muốn xảy ra chuyện nhi. Dương Nghị Vân nói chuyện làm tất cả mọi người khẩn trương, vội vàng xem xét từng người bên người có phải hay không có người xa lạ tồn tại. Dựa theo Dương Nghị Vân loại này cách nói, nếu xuất hiện người xa lạ, vậy nhất định là này tòa cung điện trong vòng người. Bất quá này không phải trọng điểm là vô cùng có khả năng căn bản không phải người. Sẽ là cái gì sinh linh đây mới là đại gia khẩn trương? Là ma hồn sao? Vẫn là mặt khác sinh linh. Sư tôn ta đội ngũ chung không có dị thường. Mông điểm kiểm tia, a sau đáp lời. Đại tông sư chúng ta bên này cũng không có phát hiện những người khác. Ninh Hòa Bình xem xét lúc sau cũng nói chuyện. Hình Uyên Minh mang theo ngưng trọng nói, ta bên người liền mấy người này. Tất cả đều ở cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Dương Nghị Vân nghe đại gia hội báo cái này là thật sự trong lòng khẩn trương. Đội ngũ chung không có phát hiện người xa lạ, này thuyết minh này tòa cung điện trong vòng tồn tại không biết sinh linh, đây mới là đáng sợ nhất. Chín đại cung điện chính là chín đạo trung ương cung điện phòng ngự tuyến, quả nhiên không phải cái gì thiện mà. Tất cả mọi người tiểu tâm đề phòng, đem tiên hỏa ở phóng đại gấp đôi. Dương Nghị Vân nghĩ đang xem nơi xa. Nhìn xem xa hơn địa phương có thể hay không có cái gì. Dương đạo hữu ta có biện pháp chiếu sáng lúc này lại là Hình Uyên Minh mở miệng nói chuyện. Như thế rất tốt, vậy làm phiền Hình điện chủ. Dương Nghị Vân nghe được Hình Uyên nói rõ hắn có biện pháp chiếu sáng lại cũng trong lòng vui vẻ. Hình Uyên Minh năng lực bắt đầu thể hiện, chứng minh phía trước hắn không có nhìn lầm, phía trước mượn sức Hình Uyên Minh chính là vì giờ khắc này. Nếu không phải cho Hình Uyên Minh ứng có tôn trọng, hắn sao lại ở thời điểm này xuất lực. Hình Uyên Minh đến lúc đó không xong dây xích, nói xong lúc sau, đôi tay một phen xuất hiện ngân quang lấp lánh đan dược. Ngay sau đó chỉ thấy hắn phất tay bỗng nhiên đem đan dược vứt đi ra ngoài. Đôi tay vũ động chi gian bốn phương tám hướng mà đi, cũng không biết Hình Uyên Minh một chút chạy ra nhiều ít đan dược, dù sao nhìn có không ít. Đương mỗi một khắc hạch đào lớn nhỏ đan dược bay ra đi lúc sau, ầm ầm ầm. Liên tiếp tất cả đều nổ tung. Tức khắc đen nhánh vô cùng cung điện bỗng nhiên sáng lên. Ngân quang đại tác phẩm. Cứ việc Hình Uyên Minh chạy ra đi đan dược đều nổ tung, nhưng lại nguyên nhân chính là vì đan dược nổ tung, sinh ra từng đóa mười mấy mét đường kính lớn nhỏ phát ra ngân quang mây trắng mới cho đen nhánh cung điện cung cấp sáng ngời. Mỗi một đóa mây trắng đều phiêu phù ở mọi người đỉnh đầu, đương nhiên cũng không có đặc biệt tỏa sáng,
nhưng lại đối Dương Nghị Vân đám người quan khán cung điện trong vòng hoàn cảnh vậy là đủ rồi. Dương Nghị Vân trong tầm mắt rốt cuộc thấy được cung điện nội đại khái hoàn cảnh. Ở hình nguyên minh tuôn ra đan dược ánh sáng dưới, chỉ thấy nơi này căn bản liền không phải cái gì cung điện bên trong. Ngược lại nhìn giống như là một cái thật lớn sao trời nơi, đối này, làm Dương Nghị Vân có kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc nơi này liền tính là bọn họ đều thấy không rõ lắm, đã thuyết minh vấn đề, tất nhiên là có nào đó pháp tắc lực lượng tồn tại. Bốn phía nhìn lại chính là một mảnh mông lung chi sắc, không có gì đặc biệt, hỗn độn một mảnh, mà ở cung điện trung ương vị trí còn lại là thấy được một tòa tế đàn. Mười mấy mét cao tế đàn, tổng cộng có 4 tầng, đường kính nhìn qua có 300 nhiều mễ, là hình tròn, bốn phía phân bố bậc thang, che kín tế đàn một vòng, từ dưới hướng lên trên tế đàn tạo hình trình thu nhỏ lại trạng. Tầm mắt có thể đạt được toàn bộ cung điện bên trong lớn nhỏ hẳn là có cây số phạm vi, này đã xem như to lớn, trên cơ bản cùng bên ngoài nhìn đến cung điện lớn nhỏ không sai biệt nhiều. Mặt khác chính là bốn phía hỗn độn chi sắc, hiển nhiên là cung điện vách tường, chẳng qua mặt trên hẳn là có lực lượng nào đó tồn tại, cũng đúng là như thế mới thay đổi cung điện nội hoàn cảnh làm cho cả cung điện nhìn qua xưng là thân đen nhánh. Trừ cái này ra, liền không còn có những thứ khác tồn tại. Dương Nghị Vân muốn nhìn một chút có phải hay không có thể tìm được vừa rồi biến mất mấy người kia, nhưng lại cái gì đều không có phát hiện. Hắn trước sau tin tưởng không phải chính mình hoa mắt, càng không phải ảo giác. Vừa rồi đích xác xuất hiện mấy cái người xa lạ ở đội ngũ chung, nếu không tìm ra tới, sẽ là bom. Không chừng chuyện gì còn sẽ bùng nổ. Nhưng tình huống hiện tại là trừ bỏ có một tòa tế đàn ở ngoài, một bóng người đều không có nhìn đến. Trước mắt nghĩ đến có lẽ chỉ có tế đàn có vấn đề. Hơn nữa dựa theo mông điểm nói, từ nơi này tiến vào, muốn đi tiếp theo cung điện, xuất khẩu đồng dạng liền ở bên trong đại điện. Như thế nói, đi trước tiếp theo cung điện xuất khẩu hẳn là liền ở tế đàn thượng. Đi, chúng ta đi tế đàn. Nói xong lúc sau Dương Nghị Vân liền phải đi đầu hướng về tế đàn mà đi, nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này xuất hiện vấn đề. Chết đi. Gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ cung điện. Mọi người vừa thấy lại là phát hiện luyện tạo tiên minh một người đại la hộ vệ, bỗng nhiên đối với bên người đồng bạn một trưởng đánh đi. Oanh. Phốc. Bị đánh hộ vệ khả năng căn bản liền không nghĩ tới chính mình đồng bạn sẽ đối chính mình xuống tay, vững chắc ăn một chưởng ngã xuống trên mặt đất mồm to hộc máu, hiển nhiên bị thương nặng. Cái này biến cố làm tất cả mọi người là một trận ngây người. Ngưu Tam ngươi điên rồi, làm gì? Thống lĩnh hộ vệ Kim Quy Tiên Nhân trừng mắt giống giận chắn ngã trên mặt đất hộ vệ trước mặt, nhìn trước mắt nổi điên hộ vệ mắng. Cà 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 các ngươi đều phải chết, chết chết chết. Tên này hộ vệ điên cuồng giống nhau cười to dựng lên, tiếng cười nghe vào mọi người trong tai đều có một cổ mao cốt đột nhiên cảm giác. Không thích hợp. Dương Nghị Vân càn khôn chi mắt thấy đi, chỉ thấy tên này gọi là Ngưu Tam Đại La hộ vệ giờ phút này toàn thân trên dưới đều mạo ma khí. Nhưng là mắt thường dưới lại là nhìn không ra cái gì. Khống chế hắn, hắn giống như bị ma hồn bám vào người. Dương Nghị Vân giống lớn một tiếng. Bất quá giờ phút này kêu Ngưu Tam hộ vệ đã nhào hướng Kim Quy Tiên Nhân. Kim Quy Tiên Nhân cũng cảm giác được không thích hợp, ở Dương Nghị Vân nhắc nhở hết sức, bỗng nhiên ra tay một quyền oanh ra. Ầm vang. Lẽ ra Kim Quy Tiên Nhân là đại la đại viên mãn tu vi, ở Tiên Đan Thành cũng có một cái hỗn nguyên dưới đệ nhất nhân danh hiệu. Thực lực không tầm thường. Đương nhiên Dương Nghị Vân ngoại trừ. Đối mặt Ngưu Tam cái này thượng phẩm đại la hộ vệ, hẳn là năng lực áp mới đúng. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến chính là, Kim Quy Tiên Nhân một quyền cùng Ngưu Tam đối đánh, một tiếng ầm vang lúc sau, ngược lại là Kim Quy Tiên Nhân bay ngược đi ra ngoài. Ngay sau đó Ngưu Tam mang theo âm trầm tàn nhẫn ý cười, trực tiếp tới rồi bị hắn phía trước đòn nghiêm trọng hộ vệ trước người, một chưởng đánh ra, trực tiếp đem tên này hộ vệ bắn cho giết. Làm càn. Ninh Hòa Bình giống giận ra tay. Chấn. Một cái chấn tự xuất khẩu, lại thấy Ninh Hòa Bình trong tay quang mang đại tác. Một con tiên nguyên lực nhấc tay trực tiếp đối với Ngưu Tam tòng đỉnh đầu đè ép đi xuống. Trung phẩm hỗn nguyên tu vi Đinh Hòa Bình ra tay, tự nhiên không giống bình thường. Giống. Ngưu Tam trực tiếp bị Đinh Hòa Bình này chỉ tiên nguyên lực bàn tay khổng lồ chấn áp, phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Răng rắc. Cốt cách đứt gãy tiếng động vang lên. Giây tiếp theo Ngưu Tam trực tiếp bị Đinh Hòa Bình áp chặt đứt toàn thân xương cốt, ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Dương Nghị Vân lại là nhìn đến một đạo ma khí từ Ngưu Tam trên người bay ra tới. Nhìn qua quả thật là cá nhân.
là cái lão nhân bộ dáng, nhưng lại là cái ma hồn. Hơn nữa hơi thở không yếu. Trực tiếp Bôn bị đánh bay ngã trên mặt đất Kim Quy Tiên Nhân mà đi. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng liền phải ra tay, nhưng giờ phút này Mông Điềm lại mở miệng nói, sư tôn giao cho ta tới xử lý. Vốn tưởng rằng chỉ có chính mình Càn Khôn chi mắt có thể nhìn đến cái này ma hồn, không nghĩ tới Mông Điềm cũng có thể nhìn đến, thấy Mông Điềm vọt đi lên, Dương Nghị Vân liền dừng lại quan khán. Đồng dạng là ma hồn, cái này lão giả ma hồn tiên nhân so với phía trước đụng tới tiểu ma hồn cùng đại ma hồn càng cường đại hơn, cũng là phi thường có trí tuệ cường đại ma hồn, chỉ cần từ hơi thở thượng cảm thụ, đã là thật đánh thật đại la cấp bậc ma hồn. So với phía trước kia hai loại ma hồn cao nhiều, trách không được ma hồn trạng thái những người khác nhìn không tới, cho dù là hắn, nếu không có Càn Khôn chi mắt, sợ là cũng nhìn không tới. Đến nỗi Mông Điềm có thể nhìn đến hiển nhiên cùng hắn là quỷ tiên thể chất có quan hệ. Hiện tại cái này lão giả ma hồn bị Đinh Hòa Bình một kích từ Ngưu Tam trong cơ thể đánh ra tới, trực tiếp bay về phía Kim Quy Tiên Nhân, hiển nhiên lại muốn đi tai họa Kim Quy. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không cho phép. Kế tiếp liền xem Mông Điềm thủ đoạn, lại là không biết đồng dạng là đại la cấp bậc quỷ tiên Mông Điềm có hay không thủ đoạn bắt lấy cái này lão giả ma hồn. Trên thực tế mọi người đều ở lưu ý trong sân biến hóa, đặc biệt là Mông Điềm cùng Dương Nghị Vân chi gian đối thoại. Tuy rằng rất nhiều người đều nhìn không tới, lão ma hồn tồn tại, nhưng từ Mông Điềm cùng Dương Nghị Vân đối thoại chung đoán được sự tình có biến cố. Lại thấy Mông Điềm một bước sau khi ra ngoài, nhảy dựng lên duỗi tay thành chảo, trong miệng bạo giống, quỷ nói nhiếp hồn, phong độ ấn. Trong nháy mắt tố có người nhìn đến Mông Điềm trong tay lại là xuất hiện một cái xám xịt khắc văn ký hiệu, tản mát ra vạn đạo quang mang, hình thành một cái dạng xòe ô ước có mười mấy mét, bỗng nhiên co rút lại mà đi. Ở mọi người trong mắt Mông Điềm ra tay là nhằm vào không khí, căn bản không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh tồn tại, nhưng một phương diện mọi người cũng cảm thấy Mông Điềm nhằm vào chính là cái gì sinh linh. Chỉ có Dương Nghị Vân ở vận chuyển Càn Khôn chi mắt dưới tình huống nhìn đến, Mông Điềm phất tay chi gian thi triển ra tới quỷ nói phương pháp, hướng về cái kia lão quỷ bắt qua đi. Trong lòng tán thưởng Mông Điềm một tiếng hảo thủ đoạn đồng thời, Dương Nghị Vân cũng nhìn chằm chằm trong sân biến hóa. Hắn biết cái này lão giả chính là cao giai ma hồn, sợ không phải Mông Điềm đơn giản như vậy là có thể bắt lấy, nếu là có biến, hắn sẽ ở trước tiên ra tay. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mông Điềm trên người, lại là không có người phát hiện, ở bọn họ trung gian còn có một ít người khóe miệng lộ ra âm chắc chắc tươi cười. Ngay cả Dương Nghị Vân đều không có phát hiện, bởi vì đại gia ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Mông Điềm. Chỉ thấy Mông Điềm chụp vào lão ma hồn sau. Lão ma hồn lại là toàn thân oanh một chút bộc phát ra phóng lên cao ma khí. Giống. Cũng ở thời điểm này, lão ma hồn phát ra một tiếng gầm rú. Ở khổng lồ ma khí chung, thân hình đại trướng ba vòng đều không ngừng, một chút đem Mông Điềm thi triển ra dạng xòe ô phương pháp, như là một cái cá chậu chim lồng giống nhau đột nhiên biến thành thật lớn diều hâu, rồi sau đó muốn căng bạo lồng sắt giống nhau. Rốt cuộc bên trong lão ma hồn thật lớn ba vòng không ngừng. Mà lúc này Dương Nghị Vân cũng không biết Mông Điềm hay không có thể chịu đựng được. Hoặc là nói Mông Điềm quỷ đạo pháp thuật có thể hay không chịu đựng được lão ma hồn phản kháng. Nhìn có chút huyền. Hơn nữa lúc này bởi vì ma hồn biến hóa, những người khác rốt cuộc thấy được Mông Điềm ra tay đối tượng. Đinh Hòa Bình nhìn không được nói, ma hồn. Đúng là ma hồn, hơn nữa là rất cường đại ma hồn, hơi thở thượng cảm giác chính là đại la cấp bậc, hơn nữa không thể so Mông Điềm kém. Dương Nghị Vân thuận miệng giải thích. Ta đi hỗ trợ, Đinh Hòa Bình nói. Nhìn kỹ hắn nói, Mông Điềm thực lực thủ đoạn có lẽ cũng đủ hàng phục cái này lão ma hồn. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm giữa sân nói. Hai người nói chuyện hết sức, quả nhiên Mông Điềm phát lực. Cũng không biết hắn dùng cái gì bí pháp, lại thấy trong tay quang mang răng rắc xuất hiện âm lôi. Tức khắc nội loại lão ma hồn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, a, à. Chấn, xúc. Mông Điềm trầm giọng phun ra hai chữ. Dây tiếp theo quả nhiên bắt đầu co rút lại lên. Trong nháy mắt khổng lồ lão ma hồn thân thể bị Mông Điềm phát lực chấn áp dưới khôi phục tới rồi người bình thường hình lớn nhỏ, tận trời ma khí cũng tiêu tán, hơn nữa còn đang không ngừng áp xúc chung. Một màn này làm mọi người tặng một hơi, đại cục muốn định rồi. Dương Nghị Vân cũng là như vậy tưởng, bởi vì hắn biết rõ Phong Đô Quyết cũng hiểu biết quỷ tu chi đạo. Hắn bên người từ lúc bắt đầu tu chân liền có quỷ thiên tự ở. Tu luyện quỷ nói nữ nhân liền có hai cái. Phong Đô Quyết tu luyện công pháp là lão nhân truyền cho hắn,
lúc trước lão nhân cũng nói qua quỷ tu chi đạo ở tu luyện giới thần bí. Mông Điềm càng là một cái đem phong đô quyết tu luyện tới rồi đại la chi cảnh người, như thế kết quả cũng ở trong dự liệu. Càng thuyết minh ngang nhau cảnh giới bên trong, không hề nghi ngờ quỷ tu chi đạo muốn chiếm cứ ưu thế. Tuy rằng cái này lão ma hồn hơi thở cường đại cùng Mông Điềm không sai biệt nhiều, nhưng Mông Điềm có chính tông quỷ nói công pháp truyền thừa, ngưng tụ quỷ tiên chi thân, nhưng là lão ma hồn rốt cuộc chỉ là ma hồn, hắn nhưng không có ma thân, có thể có ma hồn đã không tồi. Rốt cuộc ở chỗ này hắn bị trấn áp sinh linh, là bị mai táng cũng hảo, là bị hiến tế cũng thế, hiển nhiên cả tòa ma thành sinh linh đều là tế phẩm giống nhau tồn tại. Đáng thương đi. Dương Nghị Vân cho rằng không đáng thương, ma đạo chung quy không phải chính đạo, là tà đạo. Hắn sở tiếp xúc ma đạo, liền chưa từng có đến thứ tốt, sâu trong nội tâm Dương Nghị Vân đối ma đạo ma tu là vô cùng thống hận. Bởi vì Liễu Lanh Canh chính là chết ở ma đạo người trong tay. Hắn đã từng phát quá thể thấy ma giả, Chu Sát Chi. Nhìn đến Mông Điềm sắp muốn đem lão ma hồn hóa thành một cái ma cầu, Dương Nghị Vân nội tâm mạc danh có sảng khoái. Khá vậy liền vào giờ phút này giữa sân biến cố tái khởi. A, ầm ầm ầm. A a a. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết cùng công kích tiếng vang lên. Xác thật là ở cái này thời điểm, Dương Nghị Vân thấy được bọn họ bốn phía lại có 5-6 người đối với chính mình đồng bạn hạ âm tay. Trong đó có một người càng là trực tiếp phi thân dựng lên, mục tiêu thẳng đến Mông Điềm mà đi. Một màn này biến hóa làm tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Dương Nghị Vân cũng ở ngay lúc này sắc mặt đại biến. Hừ, mắt thấy trong đó một cái đại la hộ vệ thẳng đến Mông Điềm mà đi, Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt trung sát ý đại tác phẩm, thúc dục khắc văn đạo phù trực tiếp chắn Mông Điềm phía sau, một quyền oanh sát hướng tên này luyện tạo tiên minh hộ vệ đánh lén Mông Điềm, thực rõ ràng là không nghĩ làm Mông Điềm thu phục lão ma hồn. Oanh! A! À. Tên này đại la hộ vệ trực tiếp bị Dương Nghị Vân một quyền nện ở ngực bay ngược đi ra ngoài. Kêu thảm hộc máu, hơn nữa Dương Nghị Vân thấy được hộ vệ trên người bỗng nhiên bay ra một đạo ma khí, trong nháy mắt tiến vào hình nguyên minh bên người một người đại la hộ vệ trong thân thể. Lúc này Mông Điềm vừa vặn đem lão ma hồn phong ấn, co rút lại ở một viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu chung, vội vàng lớn tiếng đối thủ hạ tướng sĩ hô lớn, trung tướng sĩ nghe lệnh, bày ra phong ma đại trận. Mông Điềm quỷ tiên tướng sĩ vẫn luôn là túc mục đều nhịp trạng thái, hơn 1000 quỷ tiên hành tẩu như một người. Giờ phút này nghe được Mông Điềm hạ lệnh, ngàn người đồng thời hô, nhạ. Thanh như sấm minh giống nhau. Mông Điềm một tiếng lãnh hạ hơn 1000 quỷ tiên tướng sĩ nhanh chóng hành động lên, thực mau hình thành một cái rất lớn vòng, đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong, hơn nữa mỗi cái quỷ tiên đều tay véo một cái pháp quyết dựng lên. Mông Điềm đây là, Dương Nghị Vân có chút nghi hoặc, hắn tuy rằng tương đối hiểu biết quỷ tiên cũng đối phong đô quyết nội dung biết được, nhưng lại rốt cuộc không phải quỷ tu. Không biết quỷ tu tu luyện lúc sau có thể mang đến cái gì thiên phú thần thông phương pháp. Tuy rằng đoán được Mông Điềm hạ lệnh bày ra cái này cái gì phong ma đại trận, chính là vì ứng đối trước mắt cục diện, nhưng chung quy xem không hiểu, thuận miệng hỏi một câu. Mông Điềm mở miệng trả lời, sự tồn đây là cao giai ma hồn, cần thiết muốn tru diệt, không thể làm cho bọn họ đào tẩu, nếu là chạy đi còn sẽ có lớn hơn nữa phiền toái. Đệ tử bày ra cái này phong ma đại trận chính là phòng ngừa ma hồn đào tẩu. Còn có đại trận khởi động lúc sau, đại gia là có thể nhìn đến ma khí, nếu không bám vào người ở bất luận kẻ nào trên người đều nhìn không ra tới, liền tưởng giờ khắc này sẽ có đại phiền toái. Dương Nghị Vân nghe không ngừng gật đầu, ngay sau đó nói, ngươi suy xét thực chu đáo, đi chủ trì đại trận đi, bên trong sự tình giao cho chúng ta, đừng thả chạy một cái ma hồn. Hảo, sư tôn cẩn thận, đúng rồi sư tôn cái này ma hồn châu ngài nhận lấy. Này chờ cao giai ma hồn có ý thức lúc sau oán khí cùng sức lực liền tiêu tán, bọn họ ma hồn luyện hóa lúc sau chính là phi thường thuần tịnh lực lượng, dùng để tu luyện tiên hồn tốt nhất bất quá. Mông Điềm nói chuyện đem tu luyện hóa ma châu giao cho Dương Nghị Vân. Người có tâm, đệ tử đi chủ trì đại trận. Đi thôi. Nhìn theo Mông Điềm rời đi, nhìn trong tay ma hồn châu, đích xác hắn cảm nhận được vô cùng tinh thuần khổng lồ lực lượng ở trong đó, đây là thượng cổ ma hồn. Hơn nữa tương đương với cao giai ma hồn, tự nhiên sẽ không kém. Dùng Mông Điềm nói, loại này cấp bậc ma hồn sinh ra tự mình ý thức tiêu tán lệ khí cùng oán khí thiếu, chính là tinh thuần thần hồn lực lượng, hơn nữa bên trong có ma sát chi lực, dùng để tu luyện tiên hồn tối cao. Đối bất luận cái gì tu luyện giả tới nói thần hồn lực lượng là khó có thể tăng lên, đều chỉ có thể dựa vào tu vi pháp lực tăng lên mà mỗi một lần quy quy củ củ tăng trưởng,
nhưng cũng không phải không thể đơn độc tu luyện thần hồn, chẳng qua có thể làm thần hồn hấp thu thiên tài địa bảo quá mức thưa thớt mà thôi. Cho nên này viên ma hồn châu thực chân quý. Dương Nghị Vân không có cự tuyệt Mông Điềm một phen hảo ý, đem ma hồn châu nhận lấy. Hơn nữa hắn ánh mắt nhìn quét giữa sân, hai tròng mắt trung tràn đầy tinh quang. Nếu này đó cao cấp ma hồn có thể tăng lên thần hồn lực lượng, như vậy hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Đối này đó ma hồn tuy rằng nhìn cũng là người, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng không có chịu tội cảm, bởi vì hắn thống hận ma tộc, bản thân ma tộc chính là tội ác tày trời. Nếu là làm hắn đi cắn nuốt luyện hóa tiên nhân tiên hồn có lẽ sẽ có chịu tội cảm, nhưng đối ma tộc cũng không có, huống hồ vẫn là một ít cổ ma hồn, nói trắng ra là đã không phải bình thường sinh linh phạm vi, đưa bọn họ trở thành thiên tài địa bảo cũng là không sai. Lúc này giữa sân đã có loạn tượng. Đột nhiên chính là người một nhà đấu tranh nội bộ, hoặc là nói là không hề phòng bị người một nhà thọc dao nhỏ đánh lén, lập tức luyện tạo tiên minh trực tiếp chết mất ba cái đại la hộ vệ, bị thương nặng ba người. Hình Uyên Minh bên người trừ bỏ hai cái điện lão ở ngoài, còn sót lại hai cái hộ vệ cũng xong rồi. Một cái là bị ma hồn bám vào người chém giết một cái khác. Bị bám vào người một cái lại bị điện lão ra tay trực tiếp đánh chết. Đến nỗi Phương Tĩnh Thiên bên kia cũng thực thảm thiết, bọn họ tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng là vô thanh vô tức nhìn không thấy ma hồn bám vào người ai cũng phát hiện không đến, cho nên Phương Tĩnh Thiên bên kia hộ vệ cũng tiêu hao xong rồi. Chỉ còn lại có hắn Phương Tĩnh Thiên chính mình, đồ đệ cảnh sán cùng cảnh sán bên người hai cái bà lão. Ngắn ngủn vài phút trong vòng tuy rằng một hồi ma hồn bám vào người hỗn loạn bình ổn, nhưng đại gia tổn thất đều là vô cùng thảm trọng. Bất quá hiện tại nhìn qua như cũ là luyện tạo tiên minh người nhiều, tổn thất ba cái hộ vệ, bị thương nặng ba cái còn sống. Này đó bị bám vào người hộ vệ có chút trực tiếp bị đánh chết, vì bình loạn đây cũng là không có biện pháp. Không đối bị bám vào người hộ vệ hạ bị thương nặng căn bản là không thể đem ma hồn từ bọn họ trong cơ thể bước ra tới, thấy thì thấy không ra. Bình ổn lúc sau, tất cả mọi người như chim sợ cành cong, hai mặt nhìn nhau, bởi vì đại gia nói cũng không biết chính mình bên người ai còn là bị ma hồn bám vào người người. Bị đánh ra đi ma hồn, từ một người trong cơ thể đi ra ngoài, lại sẽ vô thanh vô tức tiến vào hạ một người trong cơ thể, căn bản là nhìn không ra tới. Chủ nhân làm thế nào mới tốt? Bảo Thuận Quang vừa rồi thân thủ chém giết một cái tập kích hắn hộ vệ, hơn nữa là người một nhà, trong lòng cảm xúc không quá ổn định. Ai bị bám vào người, chúng ta căn bản nhìn không ra tới, không biết, kế tiếp chúng ta bên trong còn có hay không người bị bám vào người, thật làm người đau đầu. A Biên Long ánh mắt cũng vào giờ phút này lập lòe không chừng. Bất quá Diêu không nói mở miệng nói, kỳ thật đại gia có hay không phát hiện, phía trước bị bám vào người người, đều là đại la tu vi hộ vệ. Mà chúng ta hỗn nguyên tu vi người tựa hồ không có gì dị thường, một khác biến Mông Điềm tướng quân cùng hắn các tướng sĩ đều là quỷ tiên thuộc về cực âm thân thể hẳn là không tồn tại bị bám vào người khả năng. Cho nên ta cảm thấy kế tiếp chúng ta bài tia, a phạm vi thu nhỏ lại ở đại la cấp bậc hẳn là được không, đại tông sư ngươi nói đi. Còn có bên kia Phương Tĩnh Thiên bọn họ, hiện tại thoạt nhìn, chỉ cần là cái này cung điện nội người đều có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hình Uyên Minh sở hữu đại la hộ vệ xem như đều treo, lúc này mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm rất thấp trầm. Đại tông sư ngài nói làm sao bây giờ? Ninh Hòa Bình cũng hỏi chuyện Dương Nghị Vân, hiện tại Dương Nghị Vân chính là đại gia người tâm phúc, phía trước Dương Nghị Vân cái thứ nhất phát hiện ma hồn bám vào người dị thường, hắn tuy rằng là đại la, nhưng đại gia tin tưởng Dương Nghị Vân là sẽ không bị bám vào người. Tuyết Hương giờ phút này cũng nhìn về phía Dương Nghị Vân nhẹ giọng nói, còn có một vấn đề là, chúng ta không biết nơi này đến tột cùng sẽ tồn tại nhiều ít, vừa rồi kia chờ rõ ràng là cao giai ma hồn, phía trước bùng nổ một chút tổng cộng xuất hiện 7 cái, bị Mông Điềm thu phục một cái, hiện tại tính lên còn có 6 cái, 6 cái nhưng tất cả đều không bay đi ra ngoài. Dương Nghị Vân nghe nhìn đại gia nói chuyện, đều biết mọi người bị chuyện vừa rồi dọa tới rồi, rốt cuộc nhìn không thấy sở không tới, tìm không ra tới, ai cũng không biết đại gia trung gian còn có hay không người bị bám vào người. Hoặc là nói khẳng định có, nhưng là không biết ở ai trên người. Hỗn nguyên cấp bậc chẳng lẽ liền thật có thể thoát ly hiểm nghi sao? Dương Nghị Vân cảm thấy chưa chắc. Hắn đang đợi Mông Điềm, chờ Mông Điềm đại trận. Bất quá mọi người tâm vẫn là muốn ổn định một chút. Nhìn chung quanh mọi người Dương Nghị Vân nói, đại gia đừng lo, mấy cái ma hồn còn phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Hơn nữa ta ở nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Bực này ma hồn đã là có ý thức tồn tại, cho nên lệ khí cùng sát khí chờ tẫn tán. Nói cách khác liền,
Bực này ma hồn chỉ cần bắt được tay liền nhất tinh thuần thần hồn lực lượng, mỗi một cái tu luyện giả đều thích đồ vật. Đại gia nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, đôi mắt đều tỏa sáng lên. Đối với ma hồn mang đến không biết sợ hãi cũng nhỏ không ít. Đại gia mạo hiểm tiến vào này tòa ma tộc chi thành, nói đến cùng vẫn là tưởng đạt được cơ duyên, hoặc là nói thiên tài địa bảo mà thôi. Tiên giới cường giả vi tôn, ai không muốn làm nhân thượng nhân tiên thượng tiên. Còn nữa nói thượng thừa tu luyện tài nguyên, không có cường đại thực lực tu vi rất khó tưởng tượng đến. Liên tỷ như cửu trọng thiên kia địa phương, rất nhiều người đều biết, nhưng tưởng đi vào, khó khăn rất lớn, ít nhất một chút tu vi muốn cùng được với mới có thể tiến vào cửu trọng thiên. Lúc này Dương Nghị Vân giảng thuật ma hồn có thể là tinh thuần lực lượng sau, một đám tâm tư đều sinh động lên. Đối này Dương Nghị Vân tất cả đều xem ở trong mắt, đây cũng là hắn vui nhìn đến một màn, so sánh với dưới tự nhiên là hy vọng mọi người đều sĩ khí đề cao, cũng không phải là đối mặt mấy cái lão ma hồn liền uể oải. Đi trước Trung ương cung điện, đây mới là bắt đầu, mặt sau còn không biết có bao nhiêu khó khăn chờ bọn họ. Cho nên đại gia yêu cầu cũng đủ sĩ khí. Ma hồn châu chính là một liều chất xúc tác. Nhìn qua hiệu quả không tồi. Cười cười lúc sau Dương Nghị Vân tiếp tục nói, đại gia nghĩ cách chóc nã ma hồn luyện hóa, ai có thể đạt được chính là ai, nhưng tốt nhất là lẫn nhau hợp tác, để tránh tổn thương, đến nỗi nhìn không thấy vấn đề cũng không cần lo lắng. Mông Điềm đã bày ra đại trận, đợi chút đại trận khởi động lúc sau, ma hồn đem không chỗ nào che giấu. Dứt lời vừa ra bốn phương tám hướng liền vang lên một tiếng nổ vang. Ong! Thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rành mạch. Ngay sau đó mọi người liền thấy được phía chân trời phía trên xuất hiện một cái màu bạc kết giới. Lại là Mông Điềm mang theo hơn 1.000 quỷ tiên không được đại trận. Tại đây một khắc đại trận trong vòng tưới xuống nhàn nhạt ngân quang, chiếu rọi ở mỗi người trên người. Thần kỳ một màn xuất hiện. Trận pháp trong vòng không có người tránh thoát ngân quang chiếu rọi. Đương Mông Điềm đại trận quang mang xuất hiện chiếu rọi xuống tới. Bao phủ mỗi người lúc sau, giờ khắc này có 6 cá nhân trên người có bất đồng biến hóa. Ở đại thật ngân quang chiếu rọi xuống, này 6 người trên người xuất hiện một tầng nhàn nhạt hắc khí. Đây là, ma khí. Ninh Hòa Bình ra tiếng. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt tất cả mọi người minh bạch, này 6 cá nhân chính là bị ma hồn bám vào người người. Ở trước tiên mọi người đều rời xa này 6 cá nhân. Làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, 6 cái bị ma hồn bám vào người người, có 3 cái cư nhiên ở Phương Tĩnh Thiên người bên trong. Phương Tĩnh Thiên đồ đệ cảnh sán tiên tử cùng bên người nàng 2 cái hộ vệ đứng hàng trong đó. Sau 3 người chung, Kim Quy Tiên Nhân cư nhiên ở trong đó. Còn có chính là luyện tạo tiên minh một người bị thương hộ vệ. Cuối cùng một cái làm đại gia chấn động, người này cư nhiên là Hình Nguyên Minh bên người một người điện lão. Người trước 5 người luận tu vi đều là đại la cấp bậc. Nhưng Hình Nguyên Minh bên người tên này điện lão chính là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên A. Vừa rồi đại gia còn ở phân tích thảo luận nói hỗn nguyên cấp bậc không có khả năng bị ma hồn bám vào người, hiện tại xem ra, suy đoán cũng không chuẩn xác. Ma đan điện tên này điện lão chính là hỗn nguyên nói tiên, không làm theo bị ma hồn bám vào người sao. Bất quá cũng may Mông Điềm đại trận khởi động kịp thời, chung quy là đem 6 cái ma hồn bám vào người giả cấp tìm ra tới. Cái này 6 người lẻ loi đứng ở tại chỗ, bị tất cả mọi người vây quanh lên. Chủ nhân tổng cộng 6 cái nội quỷ, cái này tất cả đều không chỗ nào che giấu, chúng ta ra tay sao? Bảo Thuận Quang ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân nói chuyện. Nội quỷ cái này từ ngữ, Dương Nghị Vân cảm thấy Bảo Thuận Quang hình dung phi thường chuẩn xác. Nếu không phải Mông Điềm cái này đại trận, đại gia thật đúng là nhìn không ra tới, ngay cả hắn càn khôn chi mắt. Nếu như bị bám vào người giả không chính mình bạo động cũng là nhìn không ra tới. Đại gia đồng loạt ra tay, chỉ cần đem ma hồn từ bọn họ 6 thân thể nội bức bách ra tới là được, tận lực đừng đả thương người, chỉ cần cô lập ma hồn từng cái đánh bại là được. Dương Nghị Vân dặn dò một phen, chung quy này 6 người mặc kệ nói như thế nào đều là thân bất do kỷ. Dương Đạo Hữu kia, Phương Tĩnh Thiên bên kia 3 người đâu? Hình Uyên Minh thò qua tới hỏi. Dương Nghị Vân tự nhiên biết Hình Nguyên Minh đối Phương Tĩnh Thiên có hận ý, nếu có thể thừa cơ diệt trừ cảnh sán 3 người, đối Phương Tĩnh Thiên chính là cái rất lớn đả kích. Bất quá Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không làm như vậy, hắn tuy rằng đối Phương Tĩnh Thiên bất mãn, nhưng còn không đến mức kia cảnh sán nữ nhân kia khai đao, nếu là thật thừa cơ xử lý cảnh sán cùng bên người nàng 2 cái bà lão, chẳng phải là bị người chê cười. Kia nữ nhân hết giận sự, hắn nhưng làm không được.
Lão Hình A, Phương Tĩnh Thiên là Phương Tĩnh Thiên, hắn đổ đệ là hắn đổ đệ, hai chuyện khác nhau, lại nói nơi này quỷ dị, chúng ta nhân thủ liền nhiều như vậy, chết một cái liền ít đi một cái, tuy rằng Phương Tĩnh Thiên không có gia nhập chúng ta đồng minh chính doanh, nhưng vẫn luôn đi theo chúng ta đi, bản chất khác nhau không lớn. Cho nên nói đừng thương các nàng. Dương Nghị Vân đối Hình Uyên Minh cấp ra điểm mấu chốt, lời nói đạm nhiên, nhưng lại có loại không thể hoài nghi thậm chí là cảnh cáo ở bên trong. Hình Uyên Minh nghe xong trên mặt một trận trừ trừ, cười hắc hắc nói, yên tâm, minh bạch minh bạch. Nhưng tâm lý lại ở mắng Dương Nghị Vân, tiểu tử ngươi là coi trọng cảnh sán tiên tử đi, tiên đan thành người đều biết cảnh sán là tuyệt thế dung nhan, ai không nghĩ quỳ gối ở tiên tử dưới chân. Thật sự Dương mẫu nhân trong lòng nghĩ như thế nào ai cũng sẽ không biết. Nhưng là Hình Uyên Minh thật đúng là không dám không lấy Dương Nghị Vân nói đương hồi sự. Hiện tại Dương mẫu nhân ở Hình Uyên Minh hoặc là nói ở mọi người trong mắt, tu vi không tính tối cao, nhưng thế lực tuyệt đối lớn nhất, không thể trêu vào. Ra tay, tốc chiến tốc thắng. Dương Nghị Vân hạ lệnh. Nháy mắt giữa sân trọng người đều động lên. Bảo Thuận Quang cùng Đinh Hòa Bình hơn nữa Diêu không nói đi trấn áp Kim Quy Tiên Nhân cùng Đại La hộ vệ, giải quyết người trong nhà. Hình Uyên Minh cùng một cái khác điện lão nhằm phía bọn họ Ma Đan Điện điện lão. Phương Tĩnh Thiên còn lại là vẫn luôn ở nơi xa, trước tiên mang theo mấy cái đại la hộ vệ đối với đồ đệ cảnh sán cùng hai cái bà lão khởi xướng tiến công. Có nhằm vào trấn áp, hiệu quả tự nhiên là lộ rõ. Bất quá cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, bị bám vào người, thường thường sẽ bị thương nặng, nhưng là không có biện pháp, không dưới nặng tay, bám vào người ở bọn họ trong thân thể ma hồn ra không được. Dương Nghị Vân cùng Tuyết Tưởng không có động, lại một bên nhìn. Hắn là khống chế toàn cục người, lại nói nhân thủ cũng đủ. Đầu tiên là Kim Quy Tiên Nhân cùng luyện tạo tiên minh bị thương hộ vệ thực mau bị Đinh Hòa Bình bọn họ bức ra ma hồn, hơn nữa liên thủ dưới đem ma hồn hóa thành ma hồn châu, đạt được hai quả ma hồn châu. Đến nỗi Hình Uyên Minh này một phương lại là có chút thảm thiết, rốt cuộc bị bám vào người chính là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên cấp bậc điện lão, thực lực các phương diện cường hãn vô cùng, đặc biệt là ma hồn bám vào người lúc sau tu vi cao hơn một mảng lớn. Dương Nghị Vân nhìn Hình Uyên Minh cùng một cái khác điện lão lâu công không dưới, nhịn không được đối Tuyết Hương cùng Biên Long nói, các người đi cấp Hình Uyên Minh hỗ trợ đi, mau chóng kết thúc chiến đấu, nơi này quá mức quỷ dị, thời gian dài không chừng còn sẽ xuất hiện mặt khác biến cố. Hảo! Là, Đại Tông Sư! Tuyết Hương cùng Biên Long theo tiếng gia nhập chiến đấu, tức khắc Hình Uyên Minh một phương áp lực giảm đi, bắt đầu chiếm cứ phía trên, bắt lấy ma hồn chỉ là vấn đề thời gian. Trái lại Phương Tĩnh Thiên một phương không có người đi hỗ trợ, chỉ có Phương Tĩnh Thiên chính mình mang theo mấy cái đại la hộ vệ chiến đấu, lại là liên tục tổn thất rất còn sót lại đại la hộ vệ, dư lại Phương Tĩnh Thiên một người. Lúc này lão bất tử lại là bắt đầu hạ tử thủ. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Phương Tĩnh Thiên cái này cáo giả trừ bỏ đối đồ đệ cảnh sán lưu thủ ở ngoài, đối với hai cái bà lão trực tiếp hù chết tay, không chút nào để ý hai cái bà lão cũng là hắn mây lửa các người. Nháy mắt Phương Tĩnh Thiên trưởng tế một người bà lão. Giờ phút này Dương Nghị Vân lại là nhìn đến bị Phương Tĩnh Thiên đánh chết bà lão trên người ma hồn phiêu ra tới, trong nháy mắt cư nhiên hướng về hắn bay tới. Ha ha! Dương mẫu nhân ha ha cười lạnh, nhìn cái này bay tới ma hồn. Trong giây lát ra tay, trên người thanh liên tiên hỏa hình thành một tầng ngọn lửa phòng ngự, điều động cường đại thần hồn lực lượng hơn nữa mượn hoa sen đen thần hồn chi lực bất mãn toàn thân. Hắn cũng là phòng ngừa ma hồn đối hắn bám vào người. Có hoa sen đen lực lượng lúc sau là có thể ngăn cách ma hồn đối hắn bám vào người, trực tiếp ra tay hướng chết tấu hắn. Giơ tay chi gian trong tay ly lực lượng đại tác phẩm học mông điểm như vậy trực tiếp thúc giục lực lượng hóa thành một chương lưới lớn thân hình chớp động chi gian đem cái này ma hồn bao phủ ở bên trong. A, à, giống. Hiện ra sau ma hồn kêu thảm thiết, lại là một nữ nhân bộ dáng. Dương Nghị Vân không chút khách khí tăng lớn thanh liên tiên hỏa đốt cháy, co rút lại đại võng, trong nháy mắt đem chi hóa thành nắm tay đại ma hồn châu, thu công. Hừ, tìm tiểu ra bám vào người, tìm lầm đối tượng. Dương mẫu nhân cười lạnh, hắn thanh liên tiên hỏa chính là ma hồn khắc tinh lực lượng. Chủ nhân tiểu tâm. Đúng lúc này phía sau vang lên Bảo Thuận Quang nhắc nhở. Dương Nghị Vân không chút do dự thúc giục khắc văn đạo phù không gian xuyên qua tới rồi 20 mét ở ngoài. Ầm vang, chỉ chớp mắt lại là tại chỗ bạo phát một tiếng ầm vang. Ngẩng đầu vừa thấy cư nhiên là cảnh sán cầm trong tay roi dài hoặc là nói tiên khí đối với hắn xuất kích. Tiểu nương ra xem ra muốn tiểu ra ta tự mình thu thập ngươi. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói thầm.
Dương Nghị Vân nhìn cảnh sán đột nhiên đối chính mình ra tay, mắng Phương Tĩnh Thiên đồng thời, hai tròng mắt chăm chú vào cảnh sán trên người. Nàng bị ma hồn bám vào người, chủ đạo ý thức chính mình là ma hồn. Đối với Dương Nghị Vân mà đến gần nhất là lớn tiếng đánh nhau tới gần, thứ hai có lẽ là Dương Nghị Vân thu một cái ma hồn nguyên nhân đi. Này đó ma hồn đều là có ý thức tồn tại, nhìn đến đồng bạn bị thu tự nhiên cũng sẽ có nhất trí đối ngoại hoặc là báo thù trong lòng. Điểm này không kỳ quái. Ma hồn công kích tựa hồ muốn chỉ một ít, từ lần đầu tiên tiếp xúc tiểu ma hồn chính là, đến bây giờ này đó cũng như cũ giống nhau. Cảnh sán hoặc là nói giờ phút này hẳn là ma hồn công kích lại đây thời điểm, toàn thân ma khí đại tác phẩm, thân hình như cũ như là mông điểm đối phó cái kia lão ma hồn giống nhau lớn ba vòng, rồi sau đó là bay vọt ở giữa không trung hướng về Dương Nghị Vân đánh tới, nàng trên người bỗng nhiên xuất hiện chín đạo ma khí như là chín điều cự mãng giống nhau đối với Dương Nghị Vân quấn quanh lại đây. Dương Nghị Vân vẫn luôn thực bình tĩnh, bởi vì hắn biết chính mình trên người thanh liên tiên hỏa chính là khắc tinh ma hồn khắc tinh. Cho tới bây giờ hắn còn không có đối này đó ma hồn sinh ra quá cỡ nào sợ hãi trong lòng sợ hãi. Trong lòng vừa động toàn thân thanh liên tiên hỏa đại tác phẩm, tiên hồn lực lượng cùng trong cơ thể thiên lực bùng nổ, chiếu xạ ra vạn đạo quang mang. Tư tư tư, đương khống chế cảnh sán ma hồn chín đạo ma khí tới gần Dương Nghị Vân thời điểm, bị Dương Nghị Vân thúc giục thanh liên tiên hỏa hơn nữa tiên hồn cùng pháp lực hóa thành quang mang chiếu xạ mà đi, tức khắc phát ra tư 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 rung động thanh, lại là một chút bậc lửa. Giống, a, à, kêu thảm thiết từ cảnh sán trong miệng phát ra. Hiển nhiên lần này bị Dương Nghị Vân này đó tiên hỏa lực lượng cấp thiêu có hại. Nói đến cùng ma hồn chính là âm vật sinh linh, hơn nữa chỉ là ma hồn, liền tính là có thể điều động trong thiên địa ma khí có thể như thế nào. Gặp phải Dương mẫu nhân thanh liên tiên hỏa như cũng bị khắc chế gắt gao. Ngay sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau. Muốn chạy không có cửa đâu. Dương Nghị Vân nhìn đến cảnh sán tức khắc lui về phía sau muốn chạy, hừ lạnh một tiếng nhảy dựng lên vèo một chút biến mất, tái xuất hiện chắn cảnh sán trước mặt, dựa gần cảnh sán không chút do dự mang theo cường đại thanh liên tiên hỏa một chưởng đánh vào cảnh sán trên người. Chạm vào. Giống. Hét thảm một tiếng chung. Một chưởng này Dương Nghị Vân dùng tới ít nhất 8 phần lực lượng, đương nhiên hắn nếu không phải nghĩ sợ thương đến cảnh sán, nếu không tiếc dư lực ra tay, đã sớm đánh chết nàng, thu ma hồn. Rốt cuộc nói đến cùng cảnh sán là vô tội. Nàng chỉ là bị ma hồn bám vào người mà thôi. Không cần thiết đánh chết nàng. Tuy rằng cảnh sán có mấy lần chống đối hắn, thậm chí có thể nói hai người chi gian có khoảng cách, bất quá nói đến cùng đều không phải sinh tử nơi, không có đến không màng tất cả sát nàng thời điểm. Về phương diện khác Dương mẫu nhân thân là một đại nam nhân kỳ thật. Đối với vẫn luôn che mặt cảnh sán có chút tò mò, trong lời đồn cảnh sán tiên tử là tiên đan thành đệ nhất tiên tử, có tuyệt thế dung nhan, đối nàng, Dương mẫu nhân tự nhiên có như vậy một chút lòng hiếu kỳ. Cho nên không tính toán hạ tử thủ, chỉ cần đem nàng trong cơ thể ma hồn bước ra tới là được, đương nhiên thuận tay có thể cho nàng một cái giáo huấn. Phàm là bị ma hồn bám vào người người, liền tính bất tử cũng muốn nặng nề thương. Cho nên Dương Nghị Vân một chưởng này dùng tới 8 phần lực lượng. Nặng nề chung cảnh sán vững chắc ăn Dương Nghị Vân một chưởng, căn bản là không có né tránh. Kỳ thật cũng trốn không thoát, bởi vì Dương mẫu nhân thúc giục khắc văn đạo phù là xuyên qua không gian, căn bản là không phải tốc độ vấn đề, trốn không thoát. Lần này ở kêu thảm thiết chung, cảnh sán hoặc là nói ma hồn kêu thảm thiết, trên người thao thao ma khí cũng bị đánh tan. Lúc sau từ giữa không trung tin tức đi xuống. Toàn thân ma khí cũng cháy biến mất. Ầm vang. Một tiếng nổ vang chung cảnh sán hung hăng rơi xuống đất. Giờ phút này Dương Nghị Vân một cái lắc mình trực tiếp đi xuống, ra tay. Ngay sau đó nhéo vào cảnh sán trên cổ. Một cái tay khác trực tiếp chộp vào nàng thiên linh, bỗng nhiên vận chuyển cường đại tiên hồn bắt đầu hút xả, muốn ngạnh sinh sinh đem nàng trong cơ thể ma hồn hút xả ra tới, căn bản là không cho ma hồn cơ hội đào tẩu. Đương nhiên dám như thế bá đạo đi làm. Là bởi vì hắn bản thân thần hồn cường đại, thứ hai là bởi vì âm thầm có hoa sen đen lực lượng, cho nên Dương mẫu nhân là không sợ gì cả. Giống, a, à, cảnh sán phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đỉnh đầu phía trên ma khí đại tác phẩm, lại là bị Dương Nghị Vân ngạnh sinh sinh đem nàng trong cơ thể ma hồn hút xả ra tới. Thu, trong tay nhiều một viên ma hồn châu. Hơn nữa mông điểm cấp một viên trong tay hắn ba viên ma hồn châu. Lúc này Dương mẫu nhân nhếch miệng cười. Chính là ngay sau đó lại cũng cảm giác tựa hồ không thích hợp. Bởi vì hắn một bàn tay còn niết ở cảnh sán trên cổ.
không thích hợp một màn là, Dương Mỗ Nhân cảm giác có chút, trước mắt có chút lấp lánh sáng lên, hoặc là càng chuẩn xác cách nói là trước mắt trắng bóng một mảnh. Lúc này mới phát hiện, ở vừa rồi trong chiến đấu, hắn chỉ lo đem cảnh sán trong cơ thể ma hồn đánh ra tới, dùng sức quá mãnh, Thanh Liên Tiên Hỏa đốt cháy dưới không chỉ có thiêu tan trên người nàng cường đại ma khí, còn đốt cháy rất cảnh sán toàn thân quần áo. Xấu hổ! Giờ phút này cảnh sán trên mặt thần bí khăn che mặt đã sớm bị đốt cháy biến mất, toàn thân đỏ thấm quần áo cũng hóa thành cho tàn, hoàn toàn xích quả hiện ra ở trước mặt hắn. Lúc này hắn còn một bàn tay nhéo nhân ra cổ. Cũng chính là giờ khắc này cảnh sán mở hai mắt. A! À, một tiếng cao decibel thét chói tai nhớ tới. Dọa Dương Mỗ Nhân một cú sốc theo bản năng buông lỏng ra nhéo cảnh sán cổ. Ngươi, vô sỉ bang! Nhanh như tia chớp một kích cái tát trừ ở Dương Mỗ Nhân trên người. Ngọa tào! Dương Mỗ Nhân trừng mắt nhìn cảnh sán. Kỳ thật hắn không có sinh khí. Chỉ là đã nhìn chằm chằm nhân ra đang xem. Lại xem đào ngươi trong mắt cảnh sán đằng đằng sát khí giống to, theo sau vung lên lại là một bộ màu đỏ rực quần áo mặc ở trên người, chỉ là lần này không có ở mang khăn che mặt. Dương Mỗ Nhân bụng mặt, cảm thụ nóng rát đau. Trong đầu vẫn là một mảnh tuyết trắng hình ảnh. Bất quá càng làm cho Dương Mỗ Nhân ảnh hưởng khắc sâu chính là, cảnh sán dung nhan, quả nhiên. Không hổ là tiên đan thành đệ nhất tiên tử danh hiệu. Lạnh như băng biểu tình cùng khí chất, hoàn toàn chính là một cái băng sơn mỹ nhân, cùng hắn một thân lửa đỏ quần áo hoàn toàn không dính biên. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến cảnh sán dung mạo Dương Mỗ Nhân đột nhiên vang lên gặp qua một cái người quen. Đó chính là năm đó ở Tán Tiên Đảo gặp qua Thiên Hồ Sư Nương hình ảnh, giữa hai bên đến lúc đó có đồng dạng dung mạo khí chất. Chẳng qua Thiên Hồ Sư Nương trời sinh mị hoặc, mà cảnh sán là băng lãnh cao quý cái loại cảm giác này. Đi đi đi, chúng ta như thế nào có thể lấy Sư Nương cùng cảnh sán so sánh với, tội lỗi tội lỗi. Dương Mỗ Nhân ở trong óc mắng chính mình một tiếng. Tại đây nhìn về phía cảnh sán, lúc này lại thấy cảnh sán thân hình chợt lóe đã biến mất. Đi nàng sư phụ bên kia hỗ trợ. Sờ sờ trên mặt nóng bỏng, Dương Mỗ Nhân ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Phương Tĩnh Thiên bên kia, nhưng như cũng lẩm bẩm lầu bầu, này một cái tát tựa hồ đáng giá. Phương Tĩnh Thiên một người chiến đấu cảnh sán bên người hai cái bà lão, đến chết một cái bà lão bị thương nặng, lúc này chiếm cứ thượng phong, bỗng nhiên một kích sát đi. Sư phụ nhận lấy lưu tình. Cảnh sán hô to. Hai cái bà lão đều là từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên. Là có cảm tình, trong đó một cái đã bị sư phụ đánh chết, hiện tại còn thừa cuối cùng một cái, nhìn qua đã bị sư phụ Phương Tĩnh Thiên chế phục, nhưng nàng phát hiện sư phụ như cũng muốn hạ tử thủ vội vàng ra tiếng hô to. Hừ, chết, a, à. Phương Tĩnh Thiên căn bản liền không có nghe cảnh sán bỗng nhiên một kích trực tiếp đánh vào cuối cùng một cái bạch y bà lão trên người. Người sau kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống vũng máu chung. Tức khắc ma hồn hiện ra tới. Mà giờ phút này Phương Tĩnh Thiên hai mắt đỏ bừng hét lớn một tiếng, thế nhưng mở ra miệng rộng cũng không biết dùng cái gì bí pháp lại là trực tiếp một ngụm đem bạch y bà lão trên người hiện ra tới ma hồn một ngụm cắn nuốt đi xuống. Sư bà, cảnh sán bi thương một tiếng vào tới ngã vào vũng máu chung bạch y bà lão trước người, nhưng bà lão đã bị Phương Tĩnh Thiên đánh chết. Dương Nghị Vân cau mày nhìn lại thấy Phương Tĩnh Thiên cắn nuốt ma hồn lúc sau toàn thân hơi thở ở đại trướng chung. Giờ phút này Đinh Hòa Bình đi tới đến Dương Nghị Vân bên người, cũng nhìn Phương Tĩnh Thiên đối Dương Nghị Vân nói, Phương Tĩnh Thiên điên rồi, hắn trực tiếp nuốt vào hai cái hồn ma, cái này lão bất tử thoạt nhìn tu vi ở đột phá chung. Giữa không trung Phương Tĩnh Thiên giờ phút này quanh thân đều tràn ngập ma khí, thiên địa chi lực cuồn cuộn không ngừng hối vào trong thân thể hắn. Đây chính là ma khí, cái này lão đông tây thế nhưng không kiêng nể gì ở hấp thu. Cường đại hơi thở ở tăng trưởng. Sư phụ ngươi mau dừng lại. Cứ việc bên người bà lão bị sư phụ đánh chết, nhưng làm đồ đệ, cảnh sán cũng nhìn ra sư phụ Phương Tĩnh Thiên trên người không thích hợp. Ma khí cùng tiên nhân lực lượng chính là tương khắc, nàng rõ ràng Phương Tĩnh Thiên tướng khổng lồ ma khí hấp thu đi xuống sẽ có cái gì hậu quả. Ha ha ha, sán nhi không cần lo lắng, vi sư muốn đột phá giữa không trung Phương Tĩnh Thiên điên cuồng cười to. Đại tông sư này Phương Tĩnh Thiên sợ là muốn nhập ma. Đinh Hòa Bình mang theo lo lắng nói. Giờ phút này giữa sân mặt khác ma hồn đã đều bị đại gia liên hợp thu phục hóa thành ma hồn châu, Phương Tĩnh Thiên điên cuồng tình huống đem mọi người hấp dẫn lại đây. Đối này Dương Nghị Vân nhìn Phương Tĩnh Thiên nói, nhìn xem tình huống rồi nói sau, chúng ta cũng ngăn cản không được lão đông tây đột phá, các ngươi cảm thụ ra tới sao,
Phương Tĩnh Thiên tựa hồ. Đột phá chính là thượng phẩm hỗn nguyên nói tiên. Thật là như thế, kỳ thật ở tiên đan thành mấy thế lực lớn mọi người đều rõ ràng từng người chi tiết. Phương Tĩnh Thiên cái này lão bất tử xuất thân mây lửa cách, tuy rằng phóng nhãn tiên giới mây lửa các không có mặt khác phân bố tổng bộ, nhưng ở tiên đan thành tuyệt đối là lịch sử đã lâu một cái thế lực. Phương Tĩnh Thiên tu vi trước đây hơn 1.000 năm chính là trung phẩm hỗn nguyên nói tiên, có thể nói hắn tạp ở bình cảnh nhiều năm, lần này tiến vào ma tộc chi thành cũng là vì thế. Hiện tại xem ra, cái này lão Đông Tây đạo tâm đã ra vấn đề, vì đột phá bình cảnh cư nhiên như thế không kiêng nể gì, sinh nuốt ma hồn hấp thu ma khí, hắn đây là rất nguy hiểm, 8-9 phần 10 là sẽ rơi vào ma đạo. Hình Uyên Minh đi tới cũng mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta kế tiếp như thế nào ứng đối? Chẳng lẽ chờ Phương Tĩnh Thiên thành ma sao? Biên Long ra tiếng. Siêu không nói cũng ra tiếng nói, nếu là Phương Tĩnh Thiên chân rơi vào ma đạo, đến lúc đó sẽ hắn tu vi tất nhiên sẽ đột phá đến thượng phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh. Nếu là thật như vậy, đối chúng ta chính là một cái đại uy hát yếu ta, đại tông sư nếu không chúng ta hiện tại liền ra tay, thừa dịp cái này lão bất tử còn không có đột phá đem hắn chân áp. Sợ là đã muộn rồi. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm Phương Tĩnh Thiên quan khán tự nói. Ầm vang. Giữa không trung Phương Tĩnh Thiên trên người truyền đến một tiếng nổ vang. Hắn, đột phá bảo thuận quang nhịn không được thất thanh. Cường đại uy áp hơi thở cùng kinh người ma khí khuếch tán mở ra, làm tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này Phương Tĩnh Thiên phi đầu tán phát một đôi mắt biến thành xích hồng sắc. Dương Nghị Vân cũng là trong lòng cả kinh, Phương Tĩnh Thiên cái này cáo giả thật đúng là. Rơi vào ma đạo ý nghĩa cái gì bọn họ đều rõ ràng. Cho nên cần thiết trấn áp Phương Tĩnh Thiên. Nhưng mà Dương Nghị Vân vừa muốn nói chuyện hết sức, lại thấy Phương Tĩnh Thiên quỷ dị cười, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang từ giữa không trung hướng lạc mà xuống, mục tiêu lại là hắn đổ đệ cảnh Sán. Sư phụ! Ha ha ha, Sán nhi tùy vi sư đi làm một chuyện lớn đi. Phương Tĩnh Thiên không khỏi phân trần nắm lên cảnh Sán hóa thành một đạo khổng lồ ma khí nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó nơi xa phía chân trời đại trận truyền đến một tiếng nổ vang. Ầm vang. Truy. Dương Nghị Vân tuy rằng không biết Phương Tĩnh Thiên cái này lão bất tử muốn làm cái gì, nhưng là trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, tổng cảm giác Phương Tĩnh Thiên sẽ làm ra cái gì cực đoan việc tới. Đích xác lão bất tử rơi vào ma đạo, thực điên cuồng. Vốn dĩ hắn nghĩ Phương Tĩnh Thiên sau khi đột phá hoặc là nói rơi vào ma đạo lúc sau, bởi vì sẽ cùng bọn họ chém giết. Không nghĩ tới lại là ở trước tiên nắm lên cảnh Sán chạy thoát. Hoặc là nói Phương Tĩnh Thiên không phải trốn, mà là có càng chuyện quan trọng đi làm. Giờ phút này còn không biết là chuyện gì. Nhưng Dương Nghị Vân cảm thấy cần thiết ngăn trở Phương Tĩnh Thiên. Hắn dự cảm thật không tốt. Kết quả tốc độ mau tới rồi cho đến, đại gia tưởng ngăn trở cũng chưa tới kịp. Dựng lên trực tiếp phá tan mông điểm thao tác đại trận xông ra ngoài. Điểm này làm tất cả mọi người kinh hãi. Này đã thuyết minh, Phương Tĩnh Thiên giờ phút này thực lực viễn siêu đại gia tưởng tượng. Ngăn trở sợ là cũng ngăn không được. Nhưng Dương Nghị Vân lại không thể mặc kệ, nơi này quỷ dị, Phương Tĩnh Thiên nhập ma, lại bắt đi đồ đệ cảnh Sán, này hết thảy tựa hồ nghĩ không quá đơn giản. Còn có chính là căn cứ Phương Tĩnh ngày mới đối cảnh Sán nói chuyện thanh, Dương Nghị Vân cảm giác Phương Tĩnh Thiên cũng không có mất đi ý thức. Cần thiết truy, mặc kệ Phương Tĩnh Thiên muốn làm cái gì đều phải đem hắn bắt lấy. Nhìn dáng vẻ Phương Tĩnh Thiên bắt đi cảnh Sán cũng không phải cái gì chuyện tốt, đối cảnh Sán tới nói tuyệt đối không phải. Dương Nghị Vân nhưng không hy vọng cảnh Sán bực này thiên tiên tử bị Phương Tĩnh Thiên chộp tới tai họa. Đương nhiên đây là hắn nội tâm bản năng ý tưởng. Vừa mới xem qua cảnh Sán xích quả quả một màn, còn không có sở dư vị, đã bị Phương Tĩnh Thiên bắt đi, cái này làm cho Dương mẫu nhân trong lòng thực khó chịu. Về phương diện khác hắn cảm giác Phương Tĩnh Thiên bắt đi cảnh Sán tuyệt đối là có không có gì mưu đồ. Chớp mắt công phu Phương Tĩnh Thiên bắt lấy cảnh Sán bay ra mông điểm bày ra đại trận biến mất không thấy. Dương Nghị Vân hô to một tiếng truy. Vội vàng qua đi tới rồi trận pháp bên cạnh, lại là phát hiện đã có mấy cái mông điểm quỷ thiên bị Phương Tĩnh Thiên tiêu diệt. Sư tôn đệ tử vô năng không có thể ngăn lại hắn. Mông điểm hạ lệnh giải tán quỷ thiên đại trận, tiến lên cùng Dương Nghị Vân nói chuyện. Người đã làm thực hảo, Phương Tĩnh Thiên rơi vào ma đạo, tu vi cũng đột phá tới rồi thượng phẩm hỗn nguyên chi cảnh, các ngươi ngăn trở không được cũng bình thường, tổn thất rất cao cấp huấn luyện viên sĩ. Dương Nghị Vân hỏi Mông Điềm. Tám tướng sĩ bị Phương Tĩnh Thiên một kích hồn phi phách tán. Mông Điềm thanh âm trầm thấp trả lời,
này đó tướng sĩ hắn lúc trước từ Hoàng Lăng Đại Tần Thành mang ra tới thời điểm là 3.000 chi chúng, một đường đi đến hiện tại cũng liền dư lại 1.000 linh mấy chục hào. Hiện giờ là chết một cái thiếu một cái, hơn nữa quỷ tiên một khi tử vong chính là hồn phi phách tán, cái gì đều sẽ không dư lại, bọn họ là quỷ tiên, cũng không phải là có máu có thịt người, đã chết chính là vĩnh viễn tiêu tán. Tổn thất một cái đều sẽ làm Mông Điềm trong lòng vô cùng trầm trọng đau lòng. Này một kích khiến cho Phương Tĩnh Thiên đánh chết 8. Dương Nghị Vân cũng là một trận hỏa đại, nói trắng ra là hắn đối Mông Điềm cùng này đó quỷ tiên tướng sĩ vô cùng thân thiết, bởi vì quê quán đều đến từ một chỗ, so sánh với tiên giới trăm triệu sinh linh, này 1.000 tới hào quỷ tiên giống như hạt cát nhỏ bé, nhưng với hắn mà nói chính là quê nhà người. Sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, Dương Nghị Vân đối Mông Điềm nói, mang hảo đội ngũ, cùng ta đuổi theo Phương Tĩnh Thiên, lần này làm hắn hôi phi yên diệt. Cấp các tướng sĩ báo thù. Là, sư tôn. Dương Nghị Vân bay vọt dựng lên, thấy được nơi xa tế đàn thượng có ánh sáng, trong lòng căng thẳng, vội vàng bay qua đi. Cách thật xa liền thấy được tế đàn nhất phía trên, Phương Tĩnh Thiên cùng cảnh sán thân ảnh. Thực mau bọn họ đều bay lên tế đàn. Giờ phút này ở tế đàn thượng lại là quang mang đại tác. Nhưng lại là huyết quang. 4 tầng tế đàn tầng cao nhất, cũng liền trăm bình phương bộ dáng. Vây quanh tế đàn, Dương Nghị Vân hạ lệnh. Ngay sau đó mọi người vây quanh tế đàn. Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương cùng Đinh Hòa Bình chờ mấy cái hỗn nguyên cấp bậc cao thủ dừng ở tế đàn thượng, lại là thấy được tế đàn thượng có 2 tôn pho tượng cùng từng đạo phức tạp cổ xưa khắc văn. Giờ phút này Phương Tĩnh Thiên vẻ mặt điên cuồng chi sắc, chính là cảnh sán lại là đã cuốn xúc ở hắn dưới chân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm nói, sư phụ vì cái gì? Ha ha ha, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Vì sư tu vi chậm chạp không thể đột phá, nhưng lại tìm được rồi một quyển ma tộc bí điển, nhưng nhập ma đạo mà không bị lạc tự mình ý thức, những năm gần đây vi sư vài lần tưởng nhập này ma thành tới nhưng chung quy không hạ quyết tâm. Dù sao cũng là rơi vào ma đạo a, ai có thể biết ma tộc bí điển ghi lại có phải hay không chân thật. Cũng may là Đinh Hòa Bình giúp ta làm ra tới quyết tâm, thế nhưng muốn tới ma tộc chi thành, một khi đã như vậy đó chính là ý trời làm vi sư tu luyện ma đạo. Đi bước một đi đến nơi này kỳ thật vi sư trước sau ở do dự muốn hay không nhập ma đạo tu luyện ma công, chung quy ngươi cùng 2 cái bà lão bị ma hồn bám vào người, hơn nữa Dương Nghị Vân kia tiểu tử bức bách làm vi sư đi ra này một bước. Nói nơi này thời điểm Phương Tĩnh Thiên còn mang theo tà tà ý cười nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, hắn đối bốn phía Dương Nghị Vân đám người vây quanh căn bản liền không thèm để ý. Rồi sau đó tiếp tục nói, quả nhiên a ma điển ghi lại không có sai. Cắn nuốt ma hồn tu luyện có thể gia tăng tu luyện, vi sư hiện tại đột phá, ha ha ha. Nhưng là còn chưa đủ, xa xa không đủ, kia bộ ma điển ghi lại một ít tình huống nơi này, hiện tại cái này tế đàn 2 tôn ma khuyển chính là cường đại thượng cổ ma hồn U Vương Điện người thủ hộ. Chó má U Vương đương nhiên là không tồn tại, chính là ma khuyển người thủ hộ còn tồn tại, kia sẽ là cường đại vô cùng ma tộc ma thú, có thể giết sạch nơi này mọi người, đến lúc đó vi sư là có thể cắn nuốt mọi người tinh huyết tiên hồn. Sẽ càng cường đại hơn vô cùng. Đến nỗi ngươi liền xưng là vi sư đánh thức ma khuyển tế phẩm đi, U Vương Điện bảo hộ ma khuyển yêu cầu sử nữ tinh huyết đánh thức, như thế vi sư cũng càng tốt khống chế ma khuyển, bất quá sán nhi nhưng yên tâm, vi sư có thể lưu tánh mạng của ngươi, nhiều nhất chính là tổn thất tu vi cùng tinh huyết trở thành một phàm nhân, nhưng ngươi công lao vi sư sẽ nhớ kỹ. Hiện tại, ha ha ha, bảo hộ U Vương Điện ma khuyển cổ hồn tỉnh lại đi, xử lý nơi này mọi người, oa ha ha ha. Phương Tĩnh Thiên hoàn toàn điên cuồng. Đương hắn dứt lời lúc sau tế đàn thượng khắc văn động lên, 2 tôn ma khuyển điêu khắc cũng huyết quang đại tác phẩm, mặt trên là cảnh sán máu. Dương Nghị Vân cùng Đinh Hòa Bình đám người sắc mặt biến vô cùng khó coi, không nghĩ tới Phương Tĩnh Thiên cái này lão bất tử cư nhiên đã sớm được đến cái gì ghi lại nơi này ma điển. Muốn đánh thức bảo hộ U Vương Điện 2 tôn ma khuyển loại. Trong nháy mắt làm người tim đập nhanh ngập trời ma khí từ 2 tôn ma khuyển điêu khắc thượng bùng nổ dựng lên. Lui! Dương Nghị Vân giống lớn một tiếng, hắn cảm giác trái tim kinh hoàng lên. Mọi người nghe được Dương Nghị Vân hô to vội vàng lui về phía sau. Oanh! Một tiếng nổ vang dưới, khí lãng ngập trời nhộn nhạo mà đến. Tất cả mọi người bị cổ lực lượng này ném đi ra ngoài. Cũng may đều không có đã chịu cái gì đại thương tổn, một đám ở giữa không trung phiên lăn lộn mấy vòng sau đều ổn định thân hình. Lại đi xem! Lại là chỉ thấy tế đàn 2 tôn 3 mét rất cao, ma khuyển điêu khắc càng thêm huyết quang đại tác phẩm, ma khí phóng lên cao.
Ngay sau đó hai tiếng cả ngày gầm rú vang lên, đinh tai nhức óc. Giống, giống, khuyển thân nhân thủ hình thái, nói là kêu ma khuyển nhưng lại một chút đều không có khuyển loại gầm rú thanh âm, ngược lại tràn ngập lệ khí. Tuyệt đối là đại yêu. Ma tộc đại ma thú. Dương Nghị Vân mở miệng nói, tất cả mọi người đánh lên tinh thần tới, hỗn nguyên dưới tu sĩ tất cả đều lui về phía sau 10 dặm. Nhàn nhạt hai đầu ma khuyển phát ra hơi thở khiến cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, Dương Nghị Vân biết không dễ đối phó, thậm chí là trong lòng không có gì tự tin. Hạ lệnh làm hỗn nguyên dưới tu sĩ lui về phía sau, là không nghĩ làm cho bọn họ đã chịu lan đến. Ở cường đại thực lực trước mặt, đều không phải là người nhiều là có thể giải quyết vấn đề. Cùng với như thế không bằng giảm bớt thương vong tới hảo. Hắn bên người lưu lại hỗn nguyên cảnh cao thủ là được. Lại nói tiếp cũng không tính kém, có Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu không nói, Hình Uyên Minh còn có ma đan điện một người điện lão, thêm lên nhưng chính là 6 đại hỗn nguyên chi cảnh cao thủ, trong đó Đinh Hòa Bình 4 người cùng với Tuyết Hương chính là trung phẩm hỗn nguyên chi cảnh. Đương nhiên chỉ có hắn Dương Nghị Vân một người là đại la đại viên mãn, bất quá hắn cái này đại la đại viên mãn chính là một chút đều không thể so này đó hỗn nguyên kém. Như thế chính là 7 đại hỗn nguyên. Đương nhiên bọn họ hiện tại muốn đối mặt chính là hai đầu bị Phương Tĩnh Thiên huyết tế đánh thức cường đại ma hồn khuyển, bản thể nhìn là điêu khắc, nhưng lại không biết chung quy tỉnh lại sẽ là tình huống như thế nào. Còn có một cái Phương Tĩnh Thiên bản thân chính là đạt tới thượng phẩm hỗn nguyên chi cảnh cao thủ, một cái đều khó chơi. Về phương diện khác nghe vừa rồi Phương Tĩnh Thiên cái này lão bất tử nói qua, hắn được đến cái gì ma điển cư nhiên có thể thao tác hai đầu ma khuyển, cái này liền khủng bố. Phương Tĩnh Bình Minh hiện tựa hồ rơi vào ma đạo, nhưng cũng như chính hắn lời nói, lão Đông Tây nói qua tu luyện chính là ma công, chủ ý thức không có biến mất. Nói cách khác cái này lão Đông Tây hiện tại tu luyện ma công dưới tình huống, còn có thể bảo trì chính mình ý thức bất diệt, bực này tình huống mới là đại uy hát Iota. Bất quá nói nhập ma cũng không có sai, bởi vì ở đại gia trong mắt Phương Tĩnh Thiên đã điên rồi. Cư nhiên liền chính mình đồ đệ cảnh sán đều không buông tha. Dùng cảnh sán tinh huyết đi huyết tế triệu hoán hai đầu ma khuyển thức tỉnh. Không hề nghi ngờ cảnh sán tuy rằng không chết, nhưng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hiện tại chỉ là mất đi đại lượng tinh huyết, kế tiếp có thể hay không bị cắn nuốt tiên hồn. Dương Nghị Vân nhìn ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch cảnh sán, chung quy là trong lòng thở dài một tiếng, quyết định muốn đem cảnh sán cứu tới. Mọi người đợi lát nữa tiến lên bám trụ hai đầu ma khuyển, ta đi cứu cảnh sán. Dương Nghị Vân dặn dò một tiếng. Đối này chỉ có Tuyết Hương mày nhăn lại, những người khác còn lại là hiểu ý cười, nam nhân sao, anh hùng cứu mỹ nhân đây là hẳn là, huống chi cảnh sán khăn che mặt bị Dương Nghị Vân thiêu hủy lúc sau, lộ ra dung nhan đích xác xưng được với một tiếng tiên đan thành đệ nhất tiên tử danh hiệu. Mọi người đều không có ý kiến. Giết bọn họ. Nhưng vào lúc này, Phương Tĩnh Thiên thanh âm vang lên. Mà tế đàn thượng huyết quang dần dần biến mất, hai đầu ma khuyển điêu khắc sống. Một đen một đỏ, hai đầu rất sống động ma khuyển. Giờ phút này hoàn toàn sống, người đứng lên mà chạm, là 3 mét cao nhân thân, đầu còn lại là khuyển loại. Giống. Giống giận chung, một đen một đỏ hai đầu ma khuyển trực tiếp vọt lại đây. Sát, xử lý hai đầu ma khuyển, đại gia lấy ra thực lực tới, lúc này ngàn vạn đừng tư tàng, nếu không chúng ta đều không có hảo trái cây ăn. Dương Nghị Vân giống to chung trong tay đồ long kiếm xuất hiện. Thúc giục khắc văn đạo phù một cái lắc mình sai khai qua đi, thẳng đến tế đàn trung ương cảnh sán. Hắn muốn đem cảnh sán trước cứu ra lại nói. Có khắc văn đạo phù không gian xuyên qua chi lực, có thể trực tiếp vòng qua hai đầu ma khuyển, thẳng tới tế đàn thượng. Đến nỗi hai đầu ma khuyển làm Đinh Hòa Bình bọn họ 6 người đối phó dây dưa, nghĩ đến liền tính đánh không lại cũng có thể ngăn cản trụ. Nói đến cùng vẫn là ma hồn mà thôi. Còn chưa tới trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Cường đại chỉ là hơi thở, ma hồn vốn dĩ chính là hơi thở cường đại, nhưng nhược điểm là không có thân thể. Cho nên Dương Nghị Vân trực tiếp tới rồi tế đàn trung ương cảnh sán trước người. Chẳng qua hắn đến tế đàn trung ương sau, lại là thấy được một cái khác hình ảnh, lại thấy tế đàn trung ương khắc văn như cũ ở vận chuyển chung, hơn nữa lấp lánh sáng lên. Truyền tống thông đạo. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên buột miệng thốt ra. Phía trước mông điểm nói qua đi trước trung ương cung điện. Yêu cầu trải qua 9 đại hành cung, mà mỗi một cung tiến vào tiếp theo cung nhập khẩu đều ở bên trong đại điện. Này tòa cung điện nội chỉ có tế đàn tồn tại, hiện tại thấy được khắc văn truyền tống, Dương Nghị Vân liền xác định nhất định là tiến vào tiếp theo cung nhập khẩu.
Này đến cũng hảo, đợi lát nữa nếu là đánh không lại, đại gia trực tiếp từ nơi này tiến vào tiếp theo cung đi. Tưởng quy tưởng nhưng Dương Nghị Vân cũng không có dừng lại, trực tiếp đi vào cảnh sán trước người, đem nàng nâng lên nói, đi, ta mang ngươi rời đi, sư phụ ngươi đã nhập ma. Dương Nghị Vân nâng cảnh sán thời điểm kiểm thi A rồi một chút tình huống của nàng, còn hảo, chỉ là tổn thất tinh huyết, nàng tiên hồn còn ở, bực này tình huống chỉ là sẽ tạo thành suy yếu, có thể chậm rãi khôi phục lại. Cảnh sán chưa từng có nghĩ đến, có một ngày Dương Nghị Vân sẽ cứu nàng. Lúc trước nàng chính là phải đồ mưu Dương Nghị Vân trên người khắc văn đạo phù. Nhưng hiện tại ngược lại là hắn tới cứu nàng. Đương nhiên phía trước nàng toàn thân quần áo bị Dương Nghị Vân thiêu quang, cũng là vì cứu nàng, bị hắn xem hết. Có một cái dấu ở cảnh sán trong lòng bí mật vẫn luôn không có tới đến nói, giờ phút này cảnh sán lại là tưởng nói cho Dương Nghị Vân, cái thứ nhất nhìn đến nàng dung mạo người liền phải cưới nàng. Vừa muốn mở miệng thời điểm, cảnh sán khóe mắt thấy được một đạo lưu quang tới. Tiểu tâm, tuy rằng thân thể suy yếu nhưng lại cắn răng bỗng nhiên đẩy Dương Nghị Vân một chút. Phốc, cảnh sán một búng máu dịch phun ra. Dương Nghị Vân còn lại là bị cảnh sán đẩy ra đi 3 mét xa, lúc này quay đầu lại liền nhìn đến, cảnh sán hộc máu ngã xuống vũng máu chung. Mà ở cảnh sán phía sau Phương Tĩnh Thiên mang theo âm chắc chắc ý cười xuất hiện. Cái này Dương Nghị Vân nơi nào còn không rõ, vừa rồi cảnh sán đẩy hắn là bởi vì thấy được Phương Tĩnh Thiên xuất hiện đánh lén. Phương Tĩnh Thiên người mẹ nó xúc sinh, Dương Nghị Vân đôi mắt đỏ mắng Phương Tĩnh Thiên. Vốn dĩ cảnh sán liền dư lại nửa cái mạng, cái này một kích trực tiếp ngã trên mặt đất không biết là ngất đi rồi vẫn là đã chết. Dù sao Dương Nghị Vân lúc này hận chết Phương Tĩnh Thiên. Cũng tự trách mình đại ý, phía trước rõ ràng nhìn đến Phương Tĩnh Thiên cái này lão bất tử ở hai đầu ma khuyển bên người như là ở thao tác hai đầu ma khuyển bộ dáng. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể rút ra không tới, đánh lén hắn. Cũng may là cảnh sán có lương tâm, đẩy hắn một phen né tránh, nhưng nàng lại bị Phương Tĩnh Thiên một kích. Cái này sinh tử cũng không biết. Cạc cạc cạc, tiểu tử cảnh sán là ta đồ đệ, đừng nhúc nhích nàng, người phía trước thực kiêu ngạo, lão phu nhẫn đến bây giờ, rốt cuộc có thể diệt ngươi, đến đây đi, quỳ xuống đất xin tha, lão phu thưởng ngươi cái toàn thây, ha ha ha. Phương Tĩnh Thiên là thật sự phân điên cuồng giống nhau cuồng tiếu, nhìn Dương Nghị Vân tràn đầy diễn ngược chi ý. Dương Nghị Vân đối Phương Tĩnh Thiên coi rẻ ngay từ đầu thực phẫn nộ, nhưng là ngay sau đó nghe hắn nói chuyện, Dương Nghị Vân lạnh giọng nói, làm tiểu gia quỳ xuống người rất nhiều, nhưng nói cho ngươi, đều đã hồn phi phách tán, ngươi không phải cuối cùng một cái. Uy hát yêu ta sao? Coi rẻ sao? Này đó ở tiểu gia trên người đều không dùng được. Ha ha ha, xem ra tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng hảo lão phu thân thủ diệt ngươi, như thế mới có cảm giác thành tựu. Khiến cho tiểu tử ngươi kiến thức lão phu ma công thủ đoạn, làm ngươi biết cái gì là thượng phẩm hỗn nguyên chi uy. Phương Tĩnh Thiên như cũ coi rẻ diễn ngược nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói chuyện. Dứt lời lúc sau, Phương Tĩnh Thiên vèo một chút biến mất tại chỗ, tái xuất hiện mang theo vô tận âm sát ma khí tới rồi Dương Nghị Vân đỉnh đầu 3 mét chỗ, bỗng nhiên một quyền oanh kích mà xuống. Mắt thường thấy được ma khí ở hắn trên nắm tay, hung hăng hướng về Dương Nghị Vân tạp lạc mà xuống. Giờ phút này Dương Nghị Vân đích xác cảm nhận được Phương Tĩnh Thiên bất đồng, bởi vì hắn phát hiện Phương Tĩnh Thiên một quyền mà xuống lúc sau, hắn quanh thân đều mang theo vô tận ma khí, vô hình bên trong có uy áp không ngừng hướng về hắn đọng lại mà đến. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân tự nhiên không dám đại ý. Hắn biết muốn cùng Phương Tĩnh Thiên chu toàn, cần thiết muốn xuất toàn lực, hoặc là nói có thể sử dụng thượng thủ đoạn đều phải dùng đến, nếu không thật đúng là sẽ bị cái này lão bất tử cấp chân áp đi xuống. Ong! Đồ Long kiếm một tiếng nổ vang mà vang. Thanh Liên tiên hỏa cùng trong cơ thể nói nguyên chi lực hơn nữa hoa sen đen lực lượng đều bị Dương Nghị Vân thi triển ra tới tiến vào Đồ Long kiếm chung. Phá không chạm. Bạo giống chung Dương Nghị Vân thúc giục khắc văn đạo phù lực lượng, bỗng nhiên nhảy dựng lên tới rồi giữa không chung cùng Phương Tĩnh Thiên tề bình, bỗng nhiên nhất kiếm chém giết mà xuống. Ầm vang! Thật lớn ầm vang chung, Dương Nghị Vân này nhất kiếm có thể nói thượng dùng tới 10 thành 10 toàn lực. Trực tiếp cùng Phương Tĩnh Thiên chính diện đối đánh. Hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình cùng cái này lão bất tử đến tột cùng có thể kém bao lớn. Kết quả lại là hai bên đối đánh lúc sau, Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến. Hắn nhất kiếm rõ ràng chạm ở Phương Tĩnh Thiên trên nắm tay, nhưng lại như là chém giết ở một cục bông thượng giống nhau, lập tức cảm giác sở hữu lực lượng bị Phương Tĩnh Thiên hấp thu hầu như không còn.
Giây tiếp theo hắn thấy được Phương Tĩnh Thiên mang theo tà ác ý cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lúc này Dương Nghị Vân cảm giác không thích hợp, muốn triệt thoái phía sau. Nhưng lại là nghe được Phương Tĩnh Thiên một tiếng, đi tìm chết đi. Ngay sau đó chính là một cổ âm sát chi lực bắn ngược dựng lên, trực tiếp thông qua đổ long kiếm chuyển đến, trong ngoài chi lực bắn ngược. Oanh một chút như là cư cự thạch va chạm chim thước lực lượng tới rồi trên người hắn. Phốc! Dương Nghị Vân trong tay đổ long kiếm rời tay mà ra, bay ngược đi ra ngoài mấy trăm mễ. Chính hắn còn lại là hung hăng rơi xuống ở tế đàn thượng. Minh một tiếng, thân thể trực tiếp bị nện ở tế đàn hãm sâu hố to. Khụ khụ khụ. Dương Nghị Vân ho khan từ hố to ra tới. Giờ phút này Phương Tĩnh Thiên huyền phù ở giữa không trung, ha 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 cười to, con kiến ngươi. Đại tông sư, chủ nhân, sư phụ. Nơi xa cùng hai đầu ma khuyển dây dưa Đinh Hòa Bình đám người nhìn đến Dương Nghị Vân bị thương khẩn trương, bọn họ mấy cái hai tay dưới, đem hai đầu ma khuyển kiềm chế. Đương nhiên Dương Nghị Vân vừa thấy bên trong có Mông Điềm ở, hẳn là Mông Điềm ra tay giúp đại ân, rốt cuộc Mông Điềm là quỷ tiên, đều là âm thuộc tính sinh linh, đừng nhìn tu vi tiểu, nhưng lại có thể tạo được đại tác dụng. Đừng tới đây, các ngươi đối phó hai đầu ma khuyển, cái này lão bất tử ta có thể ứng phó. Dương Nghị Vân giơ tay ngăn lại Đinh Hòa Bình đám người, hắn biết ma khuyển khó đối phó, hiện tại phân tâm lại đây giúp hắn, làm không thật lớn ra đều sẽ bị thương. Mặt khác, Dương Nghị Vân vẫn là có át chủ bài tồn tại, tuy rằng này một kích bị cái này lão bất tử bị thương nặng, nhưng ở thừa nhận trong phạm vi, bị thương là khó tránh khỏi. Bất quá nói trở về, Phương Tĩnh Thiên cái này lão bất tử thực lực, đích xác làm hắn trong lòng khiếp sợ. Nhìn như tùy tay một quyền chi uy, nội liếm vô cùng, trong giây lát bạo phát lực lượng vượt quá tưởng tượng, nếu không phải trên người hắn có tiên y tồn tại, thân thể cũng là so với tầm thường tiên nhân cường đại, lần này bất tử cũng muốn bị hắn cấp đánh cho tàn phế. Giờ phút này Đinh Hòa Bình đám người nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, lại cũng không có ở lại đây, quả thật như Dương Nghị Vân lời nói, bọn họ mấy cái hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là giải quyết rớt trước mắt hai đầu ma khuyển. Sáu người liên thủ dưới cũng gần là chặn hai đầu ma khuyển công kích, nếu không phải vừa rồi Mông Điềm gia nhập chiến đấu, kỳ thật bọn họ sáu người công kích là ở vào hạ phong. Mà có Mông Điềm gia, bọn họ đối hai đầu ma khuyển công kích lại là ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Đinh Hòa Bình biết chỉ cần đại gia nỗ lực hoặc là nói thi triển ra toàn lực lẫn nhau chi gian phối hợp hảo, liền có chém giết rớt hai đầu ma khuyển khả năng. Sát! Đinh Hòa Bình trầm giọng lúc sau giống to, đôi tay pháp quyết véo bắt đầu xuất toàn lực. Ngao! Cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng long minh vang vọng. Đại gia vừa thấy lại là Tuyết Hương hóa thân ra bản tôn, hai cánh một sừng long. Ngay sau đó nổi điên giống nhau hướng về trong đó một đầu ma khuyển mà đi. Hình Nguyên Minh ánh mắt một trận co rút lại, hắn biết Dương Nghị Vân bên người nữ tử là cái yêu tiên, lại là không nghĩ tới bản thể thế nhưng là một cái một sừng hai cánh long, đây chính là thượng cổ thần thú hậu duệ, điển tịch chung ghi lại quá tồn tại, phi thường cường hãn.